Chương 1888, quả nhiên là do Tô gia làm. Nguyên nhân khác chốc nữa nói sau, chúng ta đang nói đến việc xử lý đồng chí Vương Triều. Làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Cống, nếu cứ chỉ huy lung tung như vậy, đến cuối cùng đều sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, lúc ấy tất cả mọi người đều thấy, đồng chí Vương Triều căn bản là không phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo. Bí thư Y nghiêm túc ra lệnh, anh ta lại còn thoái thác. Là ai khiến cho đồng chí Vương Triều to gan như vậy, tôi nghĩ, không biết bên trong còn có âm mưu gì khác không? Cho nên, bản thân tôi đề nghị, đối với đồng chí Vương Triều, chỉ viết kiểm điểm vẫn chưa đủ để phản tỉnh, nên lập tức tạm thời ngừng công tác tiếp nhận tổ chức điều tra. Hơn nữa, nếu như thực sự không được, phải đổi người thì cũng phải đổi. Chúng ta tuyệt không thể để những việc như vậy xảy ra lần thứ hai. Lần này là chủ tịch tỉnh Y xuống. Có lẽ người lần sau xuống sẽ là phó bí thư. Thưa các đồng chí, sai lầm như của đồng chí Vương Triều, không thể lại phạm phải được nữa. Tuyệt không thể nương tay được nữa, nhất định phải xử lý thật nghiêm khắc. Thái Phi vẻ mặt nghiêm túc, tên này cũng khá âm hiểm đấy. Vốn Y Cao Vân không chỉ huy được đồng chí Vương Triều đã rất mất mặt rồi. Không ngờ lại bị Thái Phi đưa ra nói rõ ràng, việc này không phải đã trực tiếp đánh vào mặt Y Cao Vân rồi sao? Y Cao Vân vì mặt mũi, nhất định không xử lý Vương Triều không được. Thái Phi diễn một vở mượn tay người khác giết đối thủ của mình thật xuất sắc. Cái này trong thể chế gọi là mượn súng. Người giỏi mượn súng chính là một người khiến nguồn sức mạnh trở nên lớn nhất. Áp dụng tương tự như vậy luôn luôn có thể rất dễ dàng xử lý các vấn đề trong quan trường, cho dù là lúc thực lực của mình khá yếu cũng có thể khiến người khác nhìn thấy chỗ lợi hại của mình. Cái này kỳ thực gọi là xử lý quan hệ mà thôi. Nghe thấy Thái Phi xoay chuyển như vậy, tất cả những người ngồi đây đều mờ mịt nhìn về phía Y Cao Vân. Đều muốn xem vị giữ quyền chủ trì này xử lý chuyện đầy mùi thủ đoạn này như thế nào. Là chịu làm súng của Thái Phi hay là còn có biện pháp nào khác, cái này phải dựa vào độ cao tay trong cách chơi của mỗi người rồi. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người khá thất vọng chính là, vị đồng chí lão thành Y Cao Vân này lại chơi chiêu bình thản. Ông ta không nói lời nào, yên lặng thưởng thức trà trong chén. Lão này ngẫu nhiên còn có thể phát ra tiếng sụt nho nhỏ, như thể loại trà xanh bình thường này giống như trà võ di đại hồng bào có hương có vị rất đáng để thưởng thức. Xử lý Vương Triều, tôi không thấy đồng chí Vương Triều phạm vào tội gì mà còn cần phải bắt. Đồng chí Thái Phi, tình hình lúc đó anh không nhìn rõ không? Đồng chí Vương Triều đã cố gắng hết sức, hơn nữa, để bảo vệ chủ tịch tỉnh Y, đồng chí Vương Triều đã một mình xông qua đó. Các đồng chí! Vây quanh chủ tịch tỉnh Y lúc đó có đến hàng trăm người là thế nào chứ, nếu như bị kích động, quần chúng có việc gì mà không làm được. Một người xông lên cần dũng khí lớn đến nhường nào, đồng chí Vương Triều chẳng những không thể phạt, hơn nữa, còn phải nêu tên khen ngợi. Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta phải làm sao thưởng phạt phân minh, mới có thể khiến các đồng chí cấp dưới tâm phục khẩu phục, ra sức công tác, có phải không nào? Về phần nói vì sao lực lượng công an không đủ. Tôi tin rằng đồng chí Lan Lập Quyền là bí thư đảng ủy cục công an hẳn là biết rõ việc này. Diệp Phàm thản nhiên nói. Việc này tôi cũng biết một chút, đồng chí Vương Triều báo cáo rằng gần đây bởi vì vụ án tập đoàn Vinh Quang anh ta đã phải rút ra không ít nhân sự. Bởi vì, đại bộ phận cảnh sát hình sự đều đã được phái đi điều tra vụ án cả rồi. Một vụ án liên quan đến hàng tỷ đồng, thậm chí phải điều động lực lượng cảnh sát toàn quốc đi đã là một vụ án đặc biệt lớn rồi. Lan Lập Quyền không ngờ lại nói giúp Vương Triều. Thái Phi vừa nghe, sắc mặt lập tức càng âm trầm. Ông ta biết, Lan Lập Quyền đang xem sắc mặt Y Cao Vân. Y Cao Vân trầm mặc không nói, vậy có nghĩa là ông ta không muốn làm súng của mình. Lực lượng công an của Cục Công an thành phố Đông Cống chắc chắn không ít, mấy trăm người, chỉ một vụ án chẳng lẽ đã bị phái đi hết. Chuyện đó là không thể nào. Hôm nay Vinh Quang xảy ra chuyện, trách nhiệm của đồng chí Vương Triều không thể trốn tránh. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Y lúc rời đi có đề cập qua rằng, Cục Công an của thành phố Đông Cống chúng ta cần phải chỉnh đốn rồi. Chủ tịch tỉnh Y chính là đang cảnh báo chúng ta không thể làm lơ chỉ thị của lãnh đạo được. Lúc này, đồng chí Quách Tắc Quân không ngờ lại lấy lời của Chủ tịch tỉnh Y ra áp chế mọi người. Ha ha, Chủ tịch thành phố Quách, tôi không rõ là anh bị nghễnh ngãng hay là có nguyên nhân gì. Lúc này, Diệp Phàm không ngờ lại thản nhiên cười nói. Tôi không hiểu lời này của Chủ tịch Diệp có ý gì.
Quách Tắc Quân vừa nghe, nhìn Diệp Phàm, bức hỏi. Lúc ấy, lời chủ tịch tỉnh y nói trong lúc rời đi phỏng chừng mọi người đều đã nghe rõ rồi, ý của chủ tịch tỉnh y hẳn là nói điều kiện của Cục Công an thành phố Đông Cống quá thiếu thốn. Giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rót thêm chút tiền giúp bọn họ trang bị công cụ công tác tốt hơn. Cho nên ông ấy mới nói là chỉnh lý chứ không phải là chỉnh trị. Đồng chí Tắc Quân, khác một chữ thì ý nghĩa khác một trời một vực đó. Chỉnh đốn tất nhiên là chỉ điều kiện của Cục Công an thiếu thốn, ngay cả xe cảnh sát cũng đã cũ kỹ lắm rồi. Các đồng chí công an từ nơi xa không kịp trở về, đúng không? Diệp lão đại thật đúng là biết bẻ cong sự thật, mà nói vẫn rất đường hoàng. Sắc mặt Quách Tắc Quân đỏ lên, nói. Chủ tịch Diệp, chủ tịch tỉnh y rõ ràng nói là chỉnh trị. Từ lúc nào đã thành chỉnh lý vậy? Nếu quả thật là chỉnh lý, có phải là ngữ pháp của câu không thuận miệng hay không? Chẳng lẽ phải trách chủ tịch tỉnh, đường đường là chủ tịch tỉnh ngay cả câu chữ cũng không nói rõ ràng hay sao? Đồng chí Diệp Phàm, những lời như thế này anh cũng có thể nói ra, thật quá buồn cười. Có gì buồn cười chứ, lúc ấy chủ tịch tỉnh y đi khỏi, tôi ở gần ông ấy nhất. Chính xác ông ấy nói là hai chữ chỉnh lý chứ không phải là chỉnh trị. Đúng lúc này, Cục trưởng Cục Tuyên giáo Y Thanh Liên bất ngờ nói xen vào, dứt khoát chứng thực chuyện này giúp Diệp Phàm. Lúc ấy Y Thanh Liên đúng là người ở gần Y Kiệt Minh nhất, hơn nữa lại ở ngay bên cạnh ông ta. Về phần có đúng là nghe thành chỉnh lý hay không, chuyện này, chỉ có trời mới biết. Chắc rằng những người ngồi đây không ai sẽ ngốc đến mức đi hỏi chủ tịch tỉnh y. Cho nên, người ở gần chủ tịch tỉnh y nhất ngược lại trở thành nhân chứng có tính xác thực nhất. Sao cô có thể bẻ cong sự thật như thế? Cục trưởng y, làm một người tuyên truyền, càng cần phải chú trọng sự thật hơn. Nếu đưa tin sai sự thật sẽ đem đến hậu quả như thế nào, tôi nghĩ rằng cô hiểu rất rõ. Thái Phi nhìn Y Thanh Liên một cái, lạnh lùng hừ, nói. Điều này tôi hiểu rất rõ, không phiền bí thư Thái chỉ giáo. Đến điều đấy còn không rõ ràng, tôi còn làm công tác tuyên truyền làm gì. Y Thanh Liên không để cho Thái Phi vị phó bí thư này giữ chút mặt mũi. Ngay cả Y Cao Vân cũng phải thầm giật mình, Y Thanh Liên từ khi nào to gan đến như vậy. Phải biết rằng, Y Thanh Liên là một người con gái, thời Vi Lý Quốc còn cầm quyền. Có phát ngôn trong hội nghị thường vụ cũng rất huyền chuyển. Cho nên, danh tiếng trong thành ủy của cô vẫn khá tốt. Không ngờ được hôm nay lại dám thẳng thắn công kích ngược lại Thái Phi. Có thể nói là xé bỏ mặt nạ mà phản kích. Nguyên nhân trong đó tất nhiên Y Cao Vân không thể nghĩ ra được, đó là bởi vì Diệp Lão Đại đã nhúng tay vào mà. Đồng chí Y Cao Vân chỉ có thể nghĩ là do Vi Lý Quốc thao túng đằng sau. Chẳng lẽ Vi Lý Quốc cũng không thích tên Thái Phi này? Y Cao Vân tự nhiên thầm cân nhắc. Được rồi, chuyện hôm nay đồng chí Vương Triều sắp xếp cho chút lộn xộn. Viết một bản kiểm điểm sâu sắc đi. Y Cao Vân phất tay, nói. Tối hai ngày sau, Vương Triều mang theo một tập công văn, vội vàng đi vào chỗ ở của Diệp Phàm, vừa lúc Lam Tồn Quân cũng đang ở đó. Nhìn sắc mặt vui vẻ của cậu, có phải vụ án có đầu mối rồi hay không? Diệp Phàm vừa bảo anh ta ngồi xuống, vừa hỏi. Nguyên trưởng phòng tài vụ Cam Anh đã bị bắt trở về, cô ta khai ra hết rồi. Vương Triều nói. Ha ha, chắc là cậu lại dùng cầm nã thủ chứ gì. Diệp Phàm thản nhiên cười, nói. Không đâu, có mỗi một mụ đàn bà, sao phải phiền toái thế. Vương Triều hơi có vẻ đắc ý quét mắt về Lam Tồn Quân một cái. Ồ, không dùng à, vậy cậu làm thế nào mà cô ta lại chịu nôn hết ra? Tôi vốn nghĩ cái loại đàn bà to gan lớn mật, ngay cả mấy trăm triệu cũng dám cuỗm đi này là hạng người rất cứng đầu. Loại đàn bà này, không dễ hàng phục. Lam Tồn Quân hừ, nói, tự nhiên muốn đả kích một chút đồng chí Vương Triều. Người giỏi tự có kế hay, kỳ thực, Cam Anh có quan hệ thân thích với Cam Vũ Thuần còn phải gọi cô ta một tiếng chị họ. Tất nhiên chị họ này họ khá xa, tuy nhiên, cũng khá thân thiết. Cho nên... Cam Vũ Thuần mới có thể sắp xếp cô ta làm người phụ trách phòng tài vụ. Hơn nữa, cho cô ta quyền sở hữu tài sản rất lớn, mới có thể gây ra hậu quả như thế. Có điều, tôi chẳng qua chỉ dở một thủ đoạn nhỏ thôi. Bắt lấy con trai của cô ta để khiến cô ta ra mặt, hổ dữ không ăn thịt con. Cam Anh không cứng được nữa, rốt cuộc cũng phải khai ra. Theo lời giải thích của cô ta ôm tiền chạy trốn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vương Triều nói, là bất đắc dĩ, cũng không trách được,
có tiền chẳng lẽ lại không bị dao động? Đó những mấy trăm triệu cơ mà, chạy ra nước ngoài hưởng dụng mấy đời cũng không hết. Lam Tồn Quân hừ lạnh, nói. Người đàn bà này không lớn mật như vậy, hơn nữa, Cam Vũ Thuần đối xử với cô ta cũng không tệ. Cũng không phải cực kỳ cần tiền, cô ta lại không phải vốn có ý định nuốt mất khoản tiền đó. Đó là bởi vì có người bắt cóc con trai cô ta. Vương Triều nói. Việc này chắc không phải là do người nhà họ Tô làm chứ. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, từ công ty bảo hiểm Huệ Cảnh luôn có bóng dáng mơ hồ của nhà họ Tô. Điều này, tất nhiên phải thông qua thủ đoạn đặc biệt mới có thể điều tra ra. Mà Cam Anh, có phải cũng là do nhà họ Tô an bài người bức ép cô ta hay không? Mục đích tất nhiên là lấy tập đoàn Vinh Quang kéo theo nhà máy đường Dương Xuân, cuối cùng tóm gọn một mớ, hoàn toàn khiến cho cục diện kinh tế của thành phố Đông Cống rối loạn. Mục tiêu chính là tôi rồi. Diệp Phàm nói, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nhìn Vương Triều một cái, hỏi. Đã bắt được người bức ép cô ta chưa? Là người của tổ chức Đông Cầu làm. Sắc mặt của Vương Triều ngưng trọng chưa từng thấy. Đông Cầu. Lam Tồn Quân không nhịn được, thất thanh kêu lên. Anh cũng biết Đông Cầu. Vương Triều hơi cảm thấy bất ngờ, nhìn Lam Tồn Quân một cái. Nghe nói qua. Lam Tồn Quân gật đầu. Đông Cầu, là cái thứ gì? Diệp Lão Đại liếc Lam Tồn Quân một cái, hỏi. Nghe nói ở trên thế giới có một tổ chức rất nổi tiếng, chuyên làm những hoạt động như là bắt cóc, giết người. Lam Tồn Quân nói, nhìn Vương Triều một cái, nói. Việc này Vương Triều đến từ phòng điều tra của Cục Công an, hẳn là biết rõ hơn tôi, cứ để cậu ta tiết lộ thì hơn. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Triều. Đông Cầu là một tổ chức bí mật quốc tế, nghiệp vụ của nó nghe nói bao trùm hơn một nửa địa cầu này. Tổ chức này cực kỳ bí ẩn, không ai biết được trụ sở của bọn chúng ở đâu. Tuy nhiên, người của Đái A hẳn là biết rõ bọn chúng. Vương Triều nói đến đây, âm chỉ Diệp Phàm là đặc nhiệm của tổ A, hẳn phải biết rõ tổ chức bí mật này. Ờ, có khả năng, cậu nói tiếp đi. Diệp Phàm gật đầu, nói. Chương 1889, cơn thịnh nộ của Diệp Phàm. Cao thủ cũng có vài người, như Nỗ Cầu Tông Đức xếp thứ 9, Lỗ Cầu Đắc Sâm xếp thứ 8, Ngọc Cầu Điệp xếp thứ 15 V, trên bảng xếp hạng sát thủ quốc tế. Vương Triều nói, mấy cái tên này đúng là kỳ lạ, lại đều có liên quan đến cầu. Không phải tổ chức Đông Cầu chính là một cái ổ chó đấy chứ. Có điều, bản lĩnh của Nỗ Cầu Tông Đức thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tên của các cao thủ của tổ chức Đông Cầu đều rất kỳ quái, bọn chúng đặt tên không theo quy củ bình thường mà là do mình thích tên gì thì lấy tên đấy. Hơn nữa, 10 cao thủ đứng đầu trong tổ chức đều có tên có chữ cầu. Vương Triều ha ha cười nói. Mẹ nó, đúng là cùng một ruột. Diệp Phàm cười, nghĩ đến biệt hiệu của mình trong tổ đặc nhiệm A cũng là cầu tử. Bọn chúng coi cầu là một niềm vinh dự, chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể được gọi là cầu. Những thành viên ở dưới có muốn cũng không nhường cho. Hơn nữa, các thành viên không được giết chó, không ăn thịt chó. Bắt gặp người giết chó còn phải ra tay giáo huấn một trận. Bởi vì bọn chúng thờ phụng cầu thần. Có lẽ thần được cung phụng trong tổ chức cũng là cầu thần. Mà Nỗ Cầu Tông Đức xếp hạng 9 trong bảng xếp hạng quốc tế. Bản lĩnh của người này nếu lấy quốc thuật của chúng ta ra đánh giá, ít nhất cũng đạt đến khai nguyên bát đẳng. Cụ thể đạt tới giai đoạn mấy thì không biết, còn Ngọc Cầu Điệp cũng có thân thủ đạt đến giai đoạn cao nhất của thất đẳng, thậm chí có thể cao hơn. Vương Triều nói, thất đẳng, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Diệp Lão Đại thản nhiên cười nói. Không phải như thế đâu anh Diệp, Nỗ Cầu Tông Đức tuy nói là chưa đến cửu đẳng, nhưng người này lòng lang dạ sói, sát thủ có tiếng trên thế giới bị gã giết cũng khá nhiều đấy. Nghe nói người này có thể chỉ bằng thân thủ bát đẳng đánh bại cao thủ cửu đẳng. Hơn nữa, ra sát chiêu liên tục, bọn chúng là những tay lõi đời về nghề này rồi, về kỹ thuật đánh tay không và sử dụng súng ống có khi còn thành thạo hơn cả chúng ta ấy chứ. Những tên này, chẳng những đã trải qua huấn luyện tử vong chuyên nghiệp, mà còn trải qua bao nhiêu năm thực tiễn đánh giết người, tất nhiên kinh nghiệm chúng tích lũy được chúng ta không thể nào bằng. Vương Triều vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy bọn chúng phái người như thế nào đến bức ép Cam Anh chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, bọn chúng chọn bừa ra một người là được rồi. Xem ra, lần này nhà họ Tô đã bỏ ra một món tiền vốn rất lớn đấy. Chỉ một người bình thường mà bọn họ cũng thận trọng như vậy.
thực sự muốn ép tôi vào chỗ chết rồi phải không? Trên mặt Diệp Phàm hiện lên một nét tàn nhẫn. Người này tên là Cáp Lạp Sâm, không được coi là nhân vật lợi hại gì trong tổ chức Đông Cẩu. Xếp hạng có lẽ là ngoài 30. Vương Triều nói. Từ hạng 30 trở đi, chắc là bị cậu hàng phục rồi chứ gì. Lam Tồn Quân thản nhiên cười cười. Điều này là tất nhiên, tổ chức Đông Cẩu tuy nói là lợi hại, nhưng kẻ xếp hạng ngoài 30 nhiều nhất chỉ có thân thủ giai đoạn cao nhất của tam đẳng thôi, sao xứng làm đối thủ của ông đây chứ? Đương nhiên, nếu 10 tên đứng đầu đến, tôi cũng chỉ tốn chút sức thôi. Vương Triều có vẻ hơi tự đắc, cười nói. Ha ha, nếu nỗ cầu tông nước đến, có khi chúng tôi chỉ có thể nhặt xác cho cậu thôi. Amen, đồng chí Vương Triều, cậu an tâm mà xuống địa phủ báo tên nhé. Đồng chí Lam Tồn Quân đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đả kích đồng chí Vương Triều. Vừa nói vừa nghiêm túc làm dấu chữ thập trong tay, đúng kiểu như thế. Diệp Phàm cảm thấy hai tên này đấu khẩu đã thành thói quen mất rồi. Chỉ cần ở cùng nhau, có thể nắm được cơ hội là cả hai người phải náo loạn một chập mới thôi. Tất nhiên, Diệp Phàm hiểu, hai người chỉ đấu khẩu cho vui mà thôi. Anh, Vương Triều nghẹn họng, chỉ vào Lam Tồn Quân chừng mắt nhìn một lúc. Không phục thì chơi. Trên mặt Lam Tồn Quân lộ ra một nụ cười trêu chọc. Chơi cái con khỉ, anh thất đẳng, ông đây mới lục đẳng, cũng không phải đồ ngốc mà chịu làm bao cát ra người cho thằng khác đâu nhá. Vương Triều tức giận, hừ, nói, anh ta nhìn Lam Tồn Quân một cái, hai mắt bất ngờ sáng lên, cười nói. Có điều, nếu tôi phải xuống địa phủ báo tên, thì khả năng giám đốc nhà máy Lam gặp phải nỗ cầu tông đức cũng suýt soát đấy. Đến lúc đó, người nhặt xác chỉ còn lại anh Diệp thôi. Đồng chí Tồn Quân, anh đi thong thả nhé. Vương Triều đang ăn miếng trả miếng, tay vung vẩy như kiểu nhà Phật. Cáp Lạp Sâm đã bị cậu hàng phục, Vương Triều, cậu phải cẩn thận chút. Bằng không, bọn chúng có lẽ sẽ trả thù. Nếu như có một tên như nỗ cầu tông đức đến thì phiền phức đấy. Diệp Phàm nhắc nhở. Ở đâu ra mà nhiều như vậy, trong tổ chức Đông Cẩu mấy tên đứng đầu bảng như nỗ cầu tông đức không quá 5 tên đâu. Có gì phải sợ, mấy tên giống nỗ cầu tông đức đều được coi như bảo vật cần phải cất giấu. Loại cao thủ này mà bị thương thì không đứng dậy nổi. Hơn nữa, bọn chúng làm việc, thường thường là vụ nào cũng tính tiền. Ví dụ như, Cáp Lạp Sâm hoàn thành việc bức ép Cam Anh, gã xem như đã thành công. Mặc dù Cáp Lạp Sâm bị tôi xử lý rồi, bọn chúng cũng tuyệt không vì một dự án không được tiền mà ra tay. Đương nhiên, trong di chúc của Cáp Lạp Sâm, người kế thừa được an bài sẽ nhận được khoản tiền hậu sự không nhỏ. Trừ phi nhà họ Tô vẫn còn muốn tiêu tiền, bọn chúng mới ra tay tìm tôi tính sổ. Có điều, tôi làm rất bí mật, bọn chúng chưa chắc đã biết là do tôi làm. Hơn nữa, tôi nghĩ, mục tiêu lần này của nhà họ Tô là đại ca, bọn họ tất sẽ không vì tôi mà bỏ ra nhiều tiền đâu. Cái này, đúng là lấy cái ngắn của mình so với cái dài của người. Vương Triều thở dài, Lam Tồn Quân và Diệp lão đại nghe mà có chút nghẹn họng, nhìn chân chối. Không ngờ, không có ai giết mà vị đồng chí này vẫn ý kiến ý cò, không thể hiểu nổi nữa. Vậy tôi nhường cho cậu đấy. Diệp lão đại tức giận, hừ nói. Thôi đi, tôi không nhận nổi đâu. Vương Triều căng thẳng nói. Biết thế là tốt, anh Diệp là ai chứ? Lam Tồn Quân nhân cơ hội lại bắt đầu mở miệng hạ thấp Vương Triều. Chuyện của Cam Anh đã giải quyết xong rồi, tuy nhiên, Vương Triều, cậu hẳn là có phát hiện khác quan trọng hơn phải không? Điều đó là tất nhiên, lần này rất may mắn, tuy nói thứ hạng của Cáp Lạp Sâm trong Đông Cẩu không cao. Dường như là thành viên hạng 30 không thể nào tiếp xúc với chuyện trung tâm được. Nhưng mà Cáp Lạp Sâm nghe nói rất được một phó lãnh đạo của Đông Cẩu tên là Dương Cẩu La Lâm sủng ái. Có vài lúc uống say cũng có thể nghe được vài chuyện bí mật liên quan đến tổ chức. Cáp Lạp Sâm tuy cũng lợi hại, nhưng cầm nã thủ của tôi cũng không tệ. Cuối cùng, sau hai lần thi triển võ này, tên này rốt cuộc cũng phải khai ra. Khai ra một chuyện rất động trời. Nói là Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Trần Đông Kinh đã chạy trốn ra nước ngoài, trước mắt đang ẩn náu trong một chi nhánh bí mật của tổ chức Đông Cẩu. Dường như địa điểm này là ở nước Anh, Công ty Bảo hiểm Huệ Cảnh chúng ta đã tra ra một ít manh mối, có liên quan đến nhà họ Tô. Tôi nghĩ, Trần Đông Kinh không biết có phải là người ngoài được nhà họ Tô tín nhiệm hay không. Chỉ cần bắt được Trần Đông Kinh là có thể nắm được chứng cứ cần có. Chúng ta hoàn toàn có thể ra tay với nhà họ Tô.
Nhà họ Tô tuy nói là tiền nhiều thế mạnh, nhưng tôi tin rằng, năng lực của anh Diệp không phải là thứ nhà họ Tô có thể coi thường được. Vương Triều nói xong, nhìn Diệp Phàm. Cho dù là trốn ở anh, tôi cũng phải bắt gã trở về. Diệp lão đại hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ mặt âm trầm. Chuyện còn lại cứ để cho tôi. Sau khi trở về phòng ngủ, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lý Khiếu Phong. Nhờ vào ông ta điều tra một chút về Đông Cẩu. Lúc đó Lý Khiếu Phong sau khi sửng sốt mới hỏi. Cậu điều tra bọn họ làm gì? Diệp Phàm nói lại tình hình Vương Triều điều tra được cho Lý Khiếu Phong. Nỗ Cẩu Tông Đức đúng là một cao thủ, tôi sẽ lập tức điều tra chi tiết về gã. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu đừng hành động lộn xộn. Với thân thủ hiện giờ của cậu, va chạm với gã chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vẫn nên đợi một thời gian, trước tiên cậu hãy kéo dài thời gian. Đợi sau khi tổ đặc nhiệm A ổn định lại, tôi sẽ sắp xếp người cùng đi đánh hắn. Tuy nói là tổ đặc nhiệm A hiện tại khó có thể tìm được một cao thủ giống như Nỗ Cẩu Tông Đức, nhưng, hai cao thủ bát đẳng cùng hợp sức đánh gã, chắc cũng phải có 50% khả năng thắng. Tất nhiên, điều này, tôi không nói nữa. Lý Khiếu Phong khuyên Diệp Phàm. Lão Lý, tôi chỉ yêu cầu ông cung cấp tin tình báo chuẩn xác thôi. Về phần bắt gã ta, tôi bên này sẽ mời người đi làm. Diệp Phàm từ chối hết sức kiên quyết, biết tổ đặc nhiệm A có khó khăn, Diệp Phàm thứ nhất là không muốn làm phiền tổ đặc nhiệm A. Thứ hai, Diệp lão đại không muốn nợ ân tình của tổ đặc nhiệm A. Mời người, cậu định mời ai? Nỗ Cẩu Tông Đức là cao thủ bắt đẳng giai đoạn cao nhất, cũng có thể là cửu đẳng đấy. Lý Khiếu Phong có chút nóng nảy, nói. Ha ha, tôi đi tìm sư bá Thanh Sơn. Diệp Phàm dứt khoát bê danh hiệu, tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn ra. Nếu như là ông ta thì không cần lo lắng rồi. Lý Khiếu Phong nhưng thật ra lại yên tâm, ngẫm nghĩ một chút, Lý Khiếu Phong lại nói. Diệp Phàm, sau này nếu như cậu phát hiện tổ đặc nhiệm A có sao, hy vọng cậu có thể bình tĩnh, cứ coi như là nể mặt tôi lão già này, nhất định đừng trách tổ đặc nhiệm A. Lão Lý, lời này có ý gì thế? Diệp Phàm giật mình, những lời này Lý Khiếu Phong nói dường như có hàm ý khác. Không có gì. Lý Khiếu Phong gác máy. Tổ đặc nhiệm A có sao là ý gì? Còn bảo tôi chớ trách tổ đặc nhiệm A, tổ đặc nhiệm A tuy nói trước kia đối xử với tôi không tốt lắm, nhưng Diệp Phàm tôi nể mặt Trấn Đông Hải cũng sẽ không làm khó dễ cho tổ đặc nhiệm A. Thật sự là không hiểu ra làm sao. Diệp lão đại lẩm bẩm trong miệng mấy câu, cảm thấy Lý Khiếu Phong có chút kỳ lạ, suy nghĩ mãi mà không thể hiểu ra lời ông ta nói có ý gì. Ôi, tôi chỉ có thể nói đến như vậy thôi. Lô Tiến, anh nhất định đừng để hai người Lô Vĩ và Trần Quân hy sinh. Bằng không, sẽ phiền toái lắm. Cơn thịnh nộ của Diệp Phàm, đến tổ đặc nhiệm A cũng phải run rẩy. Lão hổ nhà họ Phí kia không phải chỉ là hổ giấy đâu. Sau khi gác máy, trên khuôn mặt Lý Khiếu Phong tràn đầy vẻ buồn bã, nhìn về nơi xa. Bên này lại bổ sung một chút, Lý Khiếu Phong tỉnh lại từ cơn trầm tư, lập tức nhấc điện thoại lên. Y Thanh Liên biểu hiện rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy cô ta dường như đã bị Diệp Phàm thuyết phục mất rồi. Trong một quán bar của thành phố Đông Cống, Lan Lập Quyền dáng vẻ có chút không ngờ, nói. Đánh trả lại Thái Phi với lập trường kiên định như thế, so với thái độ của Y Thanh Liên trong hội nghị thường vụ trước kia, hẳn là không phải như thế. Mặc dù là ở thời vi Lý Quốc chủ trì công tác của thành ủy, Y Thanh Liên tuy nói ủng hộ ông ta, nhưng biểu hiện vẫn rất mờ nhạt. Người phụ nữ này, luôn luôn khác dịu dàng, nghe lời. Tuy nhiên, vì Diệp Phàm, cô ta không ngờ có thể cứng rắn như thế, thực sự có chút kỳ quái. Đới Trung Cường cũng có vẻ nghi hoặc, nhìn Y Cao Vân một cái. Không riêng gì Y Thanh Liên, ông xem, Cam Thủy Hưng cũng đang dục dịch đấy. Y Cao Vân thản nhiên hừ một tiếng. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã thuyết phục được Vi Lý Quốc? Lan Lập Quyền nói. Không nhanh như vậy đâu, tôi nghĩ, hai người bọn họ không biết có phải đã giao ước cái gì rồi không? Chỉ khi được Vi Lý Quốc ám chỉ, Cam Thủy Hưng mới có thể biểu hiện như thế. Tuy nhiên, thái độ của Y Thanh Liên, tôi không thể nghĩ ra. Người phụ nữ này vì sao lại trở nên bí ẩn như thế? Y Cao Vân vuốt vuốt cằm, có vẻ đoán không ra. Thái Phi đúng là buồn cười, không ngờ lại muốn lợi dụng chúng ta. Lan Lập Quyền ha ha cười, nói. Chương 1890, Diệp Phàm đang làm xiếc trên dây. Muốn bắt Y Cao Vân tôi làm súng, có người sử dụng đấy,
nhưng Y Cao Vân tôi tuyệt đối chỉ làm súng của chính mình, mà không phải là súng trong tay người khác. Thái Phi muốn chơi tôi thì vẫn còn non lắm, văn phòng tỉnh ủy xuống thì làm sao chứ? Đây là thành phố Đông Cống, không phải văn phòng tỉnh ủy. Khí thế của Y Cao Vân đột nhiên tăng vọt. Điều này là đương nhiên, có điều, dựa vào biểu hiện của Thái Phi và Quách Tắc Quân, hai lão này đúng là cùng một cuộc rồi. Tuy nhiên, nhìn thái độ của Thái Phi, từ ngày nhậm chức đến bây giờ, bọn chúng rõ ràng là lấy Diệp Phàm làm mục tiêu công kích. Chỉ có điều không dự đoán được Cam Thủy Hưng và Y Thanh Liên sẽ giúp đỡ Diệp Phàm. Lần này, Thái Phi, ha ha, lại cực kỳ mất mặt rồi. Đới Trung Cường hơi có vẻ vui mừng khi kẻ khác gặp họa, cười nói. Muốn làm người đứng trên mọi người, trước hết nhất định phải dẫm lên người khác. Người bị dẫm lên chức vụ càng cao, càng thể hiện anh mạnh hơn họ. Thái Phi chỉ đơn giản muốn dẫm lên Diệp Phàm để xây dựng uy danh thôi. Trong suy nghĩ của lão, một kẻ từ nơi khác đến, hơn nữa, Lam Tồn Quân lại thoát ly khỏi ủy ban, đối phó với một tư lệnh quèn thì có gì là khó đâu. Tuy nhiên, bây giờ thì bị ăn một đòn đau rồi. Chuyện này cũng cảnh báo chúng ta một điều rằng, Diệp Phàm con người này, nhìn qua thì có vẻ non nớt, kỳ thực, lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho nên, tôi mới có thể trực diện trêu chọc Thái Phi. Còn có một nguyên nhân, mục tiêu thứ hai của Thái Phi có lẽ chính là tôi. Người này, dã tâm rất lớn, chúng ta không thể không đề phòng. Y Cao Vân nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lão muốn làm nhân vật số một của Đông Cống. Lan Lập Quyền ở bên hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát liên thủ với Diệp Phàm, trước tiên giải quyết gọn Thái Phi đi. Đới Trung Cường trên khuôn mặt thoáng qua một nét hung ác. Có lý, nhân lúc lão còn chưa đứng vững tranh thủ chèn chết lão. Đúng là rất muốn nhìn xem lão ta còn có thể ầm ĩ kiểu gì nữa. Lan Lập Quyền cũng nói. Không vội. Y Cao Vân khoát tay, nhìn hai người một cái, nói. Các anh nghĩ quá đơn giản rồi. Đơn giản. Đới Trung Cường lẩm bẩm trong miệng một câu, nhìn Y Cao Vân, chờ ông ta giải thích. Tất nhiên là quá đơn giản rồi, hai anh nghĩ kỹ lại đi. Thái Phi và Quách Tắc Quân đều là người đồng thời được tỉnh ủy sắp xếp xuống. Đây là do ai làm chứ? Y Cao Vân ra vẻ mẫu mực, nói. Thái Phi công tác ở văn phòng tỉnh ủy, nghe nói là người của bí thư phó. Vậy nói như thế, Quách Tắc Quân cũng là cùng một guộc với lão ta. Chẳng lẽ hai người đều là người do bí thư phó sắp xếp xuống? Thời điểm thế lực của chủ tịch tỉnh Trúc chia làm đôi, bí thư phó đã sắp xếp hai đồng chí xuống dưới. Hơn nữa còn giữ các chức vụ kha khá ở trong thành ủy Đông Cống. Cũng không phải dễ dàng đâu, bí thư phó tốn công tốn sức sắp xếp hai người xuống như vậy để làm gì? Lan Lập Quyền phân tích ra. Làm gì, ha ha, cướp mất Đông Cống từ trong tay tôi chứ gì nữa? Y Cao Vân nói. Không thể nào. Đới Trung Cường và Lan Lập Quyền đồng thời kêu lên. Không thể, tại sao lại không thể chứ? Y Cao Vân hừ một tiếng. Liếc nhìn hai người, nói. Thế cục ở trên tỉnh là hai ông lớn phó, chúc đấu đá tranh giành nhau, mà Tăng Cửu Thiên bị kẹp giữa hai người, sống trong áp lực đó, khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Tuy nhiên, cũng có cái lợi, ít nhất, bí thư phó và chủ tịch tỉnh Trúc ăn ở với bí thư Tăng cũng khá tốt. Bởi vì, bọn họ đều hy vọng được bí thư Tăng ủng hộ. Nói đến đây, Y Cao Vân không khỏi mỉm cười. Điều này là tất nhiên. Bí thư Tăng chính là nhóm thế lực thứ ba ở trên tỉnh. Trong hai vị lãnh đạo phó, chúc bất kể ai có thể tranh thủ được bí thư Tăng thì chẳng khác nào nắm chắc việc lớn của tỉnh chúng ta rồi. Lan Lập Quyền thản nhiên cười nói. Ha ha, lão Lan gần đây có tiến bộ đấy. Y Cao Vân khen Lan Lập Quyền một câu, nói. Chủ tịch tỉnh chúc ủng hộ Diệp Phàm, mà bí thư Tăng lại ủng hộ tôi. Trong thành phố đồng chí, Vi Lý Quốc cũng không phải là người của bí thư phó. Bí thư phó vì vừa tới không lâu, cho nên, chưa có tay chân ở thành phố Đông Cống. Vì vậy, lần này, bí thư phó nhẫn tâm sắp xếp hai người Thái Phi và Quách Tắc Quân xuống dưới. Một ở thành ủy, một ở ủy ban nhân dân thành phố. Tất nhiên là muốn tấn công cả hai mặt, một tay tóm gọn cả thành phố Đông Cống. Là một bí thư tỉnh ủy, ít nhất, phải có tay chân của mình ở mọi địa phận và thành phố mới được. Mặc dù không thể khống chế toàn bộ cục diện. Nhưng cũng cần phải sắp xếp một hai chức vị quan trọng để bất cứ lúc nào cũng có thể biểu đạt ý tứ của mình. Mà nhìn biểu hiện của Thái Phi, cũng không phải đến để biểu đạt ý tứ của bí thư phó.
mà là thanh lọc toàn bộ Đông Cống. Tuy nhiên, thế lực của Chủ tịch tỉnh Trúc quá mạnh, ông ta gây cho Bí thư Phó áp lực lớn chưa từng có. Hành vi gây rối loạn trước cổng chính của tập đoàn Vinh Quang, tôi nghĩ, cũng không phải là do Diệp Phàm gây nên. Chắc chắn lại là do ai đó giật dây sau lưng. Tôi thấy, tám phần là do Thái Phi và Quách Tắc Quân làm. Lan Lập Quyền nói. Đúng, chỉ cần Đông Cống rối loạn một cái, lúc Bí thư Phó thanh lọc, Diệp Phàm mà gục, Bí thư Phó hoàn toàn có thể phái xuống một chủ tịch thành phố. Từng bước gặm nhấm Đông Cống, ngay cả Chủ tịch tỉnh Trúc cũng chỉ có thể đứng nhìn. Đới Trung Cường nói, lão nhìn Y Cao Vân một cái, có chút lo lắng, nói. Vậy thì sau này phải làm sao? Nếu Bí thư Phó thật sự có ý này, vậy chúng ta không phải gặp phiền phức rồi hay sao? Phiền phức, có gì mà phiền phức? Hai thế lực mạnh đối đầu, tất nhiên sẽ cần tìm bên thứ ba giúp đỡ. Mà Bí thư Tăng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên, chúng ta thực ra lại an toàn nhất. Bí thư Phó có định thanh lọc thành phố Đông Cống hay không? Điều này cũng rất khó xác định. Có thể là dã tâm của Thái Phi lớn, tự mình muốn làm việc này. Tuy nhiên, có Bí thư Tăng ở đây, chắc chắn rằng cho dù là Bí thư Phó muốn kéo tôi xuống cũng phải cân nhắc một chút. Đến lúc đó, Bí thư Tăng hướng về phía Chủ tịch tỉnh Trúc, Bí thư Phó lại chẳng như ngồi trên đống lửa hay sao. Y Cao Vân vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thực, lão này suy nghĩ rất không thực tế. Nếu như Bí thư thời của tỉnh ủy thực sự hạ quyết tâm thanh lọc một lần nữa, đến Tăng Thập Thiên cũng không thể cản được ấy chứ. Đến lúc đó, Phó Quốc Văn và Trúc Nham Đỉnh ký kết hiệp định lâm thời gì đó với nhau. Lại chia cắt thành phố Đông Cống, bài trừ Tăng Cửu Thiên cũng không phải chuyện không có khả năng. Chuyện bên trong tỉnh ủy đặc biệt phức tạp, hôm nay chúng ta là đồng minh, có lẽ, ngày mai vì một lợi ích khác mà trở thành đối thủ cũng không phải chuyện không có khả năng. Y Cao Vân nói như thế, chỉ là muốn cổ vũ khuyến khích hai vị cấp dưới mà thôi. Sơ suất rồi, ôi! Thái Phi thở dài, có chút thẫn thờ ngồi vẹo một bên trên sofa. Không thể ngờ được, tốn biết bao tâm sức mượn tay Y Cao Vân, đuổi được Lam Tồn Quân đi, kết quả không ngờ lại nhảy ra Cam Thủy Hưng và Y Thanh Liên. Diệp Phàm xuống tay rất nhanh, vì Lý Quốc giúp đỡ hắn như thế, chẳng lẽ đã thực sự tin tưởng hắn rồi? Sắc mặt Quách Tắc Quân cũng có chút mỏi mệt, nhìn Thái Phi một cái, nói. Hoàn toàn tin tưởng hắn thì không thể nào. Chuyện này, nhất định có liên quan đến lợi ích nào đó. Vì Lý Quốc là một tay rất thực dụng, đến tôi cũng phải khâm phục lão già sắp xuống lỗ này ở điểm đó. Chỉ có điều, tuy nói vì Lý Quốc là người thực dụng, nhưng lão không phải là một người có năng lực. Ví dụ như nói, lão muốn làm cho thành phố Đông Cống phát triển, kết quả là tốn công vô ích. Ý tưởng là tốt, chỉ có điều, năng lực và ý tưởng phải phối hợp với nhau mới được. Bí thư Phó cũng thấy được điểm này, lão Quách. Trọng trách trên vai chúng ta rất nặng đấy. Thái Phi nói với vẻ mặt ngưng trọng. Lão Thái, ông nói thử xem, ông có hiểu rõ Diệp Phàm con người này không? Quách Tắc Quân hỏi. Không hiểu rõ được, người này tuổi rất trẻ, vào tuổi này mà hắn có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch thành phố, thực sự có chút đáng sợ, thậm chí nói là kinh khủng cũng không quá đáng đâu. Chúng ta vừa mới đuổi được Lam Tồn Quân đi, không thể tưởng được còn nhảy ra một người nữa. Người này có lẽ đã nghĩ đến điểm này, cho nên, đã sớm hành động rồi, cũng không biết dùng lý do gì thuyết phục được Vi Lý Quốc. Không ngờ khiến chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thái Phi chau mày, nói. Lão Thái, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi thấy, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một con hổ giấy thôi. Chưa cần nói đến nhà máy đường Dương Xuân, chỉ cần tập đoàn Vinh Quang thôi cũng đủ khiến cho hắn rơi vào bước đường không thể cứu vãn được rồi. Tên này còn dám ăn bốc nói phét thẳng mặt, anh trấn an các hộ cho vay thì không sai, nhưng không thể lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố mà bốc phét, đảm bảo cứu sống tập đoàn Vinh Quang. Đến lúc đó, lời hứa không thể thành sự thật, mấy nghìn hộ cho vay đó còn không nuốt sống hắn sao? Quách Tắc Quân hừ một cái, nói. Kỳ lạ là sóng gió trước cổng chính của tập đoàn Vinh Quang kia rõ ràng là có người quấy rối, rốt cuộc là ai làm? Nếu nói là Y Cao Vân làm. Hẳn là không phải, hiện tại là thời điểm lão ta muốn yên ổn, muốn phát triển. Tập đoàn Vinh Quang thật sự rối loạn đối với lão mà nói tuyệt không có gì vui vẻ. Thái Phi đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu được. Không phải lão, lại càng không phải Diệp Phàm, tên kia không thể nào lại nhấc đá đập vào chân mình được. Quách Tắc Quân nói. Nghĩ lại, lần này chủ tịch tỉnh y xuống rõ ràng là muốn làm khó dễ Diệp Phàm.
Bởi vì Diệp Phàm làm xấu mặt mũi lão. Lão Quách, có thể là như thế này không nhỉ? Diệp Phàm vì muốn dọa chủ tịch tỉnh y, cho nên, quyết định nhẫn tâm, gây nên náo loạn lớn, nguy hiểm, sắp xếp trận sóng gió ở tập đoàn Vinh Quang. Ông có thấy không, trận sóng gió đó tuy bề ngoài rất đáng sợ, kỳ thực vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Gây ầm ĩ rất dữ dội, nhưng thực tế cũng không xảy ra chuyện gì. Thái Phi nhìn Quách Tắc Quân, nói. Dường như rất có lý, bằng không sao có thể đuổi chủ tịch tỉnh y đi được. Tuy nhiên, hắn làm vậy cũng là quá mạo hiểm. Hơn nữa, cũng để lại cho chủ tịch tỉnh y ấn tượng không tốt. Quách Tắc Quân nói. Y Kiệt Minh sẽ không dừng lại đâu, chúng ta cứ chờ xem trò hay đi. Diệp Phàm sẽ bị chuyện của tập đoàn Vinh Quang và nhà máy đường Dương Xuân làm cho sứt đầu mẻ chán, mà chủ tịch tỉnh Trúc thấy tình hình như vậy, nhất định sẽ cho rằng không thể trọng dụng Diệp Phàm được nữa. Đến lúc đó nếu như chủ tịch tỉnh y có bồi thêm một đá thì chắc rằng chủ tịch tỉnh Trúc cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Diệp Phàm tay cán bộ bị lưu chuyển này, một khi ngã xuống, có lẽ, sẽ không thể đứng dậy nổi. Thái Phi mặt mày giãn ra, xem ra, tâm tình tốt lên không ít. 6 giờ sáng, điện thoại trên đầu giường Diệp Phàm vang lên đầy thúc giục. Diệp Phàm, tổ chức Đông Cầu đúng là có một phân bộ ở nước Anh. Ngay tại quán bar Bối Lỗ Đinh trên đường Phong Lâm số 9 ở London. Kỳ thực chỉ là một quán bar bình thường, không gây chú ý, nếu cậu đến nơi rồi sẽ không thể tin được nơi đó lại chính là phân bộ ác danh truyền xa dị cầu. Các tình hình khác tổ đặc nhiệm A chúng tôi không rõ lắm. Nơi đó, có lẽ tổ đặc nhiệm của tổ chức tổ Lam Sơn Hồ của nước Anh hiểu rõ. Tuy nhiên, chỉ cần không gây nguy hiểm đến quốc gia, Lam Sơn Hồ cũng sẽ không đi trêu chọc một tổ chức hung dữ như thế. Đối với Lam Sơn Hồ, nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cho nên, nếu như cậu mời Phí Thanh Sơn ra tay, vẫn cần phải làm một cách bí mật hơn mới được, bằng không, chỉ sợ sẽ gặp phải chuyện không hay. Trước mắt, tổ đặc nhiệm A có một nhiệm vụ bí mật, thật sự nhân sự không thể rút ra được. Hơn nữa, việc này tổ đặc nhiệm A không tiện nhúng tay vào. Tôi nghĩ, nơi đó nhất định có nhân viên tình báo của tổ Lam Sơn Hồ của nước Anh theo dõi sát sao. Cá nhân xử lý chuyện riêng, người ta mặc kệ, nếu là tổ đặc nhiệm A nhúng tay vào, thì ý nghĩa sẽ khác hẳn. Sẽ trở thành chuyện giữa các quốc gia với nhau, chúng ta không thể đẩy mọi chuyện tới mức này được. Lý Khiếu Phong thận trọng giải thích, đồng thời hơi bày tỏ ý từ chối. Không sao cả mà, lão Lý, anh có thể cung cấp những tư liệu này tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Nào còn dám đòi hỏi gì quá đáng nữa? Yên tâm, việc này tôi sẽ làm thỏa đáng. Tuyệt đối không tiết lộ gì hết. Giọng điệu của Diệp Phàm cũng rất thận trọng. Chương 1891, Lão Lý tặng vũ khí. Diệp Phàm gọi cả Vương Triều và Lam Tồn Quân đến, thuật lại chuyện Tổng Giám Đốc Công ty Bảo hiểm Huệ Cảnh là Trần Đông Kinh có khả năng đang trốn ở Đông Cầu East End thuộc Anh Quốc. Vậy là phải đi Anh Quốc, phiền toái vậy sao? Lam Tồn Quân nhíu mày, nhìn Diệp Phàm bảo. Gần đây mặt bằng mới của nhà máy đường cơ bản đã bước đầu san lấp mặt bằng công trình. Nếu không ai trông coi thì e là không được, mà bên tập đoàn Vinh Quang vẫn còn khá hỗn loạn, chủ tịch Diệp Anh căn bản là không đi nổi. Nhất định phải đi, không đi Anh Quốc thì không thể tìm được Trần Đông Kinh, vậy thì làm sao giải quyết dứt điểm được vụ việc tập đoàn Vinh Quang bị Huệ Cảnh lừa tiền. Hơn nữa, tiền của Vinh Quang mà không thu hồi được thì cũng can hệ lớn đến việc nhà máy đường Dương Xuân có phát triển được hay không. Không đi không được, anh Diệp, ta cứ đi đi. Tôi nghĩ, chỉ cần không gặp phải tên nào có tư tưởng biến thái giống như tên chó điên Tông Đức kia thì Vương Triều tôi vẫn có thể gây sức ép đôi chút. Vương Triều tỏ vẻ hưng phấn, người này vốn thích đấu đá chân tay. Trời sinh đã như thế, Diệp Phàm cũng thật sự là hết chỗ nói rồi. Ừ, việc này không đi không được, dù là Tô Gia ở thủ đô thì cũng phải đi một chuyến. Tô Gia họ cứ hết lần này đến lần khác gây phiền toái, thực sự nghĩ rằng Diệp Phàm này là hổ giấy chăng? Việc này, cậu Lam có thân thủ thất đẳng, hai chúng ta có cùng đi cũng không việc gì, nhiều nhất cũng đi có 2-3 ngày thì cứ chọn dịp cuối tuần mà xuất phát rồi lại xin nghỉ phép thêm một ngày là đủ rồi. Tuy nhiên vẫn là hiềm nỗi nhân lực eo hẹp, Vương Triều không thể đi, cậu phải ở đây để giám sát các lộ nhân mã. Tôi sẽ đánh điện hỏi Vương Nhân Bảng có rảnh không? Nếu hắn chịu đi thì rất tốt. Nghe nói Anh Quốc có tổ chức bí mật tên là Blue Mountain Fox vẫn có người trông coi khu vực East End. Cho nên, vẫn phải tìm một cao thủ quen thuộc đặc điểm của bọn họ mới được,
người này phải tìm ai bây giờ? Diệp Phàm nói rồi lại lâm vào trầm tư. Người như thế khó tìm đấy. Vương Triều cào nhau một câu, đối với việc Diệp Phàm không sắp xếp cho y đi hơi có chút bất mãn. Kêu anh Thiết đi vậy. Diệp Phàm vừa mới buột miệng ra tên Thiết Chiêm Hùng thì Vương Triều đã kêu lên. Gọi anh ta thì có mà dùng cái rắm, đẳng cấp mới đến ngũ đẳng, so với tôi còn thấp hơn, thế không phải là tự chuốc thêm phiền phức sao? Cậu thì biết cái gì, trước kia anh ta từng lăn lộn ở báo săn, từng đối đầu với lực lượng Blue Mountain Fox nên ắt sẽ biết một ít thông tin về cách thức tấn công bên họ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta có vài người lại đều không có kinh nghiệm chiến đấu với lực lượng đặc biệt của ngoại quốc. Kinh nghiệm có khi sẽ cứu mạng người ta, anh Thiết tuy đẳng cấp không cao nhưng kinh nghiệm tuyệt đối là hơn chúng ta rất nhiều hơn. Diệp Phàm giảng giải. Thứ trưởng Thiết kinh nghiệm tuyệt đối là rất phong phú. Chẳng qua, anh ấy có chăng là mục tiêu quá lớn hay không? Lam Tồn Quân nhắc nhở. Ha ha, thứ trưởng Bộ Công an thì không thể xuất ngoại du lịch hay sao? Tìm cái cớ thôi thì vẫn là không khó, ngay cả chúng ta cũng có thể lấy lý do khảo sát thiết bị làm đường mà đi Anh Quốc thôi, đến lúc đó chúng ta buổi tối chui vào chỗ nào họ cũng không thể theo dõi hết được. Bọn họ cũng không có khả năng sẽ chú ý đến việc buôn bán thông thương. Diệp Phàm cười nói. Cũng có lý, số khách thương sang Anh Quốc kinh doanh vốn không ít, Blue Mountain Fox có ba đầu sáu tay cũng không quản hết. Lam Tồn Quân cũng cho là phải. Vương Nhân Bảng vừa nghe nói đến đi Anh Quốc thì lập tức đồng ý luôn. Người này hơi giống với Lang Phá Thiên, đều là phần tử hiếu chiến cả. Tối hôm sau, Vương Nhân Bảng liền chạy tới chỗ Diệp Phàm. Thế nào cậu em, gần đây có, phát tài, ở đâu không đấy? Diệp Phàm trong miệng nói hai tiếng phát tài tự nhiên là hỏi Vương Nhân Bảng có dùng chiêu ba ngón đi cướp của người giàu chia cho người nghèo hay không? Rất ít ra tay, mấy hôm trước phát hiện túi tiền trống trơn. Cho nên, ra tay có một lần, vẫn là một lão ngoại quốc xách mấy ngàn đô la Mỹ, trò trẻ con ý mà. Vương Nhân Bảng thản nhiên cười khoe chiến tích. Tên kia khẳng định là gây với cậu phải không? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, ông đây đang cắp nách một em xinh tươi đi dạo phố. Tên kia không ngờ lại mê đắm mà lẽo đẽo sau lưng lén chụp ảnh. Làm ông đây cả giận, cuối cùng thì mượn tạm hắn ít đô la Mỹ xách đi mà quên chưa xin phép. Sau đó lột sạch ném vào công viên cho người ta coi xiếc. Vương Nhân Bảng vừa kể đã khiến Vương Triều và Lam Tồn Quân rốt cuộc không kìm nổi phá lên cười. Tôi kể các anh nghe chuyện này, dạo trước báo Giang Nam Đô thì có đăng tin nói là người ngoại quốc rất thoáng, không ngờ lại tự khỏa thân đi dạo trong công viên. Cuối cùng bị người của văn phòng quản lý công viên bắt lấy hỏi anh ta vé vào cửa. Anh chàng ngoại quốc trên người trơn tuột tồng ngồng tự nhiên lấy đâu ra chứ, cười chết người đi được. Không ngờ đó lại là ngòi bút của anh Vương, quả là được mở mang kiến thức. Lam Tồn Quân cười to không ngừng. Không cắt chim là may cho thằng đó rồi. Vương Triều hừ lạnh một tiếng. Anh Thiết đã xuất phát rồi. Diệp Phàm trở lại chuyện chính. Anh ấy đi trước một bước cũng tốt, thuận đường qua Anh Quốc giải sầu. Vương Nhân Bảng gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại nói. Chúng ta mấy người tốt nhất cũng chia nhau ra mà đi. Khỏi khiến cho kẻ khác hoài nghi. Như vậy, tôi dù sao cũng không bận việc gì, ngày mai tôi sẽ xuất phát vậy. Được, vậy cậu cứ tới đó trước rồi liên hệ với anh Thiết đợi chúng tôi sang. Diệp Phàm gật gật đầu, lúc này, chuông điện thoại vang lên, là tiếng của Lý Khiếu Phong. Diệp Phàm, tôi biết cậu nhất định sẽ đi, hiện giờ so với trước kia không thể nào bằng được, thân thể chưa khôi phục thì cậu nhớ phải cẩn thận chút đấy. Cảm ơn lão Lý lão còn nhớ đến, tôi sẽ chú ý. Diệp Phàm rất là cảm kích. Ừ, cống hiến vì tổ quốc là nên thế. Nhưng, cũng phải chú ý an toàn bản thân. Thế này đi, tôi cho cậu một đầu số điện thoại, sau khi đến Anh Quốc thì cậu hãy liên hệ với cô ta. Cô ta sẽ dành cho cậu sự giúp đỡ nhất định. Tuy nhiên, cô ta chỉ cung cấp cho các cậu vũ khí. Những cái khác tôi đã có dặn dò là cô ta không được quản. Chúng ta làm chuyện gì cũng đều phải thận trọng, Blue Mountain Fox rất thính nhạy. Nhưng về phần vũ khí thì thật ra có điều tra cũng không tìm được gì. Mua bán giao dịch vũ khí xuyên quốc tế cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Việc này chỉ cậu biết là được, tôi cũng chưa từng nói qua với ai. Lý Khiếu Phong chu đáo dặn dò. Diệp Phàm còn có thể nói gì, chỉ biết tỏ vẻ cảm tạ. Hắn biết Lý Khiếu Phong chỉ dùng danh nghĩa cá nhân để mượn nhà nước đến xử lý. Việc này,
nếu bị Lỗ Tiến biết, phỏng chừng Lý Khiếu Phong sẽ bị phê bình. Ngày mồng 10 tháng 9 là Tết Thầy Cô của Trung Quốc, mấy người Diệp Phàm đều chia ra trước sau lần lượt tới Anh Quốc. Mấy người bọn họ tụ họp trong một nhà trọ bình dân tại London. Tôi đã đi qua quán rượu Bối Lỗ Ninh, đương nhiên, tôi không phải lấy tướng mạo sẵn có mà đi. Gần đây kỹ thuật dùng nước càng ngày càng thành thục, trước kia đánh nước thuốc lên mặt thì coi bộ dữ tợn có thể hù chết người ta, nay rốt cuộc cũng đã ra dáng con người. Thiết Chiêm Hùng cười nói, mấy lão già đó cũng phát huy tác dụng rồi cơ đây. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng nói chuyện chỉ hai người hiểu, tự nhiên là đang nói đến mấy chuyên gia bên tổ khoa học năng lượng thuộc tổ đặc nhiệm A chuyên chế ra một số đồ chơi ngạc nhiên cổ quái. Phát hiện ra cái gì không? Lam Tồn Quân vội hỏi. Một quán rượu rất bình thường, so với bao nhiêu quán rượu khác thì giống nhau như đúc. Tuy nhiên, cũng không thể bảo là nhỏ, diện tích vẫn là khá lớn. Theo tôi quan sát, bên trong người đi uống rượu về cơ bản đều là thị dân khu phố lân cận. Cao thủ khác biệt về vóc dáng và bắt mắt thì tôi vẫn chưa phát hiện ra. May mắn là cũng có rất nhiều hậu duệ người Hoa đi uống rượu, cho nên, tôi đi đến đó cũng không khiến cho người khác chú ý. Bà chủ là người rất quyến rũ, vừa thấy khách đến liền ném ánh mắt quyến rũ ra chào đón. Hơn nữa rất tham tiền, thối tiền lẻ thì một đồng cũng không chịu thiệt. Tôi nghĩ, kinh doanh quán rượu chẳng lẽ thật sự là thị dân Anh Quốc bình thường. Mà các tổ chức ở East End có phải là mượn quán rượu người ta làm vỏ bọc ngụy trang không? Thiết Chiêm Hùng thuật lại. Bà chủ trông thế nào? Vương Nhân Bảng cười gượng một tiếng. Không tồi, bà chủ tên là Ivana. Tóc dài màu vàng, mắt xanh lam. Cao 1m75, nhìn qua không đến 30 tuổi. Nếu chỉ luận đến dáng người lời nói thì là vô cùng nóng nảy. Chỉ là chút ý vị lẳng lơ kia quá nồng nhiệt một chút mà phá hủy đi cảm tình của người ta, cũng hơi đáng tiếc. Đồng chí Thiết nói đến đây không ngờ lại có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Ha ha, nếu bỏ qua chút ý vị lẳng lơ kia có lẽ anh Thiết cũng muốn chơi thử phải không nào? Vương Nhân Bảng nói giỡn. Tình ngoại quốc thôi mà, chúng ta có nếm thử chút cũng có gì là không thể. Thiết Chiêm Hùng không ngờ lại không hề phủ nhận, khiến cho Lam Tồn Quân nhất thời mở to hai mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng mà sững sờ kinh ngạc. Trừng mắt nhìn tôi làm gì hở tiểu Lam Tử, đàn ông con trai không cần phải nghiêm túc quá. Phong lưu là chủ đề vĩnh hằng của cánh đàn ông, Thiết Chiêm Hùng tôi cũng không lảng tránh vấn đề này. Đương nhiên, cậu có phong lưu đến mấy cũng không thể không để tâm đến gia đình vĩnh viễn là số một. Nếu vì phong lưu mà bỏ mặc người thân thì là kẻ không biết thưởng thức. Thiết Chiêm Hùng lại bồi thêm một tràng, Vương Nhân Bảng nghe được chỉ biết gật đầu khen phải. Anh Thiết, anh nói ý lẳng lơ của cái cô Ivana kia có phải là đang giả vờ hay không? Lúc này, Diệp Phàm mới lên tiếng hỏi. Cũng có khả năng đó, nếu là người của tổ chức nào ở đông cầu East End thì hẳn là không tầm thường. Mà đã cho anh nhìn qua tầm thường thì khẳng định chính là đang giả vờ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận em Ivana này khá là quyến rũ. Bản tính con người cũng khó mà giấu giếm nổi mà. Thiết Chiêm Hùng cũng chỉ đành nói nước đôi. Nghe nói thế giới tổ chức ngầm ở đông cầu East End cũng không có nhiều căn cứ, nhiều nhất cũng không quá 3 cái. Điều đó cho thấy mỗi một căn cứ với họ là tương đối trọng yếu. Nếu vậy thì có khi nào một trong 10 cao thủ hàng đầu của tổ chức đó sẽ trấn giữ tại đây? Lúc này, Vương Nhân Bảng vội xen mồm vào hỏi. Ừ, cũng như tổ chức bí mật của chúng ta vậy. Nếu không có nhiều căn cứ thì khẳng định là mỗi nơi đều sẽ được cao thủ trấn giữ. Bằng không, để đối thủ biết được người ta tùy tiện phái người đến đánh úp căn cứ, mất mặt là chuyện nhỏ, lại còn để lỡ chuyện quốc gia đại sự nữa. Mà bên East End cũng không có khả năng tùy tiện liền xây dựng một căn cứ. Phụ trách quán rượu Bối Lỗ Ninh phỏng chừng chính là nhóm phụ trách mảng công vụ Á Âu. Chỉ có điều, một quán rượu lại không thấy được người nào nổi bật. Vậy các thành viên căn cứ chạy đi đâu cả rồi? Thiết Chiêm Hùng mịt mờ không rõ. Thành viên, tôi nghĩ, có phải là phân bố đi các nơi rồi không? Hẳn là ở đây cũng có một số thành viên, chỉ có điều số đó chưa chắc đã ngủ ở quán rượu thôi. Có việc thì chỉ cần một chiếc điện thoại để liên hệ là đủ rồi phải không nào? Nghe nói đông cầu East End, liên hệ với thành viên cũng có một bộ phương pháp hoàn chỉnh. Rất nhiều thành viên có lẽ còn chưa thấy mặt nhau, có người lại liên hệ riêng rẽ. Cái này tự nhiên cũng phương pháp hữu hiệu phòng ngừa có người bị bắt mà công khai ra các thành viên khác. Diệp Phàm suy luận. Mặc kệ,
cứ thăm dò trước rồi nói sau. Nếu không, sắp xếp một số người đi làm ầm ĩ một chút, quan sát thử xem Đông Cẩu Eastern có động tĩnh gì không. Quán rượu là nơi để gây rối, uống rượu đập bàn đập cửa hàng cũng là chuyện thường phải không nào? Thiết Chiêm Hùng khoát tay áo đề nghị. Để tôi gọi Lý Cường đi thử, bộ dạng hung hăng của cậu ta thật ra dáng con ma men. Diệp Phàm đáp. Cậu em, cậu nói vũ khí do cậu phụ trách, vậy nay đã lấy được chưa nhỉ? Thiết Chiêm Hùng nhìn Diệp Phàm liếc mắt dò hỏi. Chương 1892, tiểu thập lục muội. Vẫn chưa có, tôi đang chuẩn bị xuất cảnh thì có người bằng hữu chiếu cố, chỉ cần xuất ra một khoản tiền là được. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không nói ra tên Lý Khiếu Phong mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thiết Chiêm Hùng nhìn Diệp Phàm thản nhiên cười cười mà không hỏi lại, phỏng chừng cũng đoán ra được một ít cái gì đó. Về phần Vương Nhân Bảng và Lam Tồn Quân thì vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Xong cơm trưa thì Diệp Phàm thẳng đến khách sạn Chancery nhâm nhi ly cà phê. Bởi vì trước đó Lý Khiếu Phong cũng không để lộ ra bất cứ tư liệu nào về người liên hệ với mình tên là Tiếu Thập Lục Muội mà chỉ cho biết về cách thức liên hệ. Chẳng qua đối với vị trí mà tổ đặc nhiệm A cài cắm ở Anh Quốc này đội viên Diệp Phàm cũng có chút tò mò, cái tên này quá nổi danh rồi, dưới ngòi bút của Tiêu Đại Hiệp có Cam Thập Cửu Muội, mà vị đội viên tổ đặc nhiệm A kia không ngờ lại gọi là Tiếu Thập Lục Muội. Lúc ấy Lý Khiếu Phong nghe Diệp Phàm bật cười trong điện thoại thì hừ nói. Có gì ngạc nhiên, cậu không phải cũng kêu bằng, cậu tử, đó sao? Chúng ta đều là thành viên tổ đặc nhiệm A, toàn bộ đều có tính cách có hình dáng riêng. Tuy nhiên, dáng người của Thập Lục Muội quả là động lòng người, tiểu tử cậu đừng nghĩ chuyện vụng trộm hương hoa gì ở đây nhá. Với thân thủ tứ đẳng khai nguyên hiện tại của cậu, bị người ta kẹp cho mặt mũi bầm dập thì đừng có tìm lão Lý này mà khóc lóc kể lể. Buổi nói chuyện cùng lão Lý tự nhiên khiến Diệp Phàm rất có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Nhưng lại không tiện phản bác, đành phải buồn bực cho là phải. Uống đến ba tách cà phê mà chẳng có cảm giác gì, Diệp Phàm đã hơi mất kiên nhẫn. Cảm giác hơi đầy bụng, vì thế đứng lên mà chạy vào buồng vệ sinh. Khách sạn Chancery có nhà vệ sinh vẫn thuộc dạng cổ kính, không ngờ lại có thể đem so với mấy quán trà trong nước về độ tao nhã. Mấy tên nước ngoài này thật biết hưởng thụ, Diệp Phàm nói thầm một câu rồi ngâm nga hai tiếng hưởng thụ ra miệng. Tiếng nước chảy xèo xèo. Thiên vương cái địa hổ. Đột nhiên sau lưng Diệp Phàm truyền đến thanh âm của phụ nữ. Tiếng người đến rất đột ngột. Diệp Phàm căn bản là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh chàng thân mình lập tức cứng đờ, biết là tiểu thập lục muội tự mình liên hệ đến đây. Hắn hoảng quá vội không ngừng kéo khóa kéo thu quần con vào nhanh như sóc. Xoay người bốn phía nhìn quanh không ngờ tịnh không phát hiện một bóng người. Lão Lý cũng thật sự là, không ngờ lại lấy một câu tiếng lóng làm ám hiệu liên lạc. Diệp Phàm tự giễu mà lắc lắc đầu, đôi mắt ưng phát hiện giờ phút này buồng vệ sinh thật đúng là không có người bên ngoài. Cũng theo miệng niệm lẩm bẩm. Bảo tháp trấn hạ yêu. Phát hiện không ai trả lời, Diệp Phàm đi ra buồng vệ sinh. Ở một góc liền phát hiện một người con gái trẻ mặc váy treo lưng đang cười khanh khách nhìn mình. Cô gái này có gương mặt rất mượt mà, màu da trắng nõn, trên đầu còn có 10 bím tóc, rất có khí chất đường đường của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Lại có đôi chút chất phác thôn nữ quê mùa, ở London mà có thể nhìn thấy người con gái tinh khiết như thế thì quả thật là rất đặc sắc. Nhìn gì mà nhìn, muốn sờ hàng thì cứ sờ đi, bản cô nương không để bụng đâu mà. Cô nàng trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc xéo một cái rồi lại khanh khách cười nói. Giờ phút này cô như là gái quê đang đứng bên đường mời chào khách. Vậy chúng ta thuê một phòng nhé. Diệp Phàm lập tức tinh thần rung lên, biết cô này chính là tiểu thập lục muội. Bởi vì, trong câu tiếng lóng của lão Lý cuối cùng chính là hai tiếng sờ hàng. Tiểu thập lục muội thật đúng là thông minh. Không ngờ lại dám đưa lời mời khách. Ở London, gái hạng sang ở các khách sạn xa hoa vẫn có thể nhìn thấy. Diệp Phàm đặt một căn phòng, dẫn tiểu thập lục muội đi vào. Hai người thân mật khoác tay cười tiến vào phòng. Tuy nhiên, vừa tiến vào phòng, tiểu thập lục muội lập tức rút tay ra, khiến cho Diệp Phàm còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu thập lục muội tuy không tính là cực phẩm, thậm chí có thể nói là từ nhan sắc mà xét thì chỉ có thể là ở mức trung bình. Nhưng trên người có cái duyên ngầm có thể khiến mọi nam nhân ngo ngoe tâm động. Vũ khí mà anh cần tôi đều đặt ở một nơi bí mật, chính là ở đây, anh cứ tự đi lấy là được. Tiểu thập lục muội nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi đưa ra một tờ giấy viết địa chỉ, ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp.
Có lẽ anh biết dùng chứ nhỉ? Chắc là vẫn ổn thôi. Trong mắt Tiểu Thập Lục muội giống như có một tia khinh thường ra mặt, Diệp Phàm bỗng cảm giác lòng tự trọng có chút bị tổn thương, không ngờ lại bị một tiểu nữ tử coi thường. Ha ha, vẫn ổn là tốt rồi, đến lúc đó đừng tìm tôi dạy các người là được. Tôi bề bộn nhiều việc lắm. Tiểu Thập Lục muội chân mày nhếch lên kiêu ngạo. Thập Lục muội, cô nằm vùng ở đây, hẳn là biết rõ quán rượu Bối Lỗ Ninh hơn tôi nhiều. Có thể cung cấp một số thông tin hay không, đối với tôi sẽ có ích không chừng. Diệp Phàm đành vì an nguy của các huynh đệ mà mặt dày mày dạn đi hỏi. Chuyện của các người cũng không phải việc của tôi, cho nên, bản cô nước mặc kệ mấy thứ vớ vẩn đó. Nói thật, nếu không nể mặt lão Lý thì ngay cả chuyện vừa rồi tôi cũng không thích dính vào làm gì. Tiểu Thập Lục muội thản nhiên hừ nói, căn bản là không có chút tình đồng bào nào, có vẻ là hơi máu lạnh. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể cung cấp một chút tin tức có liên quan, sao cô có thể dửng dưng như vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng đều là người Trung Quốc, tôi chắc cô sẽ không quên tổ tông nhà mình chứ. Diệp Phàm hơi có chút tức giận, lạnh lùng phán xét. Hãy rút lại những gì anh vừa nói. Tiểu Thập Lục muội liền đó sắc mặt liền biến đổi, lạnh lùng hiếu sát nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chỉ một lời nói nghe không vừa ý là động võ, Diệp Phàm chưa từng gặp ai trẻ con thế bao giờ, hắn thản nhiên nhìn cô nàng một cái, rõ ràng vẫn đặt mông ngồi trên ghế sofa. Vỉnh mặt bắt chéo chân nhìn chằm chằm Tiểu Thập Lục muội, nói: "Tiểu muội tử, xem ra tính tình của cô vẫn còn trẻ con lắm. Bản cô nương tính tình thế nào không tới phiên cái tên tự cho mình là đúng này quản, nếu lão Lý đã đồng ý cung cấp cho một ít phương tiện thì chắc nhà anh cũng hiểu được một số chuyện trong tổ chức. Còn dám ở đây chơi trò đại gia, bản cô nương đời này ghét nhất chính là này mấy tên làm việc trong chính quyền, tự cho là mình có chút tài năng. Chủ tịch một thành phố cấp 3 ư?" Không phải bản cô nương dìm hàng nhà anh chứ có đi xách giày cho tôi cũng không xứng. Tiểu Thập Lục muội vẻ mặt viết lên rõ ràng hai chữ khinh bỉ. Làm càn. Bép một tiếng, cái cốc giấy duy nhất trên bàn trà duy nhất bị Diệp Phàm đập mạnh. A! À, Tiểu Thập Lục muội không nhịn nổi nữa, hai mắt hoảng sợ trừng trừng nhìn lên cái cốc giấy trên bàn. Trong chốc lát hết nhìn Diệp Phàm lại nhìn qua đó. Một bàn tay cô kinh ngạc tự bịt miệng lại để khỏi thốt lên thành tiếng trước việc khó tin vừa xảy ra trước mắt. Bởi vì, chiếc cốc giấy trên bàn trà liền như vậy đã bị Diệp Phàm nhẹ nhàng đập tay xuống, không ngờ lại toàn bộ ấn sâu xuống cái bàn bằng gỗ lim chắc nịch. Bàn trà gỗ lim ở khách sạn Chancery vốn là gỗ lim nguyên khối đẽo thành, dày đến xấp xỉ 5cm. Nếu chén trà là bằng sắt, Tiểu Thập Lục muội tự tin là cô cũng có thể ấn xuống bàn. Nhưng đổi lại là bằng giấy thì có khác gì dọa chết người ta rồi. Chất liệu giấy vốn mỏng manh mà so sánh với gỗ lim dày, độ cứng còn thua kém rất xa. Để làm được như vậy, ít nhất, trước hết phải đem nội kình dung nhập vào chiếc cốc giấy khiến nó trở nên cứng hơn nhiều lần so với gỗ lim. Tiểu Thập Lục muội phỏng chừng, mặc dù là thất đẳng cao thủ e là đều làm không được. Anh chàng trước mắt nhìn qua có chút nho nhã, lẽ nào lại là cao thủ bát đẳng? Thế này cũng quá là làm Tiểu Thập Lục muội thất kinh rồi. Anh làm thế nào vậy? Tiểu Thập Lục muội chỉ vào cái cốc giấy hỏi, bởi vì, cô đoán rằng có lẽ người thanh niên này đã dùng thủ thuật gì đó khéo léo đưa cốc giấy ấn xuống bàn trà. Tiểu Thập Lục muội dù có bị đánh chết, cô cũng tuyệt đối không tin người này có thực lực bát đẳng. Bởi vì, Hoa Hạ có một số nhà ảo thuật từ xưa, cũng có chút bí thuật phi thường quỷ dị, có lẽ có thể làm ra chuyện này hay không cũng khó nói. Em gái dáng làm cho anh vui vẻ chút chút rồi anh sẽ nói cho em nghe bí mật trong đó. Diệp Phàm có vẻ hơi đáng khinh, thản nhiên cười nói. Vô sỉ! Tiểu Thập Lục muội rốt cuộc không kìm nổi, tung một cước về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, trong nháy mắt cô lại đã thu hồi cú đá khi chiếc giày da màu hồng sắp chạm đến chóp mũi Diệp Phàm. Bởi vì, Diệp Phàm thủy chung không hề nháy mắt, Tiểu Thập Lục muội hiểu được, có hai loại tình huống người ta sẽ bình tĩnh đến vậy. Một loại chính là người này vốn chính là có bản lĩnh, thứ hai chính là người này chỉ đang giả bộ thôi. Không chỉ cô mà, ngay cả Lỗ Tiến đứng trước mặt ông đây cũng không dám kêu gào như thế. Không tin thì cô lập tức gọi điện thoại hỏi Lỗ Tiến xem sao. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, trên mặt không có chút thay đổi. Anh thật sự là chủ tịch thành phố Đông Cống, một gã cán bộ chính quyền tầm thường. Tiểu Thập Lục muội không hỏi chuyện Lỗ Tiến mà lại quay sang hỏi cái này. Đương nhiên, trước kia tôi đã từng, cô cứ đi hỏi thăm một chút,
Diệp tướng quân của báo săn chính là tôi. Tuy nhiên, sau lại bị thương nặng nên đã rời khỏi. Về phần chiếc cốc giấy này, đó là một bí mật. Cô đã không chơi cùng hội với tôi tuyệt sẽ không nói cho cô điều huyền bí trong đó. Diệp Phàm bắt đầu úp mở tỏ ra bí hiểm. Tôi lấy bí mật của quán rượu Bối Lỗ Đinh ra trao đổi thì thế nào? Tiểu Thập Lục muội quả đã có chút mềm lòng. Bí mật, rồi ông cũng tra cho ra hết, không nhọc công nhà cô đâu. Diệp Phàm biểu hiện thật sự kiên quyết, khoát tay áo rồi đứng lên đi lấy vũ khí. Cầm lấy, đây là tư liệu mới nhất về quán rượu Bối Lỗ Đinh, một căn cứ của Đông Cẩu. Diệp Phàm cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một văn kiện to đùng đã nhẹ nhàng được trao tay. Diệp Phàm, tôi nợ Tiểu Thập Lục muội cô một ân tình, lần sau cô gặp chuyện gì giải quyết không được thì cứ gọi điện cho tôi. Đây là số của tôi bên Trung Quốc, cô có thể gọi vào đây. Diệp Phàm đem số điện thoại ném cho cô ta rồi xoay người cầm túi văn kiện đi. Về phần chiếc cốc giấy trên bàn trà, hắn tin rằng cô nàng sẽ xử lý tốt chuyện hậu sự. Anh rốt cuộc là người thế nào, ra vẻ cao thủ mà lại như không phải, đúng là quái nhân. Tiểu Thập Lục muội trong chốc lát cắn cắn môi, rồi lại buồn rầu thơ thẩn thở dài. Cô ngơ ngác nhìn bàn trà và cái cốc giấy, ánh mắt láo liên theo dòng suy nghĩ hỗn loạn. Diệp Phàm lấy vũ khí chạy về nhà trọ. Tất cả mọi người đều chú mục vào đống tài liệu nặng nề trong tay Diệp Phàm. Không thể ngờ được chó điên Tông Đức đúng là ở quán rượu Bối Lỗ Ninh, người này tuyệt đối có thể nói là đại kình địch. Trong vài người chúng ta, chỉ có Diệp Phàm có năng lực hàng phục y. Hơn nữa, phòng trừng thắng bại vẫn là 50-50. Nếu xét về độ hung ác và kinh nghiệm thì Diệp Phàm còn không bằng y. Riêng số mạng người thống kê được chết trong tay hắn đã kha khá rồi, con số thực chẳng biết còn nhiều đến đâu. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt ngưng trọng, tiện tay đem tư liệu trải ra trên bàn. Chương 1893, nhân bàng cũng thất thủ. Ừ, người đó đã từng ám sát Trương Nghiệp, người có đến 6 vệ sĩ nổi tiếng. Trương Nghiệp là người thừa kế của tập đoàn Trương Thị, Hồng Kông. Cái chết của Trương Nghiệp làm dường như làm kích động thần kinh của Trương gia. Ba của Trương Nghiệp Trương Thủ Thành đau đớn trước cái chết của con trai, liền treo thưởng 0.2 tỷ đô la HK để đổi lấy đầu của nô cẩu Tông Đức. Tuy nhiên, rất tiếc, tên này cho đến bây giờ vẫn sống nhởn nhơ, thỉnh thoảng còn làm những chuyện hóc búa nữa cơ. Lam Tồn Quân vẻ mặt nghiêm trọng nói. Trong số 6 vệ sĩ đó, có một người từng xuất thân từ võ đang, nghe nói có thân thủ lục đẳng. Cũng bị nô cẩu Tông Đức giết. Nghe nói sau này võ đang cũng phái cao thủ đi truy bắt nô cẩu Tống Đức. Tuy nhiên tên này thân thủ quả thực vô cùng lợi hại, đến chẳng ai biết đi chẳng ai hay. Cho dù là võ đang có phái cao thủ xuống, nhưng thế giới này rộng quá, đi đến đâu để tìm hắn chứ? Cuối cùng đành chịu vậy. Vương Nhân Bàng gật gật đầu nói. Nghe nói người này rất giỏi hóa trang, lúc thì cải trang thành phụ nữ, lúc thì lại thành một thiếu niên, khiến cho người ta không biết thế nào mà đề phòng được. Có khi, một người lạ mặt nào đó ngồi ăn cơm với anh chính là nô cẩu Tông Đức đó. Tuy nói trong tài liệu cũng có ảnh của hắn, nhưng chụp mờ quá. Căn bản không thể nhận ra hình thật của người này. Thiết Chiêm Hùng nói. Không sao, nô cẩu Tông Đức thiên biến vạn hóa, nhưng có một điểm hắn không hóa trang được. Diệp Phàm đột nhiên nói. Phát hiện ra đặc điểm gì rồi có đúng không? Lam Tồn Quân hỏi. Mọi người nhìn xem. Tuy nói tấm hình này được chụp với góc độ khác nhau. Hơn nữa đều không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cứ nhìn kỹ chỗ dái tai mà xem, có phát hiện ra điều gì không? Diệp Phàm so sánh bức ảnh nói. Có thấy gì đâu? Mấy người liền chúi đầu vào xem, Thiết Chiêm Hùng lắc lắc đầu nói. Thật sự không phát hiện ra điều gì, các cậu cũng không phát hiện ra cái gì à? Diệp Phàm có chút buồn bực, đưa tay chỉ lên chỗ dái tai của người trong ảnh. Mấy người Thiết Chiêm Hùng cầm lại bức ảnh nhìn kỹ một hồi, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì cả, cả đám lại lắc đầu. Bởi vì, bản thân mình khi thi triển ưng nhãn thuật, phía dái tai của nô cẩu Tông Đức được phóng to lên nhiều lần. Đương nhiên có thể phát hiện dưới dái tai của người này có một nốt ruồi màu đen. Còn mấy người Thiết Chiêm Hùng dùng mắt thương nhìn căng mắt cũng chẳng nhìn thấy. Bởi vì, nốt ruồi này quá nhỏ, trừ khi dùng kính lúp phóng to lên thì mới nhìn được một chút. Buổi tối xuất phát, chúng ta tản ra, trước tiên tiêm thuốc để biến dạng khuôn mặt một chút đã. Loại thuốc này từ một con đường đặc biệt đến, mọi người biết là được rồi, đừng có nói ra ngoài.
Cái này tốt nhất cũng nên hóa trang một chút, nếu không quán rượu Bối Lỗ Đình đột nhiên mọc ra mấy người Trung Quốc thì sẽ bị người ta chú ý. Diệp Phàm nói, vì Lam Tồn Quân và Lý Cường không biết Diệp Phàm đã từng có thời gian ở tổ A. Nghi ngờ thì cũng chưa chắc đã nghi ngờ, tôi đã đi mấy lần rồi. Phát hiện người gốc Hoa đến đây uổng rượu khá đông, mỗi ngày cũng có đến mấy chục người, bởi vì, cho dù chúng ta vào cũng chẳng làm sao. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu nói. Tuy nhiên, cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ, quán rượu Bối Lỗ Đình không phải chỉ là một cửa ngõ của phân bộ Đông Cẩu. Trên thực tế, phân bộ Đông Cẩu lại được giấu ở một nơi bí mật nào đó. Địa bàn chắc không nhỏ, bình thường còn có thể dùng để huấn luyện đội viên gì đó. Diệp Phàm nói, có khả năng, chúng ta chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến thôi. Vương Nhân Bàng nói, mấy người nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu sắp xếp vũ khí kiểm tra, sau đó nghiên cứu một số những trường hợp giả định. Hoàng hôn dần dần buông xuống, mấy người cũng dần dần tản ra mà xuất phát. Quán rượu Bối Lỗ Đình thực ra nằm ở chỗ ngã rẽ trên đường số 9 Phong Lâm, địa điểm tương đối hẻo lánh. Bình thường người đi đường cũng chỉ lác đác. Thiết Chiêm Hùng trước kia đã đi mấy lần rồi, vì vậy gã là người đến sớm nhất, Diệp Phàm là người đến thứ ba. Một giờ sau, mấy người An Hem cũng lần lượt đi vào. Phát hiện quả nhiên bên trong cũng có mấy người gốc Hoa da vàng tóc đen đang uống rượu. Đại sảnh của quán rượu rất rộng rãi, có ba cửa. Chiều rộng đến khoảng 4 mét, chiều sâu thì nhìn qua cũng phải đến 50 mét. Trong quầy ba có cả thợ pha chế rượu người Anh đang cầm chai rượu tung lắc giống như đang trình diễn ảo thuật vậy. Còn những nhân viên với trang phục kỳ quái đi đi lại lại. Mùi rượu, mùi khói, mùi mồ hôi và son phấn quyện lại khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hơn nữa, những tiếng nhạc gia đình tai nhức óc vang lên, khiến cho người ta đang ở một quán bar ở miền Tây nước Mỹ. Một số ma men thì ngậm điếu xì gà trên miệng, để lộ ra hàm răng vàng khè. Nơi này, làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ, nhưng không khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu và hôi thối. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng cẩn thận ghé vào một chiếc bàn. Kia chính là bà chủ Ivana. Thiết Chiêm Hùng nói, Diệp Phàm nhìn theo hướng miệng của Thiết Chiêm Hùng, phát hiện Inawa mặc một bộ váy đỏ. Chiếc váy ngắn cùn, chỉ che được cặp mông quyến rũ. Khi cô xoay người thì chân váy cũng lật lên lật xuống, thỉnh thoảng lại để lộ ra phong cảnh bên trong. Phong cảnh cũng khá mê người. Ivana bên trong chỉ mặc một chiếc quần tam giác mỏng tang. Vì vậy khi chiếc váy bên ngoài bị lật lên thì cặp mông trắng ngần và đám cỏ xanh không yên phận như muốn kích thích giác quan của đám mày râu. Có một số con ma men còn lợi dụng sờ soạng, nhưng Diệp Phàm phát hiện Ivana thân thủ khá nhanh nhẹn, những tên ma men này tuy giơ tay lên nhưng chưa ai có thể động được vào người cô. Mà Ivana cũng không tức giận, thậm chí còn xông xuống chỗ đám bạn cười khanh khách. Còn những tên không sờ được thì cũng chỉ biết cười hô hố với nhau. Thông thường sẽ gọi thêm một chai rượu ngon nữa, coi như là để bồi thương. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Diệp Phàm nói với Thiết Chiêm Hùng. Chắc chắn là không đơn giản rồi. Bề ngoài thì là bà chủ thôi, tôi nghĩ cô ta ít nhất cũng phải có thân thủ tam đẳng. Nếu không, sao lại chẳng có ai động được vào người cô ta? Thiết Chiêm Hùng nhấp một ngụm brandy, cười nói. Ha ha, anh Thiết cũng từng nhìn thấy cảnh này rồi sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói, phát hiện Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bang cũng vừa uống rượu vừa chỉ trò trò. Có lẽ cũng đang nói về cặp mông của Ivana. Thực sắc tính dã, có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Cậu được nhìn tôi không được nhìn à? Thiết Chiêm Hùng có chút bực mình nói. Cùng nhau nhìn, cùng nhau nhìn. Diệp Phàm cười nói, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ở đây nên bình tĩnh, anh Thiết. Hay là cho Nhân Bàng ra tay một chút? Ừ, cái gì gọi là nước đục thả câu, nước trong quá thì chẳng mò được cá đâu. Thử một chút cũng được. Thiết Chiêm Hùng nói. Chúng ta đều đã uống thuốc, cơ mặt cũng biến đổi khoảng 30% rồi. Hóa trang kỹ thêm một chút thì người bình thường nếu không quan sát kỹ thì không phát hiện ra được khuôn mặt thật của chúng ta đâu. Tôi nghĩ, nếu mong bà chủ kia người ta không sờ được, thì xin mời Nhân Bàng đi sờ thử xem, chắc là được đấy. Đến lúc đó, có lẽ các đả thủ của quán rượu sẽ xuất hiện. Tôi hy vọng bọn họ là thành viên cấp dưới của tổ chức Đông Cẩu. Chỉ cần có thể dụ được thành viên ra, gây chút chuyện, thì dễ đạt được mục tiêu. Diệp Phàm thản nhiên nói. Mẹ kiếp, loại thuốc này đúng là không mê nổi.
mặt ai nấy cũng đều trở nên dữ tợn như ma quỷ vậy. Trước kia dùng thuốc này xong, lần nào mặt mũi tôi cũng trở nên dữ tợn như một tên đồ tể. Bây giờ kỹ thuật càng ngày càng cao, nên trông cũng không khó coi như vậy nữa. Tuy nhiên, nếu phải gây chuyện, thì phải nên chuẩn bị kỹ càng. Người của Đông Cẩu ra tay rất tàn độc, phải chú ý súng ống, vũ khí lạnh thì chúng ta không sợ. Nhưng viên đạn thì chẳng có mắt đâu. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt thận trọng nói. Tôi nghĩ, trong này bọn họ không dám dùng súng đâu, bởi dù sao tiếng súng cũng rất lớn, sẽ khiến cảnh sát chú ý. Tôi tin rằng những tên đứng đầu của Đông Cẩu cũng không muốn để người khác chú ý đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Mong là như thế. Diệp Phàm gật gật đầu, Diệp Phàm liền gọi điện cho Vương Nhân Bằng để giao việc cho gã. Người này nghe xong liền cười ha hả nói. Có chuyện tốt như thế này, Nhân Bằng này sẽ cống hiến hết sức. Người khác không sờ được, chẳng lẽ tôi cũng không sờ được sao? Nực cười, xem tôi nghịch cái mông của Ivana thế nào nhé. Đến lúc đó mọi người đừng có chảy nước miếng ra là được. Ha ha, tuy nhiên, đại ca Diệp, nếu đã là làm việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống, thì có chút thưởng để khích lệ hay không? Vương Nhân Bàng nói đùa, chỉ cần dựa vào cái tài ba ngón của gã thì đâu có thiếu tiền tiêu. Vừa nãy gã cũng ra tay cuỗ mất cái ví của một lão người Anh. Nhìn cái ví dày cộp thế kia chắc cũng không ít tiền. Cậu đừng có cố liều mạng mà sờ, phải cẩn thận một chút đấy. Diệp Phàm hừ nói. Phát hiện cặp mông của Ivana đang di chuyển về phía mi nầm, Vương Nhân Bàng liền đặt điện thoại xuống. Ngón tay giật giật, nhấp một ngụm rượu to. Sau đó ra vẻ say rượu, hướng vào cặp mông của Hinawa mà nhéo. Tuy nhiên, điều mà Vương Nhân Bàng không nghĩ tới đã xảy ra, khi tay gã gần chạm đến mục tiêu thì Ivana đã nhếch mông sang nhanh như chớp, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng ngồi cách mấy bàn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh Thiết, Ivana tuyệt đối không chỉ tam đẳng đỉnh bậc đâu. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Ừ, đánh giá nhầm rồi. Ít nhất cô ta cũng phải tứ đẳng. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục coi xem sao. Vừa rồi Nhân Bàng có chút chủ quan, lần này chắc sẽ khả quan hơn. Thiết Chiêm Hùng gật đầu nói. Ừ, nếu không, cái bản mặt của Nhân Bàng cũng chẳng biết là giấu đi đâu được. Diệp Phàm cười với vẻ sung sướng trước nỗi đau của người khác. Hướng mắt nhìn Lam Tồn Quân, phát hiện gã cũng khá nóng mặt rồi. Vương Nhân Bàng tự nhiên cảm giác được điều gì đó. Mặt gã hơi đỏ, tay thu lại. Lần này dùng ba thành công lực, ra tay như chớp bắt lấy mông của Ivana. Chương 1894, chuyện ầm ĩ bắt đầu. Cơ thể Ivana vặn eo xoay ngang 90 độ hết sức kỳ dị đã làm cho người ta ngạc nhiên không thốt nên lời. Thân hình đột nhiên cong lại vuông một góc 90 độ mà kết quả của động tác này là mông của cô nàng nhô hẳn ra bên ngoài. Lúc này bàn tay của Vương Nhân Bàng cũng vừa đưa tới, nhưng lại vồ hụt rồi xoa xoa khoảng không phía trước bụng của Ivana. Ivana cũng không vừa, thuận tay đưa chiếc ly đang cầm trong tay nhét vào bàn tay to bản của Nhân Bàng. Không chỉ đã tứ đẳng mà ít nhất cũng đã ngũ đẳng rồi. Vương Nhân Bàng phải dùng đến 3, 4 phần công lực nhưng vẫn bị thất bại. Ít nhất cũng cho thấy phương pháp di chuyển nhẹ nhàng của Ivana là rất cao siêu. Những việc này nếu không phải là công lực thâm hậu thì không thể thực hiện được. Người xem động tác của cô ta, thuần thục, lưu loát, hơn nữa còn thể hiện sự khoáng đạt. Dường như vốn dĩ đã là như vậy rồi. Diệp Phàm nói, cô gái này có lẽ đã từng luyện thuật yoga của Ấn Độ, nếu không, cơ thể trong nháy mắt không thể cong lại được như thế. Động tác này chúng ta cũng có thể thực hiện được. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy muốn làm được cũng là khó. Cơ thể cô ta quá mềm dẻo, có khi các đầu ngón chân cùng bẻ cong được mà không hề gì. Xem ra, cô em Ivana nhất định cũng là thành viên của tổ chức Đông Cẩu. Thiết Chiêm Hùng nhận định. Anh nhìn khuôn mặt Ivana có giống người Ấn Độ không? Diệp Phàm vội hỏi. Lẽ nào đúng là người Ấn Độ, cứ như anh nói, đúng là có chút giống thật. Thiết Chiêm Hùng gật đầu cho là phải. Cô bé cứng đầu, phải chăng thực sự cô có ba đầu sáu tay? Vương Nhân Bàng cười một tiếng thô thiển, đột nhiên động thủ, búng chiếc ly kia bay về phía mặt bàn. Năm ngón tay vạch một đường sờ thẳng về phía mắt rốn của Ivana. Ivana nhích người né được, tuy nhiên, chợt cảm thấy lạnh lạnh nơi mông. Cúi đầu nhìn, nét mặt bỗng nổi giận, hét lên một tiếng, ngay lập tức từ trong quầy rượu lao ra mấy tay đấm bảo kê dáng người mạnh mẽ,
khí thế hừng hực lao về phía Vương Nhân Bàng. Mông đít của em đây quả là rất mềm đó. Vương Nhân Bàng sờ vào mông con gái người ta, còn không buông tay ra. Hơn nữa còn kéo, xé luôn chiếc quần lót của Ivana, lập tức những gì bên trong đều lộ ra tất tật. Đồ vô lại! Ivana hét lên giận dữ, thở phì phì mà tung cước về phía Vương Nhân Bàng. Chân cũng hưởng ứng theo, giãn ra thật kích thích người xem. Vương Nhân Bàng cười một tiếng, tay chuyển động hướng về phần đùi trắng bóc hấp dẫn của Ivana. Toạc! Không nắm được đùi, nhưng váy của Ivana đã bị Vương Nhân Bàng xé rách tả tơi thành từng mảnh. Lúc này, Diệp Phàm và Lam Tồn Quân đều vội vàng chạy đến kéo giữ Vương Nhân Bàng, giả bộ khuyên can. Cả đám bảo vệ chân tay thô lỗ của quán ba bối lỗ đinh cũng đã xông đến. Tuy nhiên, đã bị Diệp Phàm nhẹ nhàng đánh ngã sang một bên. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng giả bộ kêu lên đau đớn không chịu nổi nữa và cũng ngã ra đấy. Phía bên kia cũng chạy lại mấy con buôn người Hoa, khuyên can xong, cuối cùng đã kéo ra được. Một người Hoa Kiều cũng vội vàng kéo Vương Nhân Bàng rời khỏi quán ba bối lỗ đinh. Ông ta nói, này ông, đây không phải là Trung Quốc, ông phải cẩn thận một chút. Bối lỗ đinh rất có thế lực, đừng có mà trêu chọc bọn chúng. Ông còn đứng đấy làm gì mà không mau rời khỏi Luân Đôn đi. Vương Nhân Bàng cảm ơn ý tốt của vị Hoa Kiều kia sau đó vội vàng bỏ đi. Nhân Bàng, anh hãy cẩn thận, tôi nghĩ là cô em Ivana kia quyết không bỏ qua dễ dàng đâu. Cũng tốt để anh làm cừu nhử sói một phen. Diệp Phàm nói trong điện thoại. Yên tâm, mạng của Vương Nhân Bàng tôi lớn lắm, không dễ ngỏm như vậy đâu. Vương Nhân Bàng thản nhiên hừ một tiếng và tiếp tục nói. Cô gái đó không đơn giản chút nào đâu, tôi đã dùng 8 thành công lực mới sờ được mông cô ta. Nếu tôi đoán không nhầm thì thân thủ của cô ta cũng đạt hàng ngũ đẳng hoặc lục đẳng. Xem ra, bối lỗ ninh là cơ sở của Đông Cẩu, nhất định không đơn giản. Chính vì thế mà anh phải cẩn thận đấy. Diệp Phàm thận trọng nói. Yên tâm, các anh cứ theo phía sau tôi dứt khoát sẽ tìm nơi vắng vẻ. Nếu Ivana thật sự không bỏ qua tôi, thì sẽ có một trận đọ sức quyết liệt. Vương Nhân Bàng vừa đi vừa nói, không lâu sau đã chui vào một chiếc taxi nhằm hướng con dốc Kyrgyzstan mà đi. Dốc Kyrgyzstan thuộc ngoại ô London, đi xe mất mấy chục phút mới đến. Tuy nhiên, phong cảnh ở đây rất đẹp. Người Luân Đôn thường thích đến đây vào những khi rảnh rỗi. Địa điểm này thực ra là mấy người Diệp Phàm đã bàn bạc trước rồi, Vương Nhân Bàng xuống xe, vừa cầm chai rượu brandy vừa uống rồi đi vào bên trong rừng cây phía trên con dốc. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng sớm đã chọn ra nơi này nên cũng đã mang một chiếc ống nhòm nhìn ban đêm. Quả nhiên đã đến rồi, anh có nhìn chiếc Wrangler màu đen kia có gì đó khác thường không? Diệp Phàm chỉ về phía xa xa. Có lẽ đó là khách du lịch. Thiết Chiêm Hùng đáp. Không lâu sau, trong xe bước ra vài người đàn ông. Không sai, hình như trong đó có một người là bảo vệ của quán bar. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm hướng ra xa quan sát rồi nói. Thuật nhìn xa như mắt chim ưng ở giai đoạn cửu đẳng nhìn vào ban đêm càng rõ ràng hơn nhiều. Rất nhanh đạt đến độ rõ nét ban đêm cũng như ban ngày. Một tên trong đó rõ ràng là đang cầm một vật giống như cái máy đồ chơi, kế đó tay y rút ra cái anten. Bọn họ đánh giá một lúc rồi tên cầm bộ anten đi về phía trước, những người còn lại theo sau. Lẽ nào đó là thiết bị theo dõi? Diệp Phàm thầm nhủ. Ha ha, trên người Nhân Bàng đã bị người ta gắn thiết bị. Thời đại kỹ thuật hiện đại thì kỹ thuật theo dõi cũng phát triển vượt bậc. Trước kia trên người chỉ gắn thiết bị nghe trộm bằng đầu ngón tay cái còn bây giờ thiết bị theo dõi phát triển không ngừng. Ví dụ như thủ đoạn theo dõi bằng thuốc sinh học, thừa lúc ta không chú ý đối phương sẽ bôi một ít thuốc đặc biệt này lên người, sau đó thiết bị máy móc sẽ xác định mục tiêu. Thiết Chiêm Hùng nói, cũng may là vừa rồi Vương Nhân Bàng dùng ám hiệu để nói chuyện, nếu không đối phương đã nghe được hết rồi. Diệp Phàm toàn thân toát mồ hôi. Vừa rồi nói chuyện với Vương Nhân Bàng đã dùng ngôn ngữ của một địa phương Trung Quốc chứ không phải là tiếng phổ thông. Tin rằng người Trung Quốc nếu không phải là dân ở địa phương này thì nghe cũng không hiểu gì. Hơn nữa, hiện nay người sử dụng tiếng của địa phương này rất ít. Cần tắc vô áy náy, nếu vừa rồi nhất thời không chú ý, đối phương nghe được chúng ta nói gì, như vậy người ta đã đến giải quyết luôn chúng ta rồi. Thợ săn và con mồi là hai khái niệm không giống nhau. Chúng ta trở thành con mồi thì rõ ràng là bị động, tuy nhiên, chúng ta cũng không phải là ngu ngốc.
Có lẽ Vương Nhân Bàng bị người ta động tay động chân, tự anh ta cũng đã cảm nhận được đôi chút. Thiết Chiêm Hùng nói, anh ta rất lợi hại, ai muốn động tay chân với anh ta thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Diệp Phàm nói, bọn chúng đã tiến vào khu rừng rồi. Thiết Chiêm Hùng nói, Vương Nhân Bàng dừng lại, cố ý như đang làm gì đó bí mật để quan sát xung quanh. Còn muốn chạy, bốn tên bước ra từ chiếc Wrangler, một người có sống mũi rất cao trong số đó nói bằng tiếng Anh giọng lạnh lùng. Là chúng mày, vừa rồi đã gặp trong quán bar. Sao nào, muốn đến ăn đấm hay sao? Đương nhiên Vương Nhân Bàng liếc mắt nhìn và thể hiện thái độ còn cứng rắn hơn cả bọn chúng, hầm hừ nói. Chris, giết hắn rồi hãy nói. Người có sống mũi cao hừ một tiếng, bốn người bọn chúng giơ chân nhất loạt thung cước, hợp sức đánh với Vương Nhân Bàng. Có lẽ đã biết được Vương Nhân Bàng cũng có chút bản lĩnh nên chúng không dám một đánh một. Phải lắm, giết đã rồi hãy nói. Vương Nhân Bàng tỏ ra rất hung dữ, xoay nắm đấm hướng về phía bốn tên bọn chúng. Một cước đạp xuống, Vương Nhân Bàng loáng một cái đã đạp trúng mắt cá bên chân trái của tên mũi cao. Ôi! Một tiếng kêu thảm thiết, tên mũi cao tức thì bị ngã lăn ra 7, 8 mét, máu mũi chảy ra bung bét, tên này không thể lập tức bò lên được. Còn chưa đợi ba tên còn lại phản ứng, Vương Nhân Bàng thừa thế lại tung ra vài cú đá. Tiếng vật cứng đập vào nhau nghe pang pang pang. Mấy tiếng kêu vừa dứt, ba tên còn lại cũng mới kêu lên một tiếng đã ngã luôn xuống đất. Bọn chúng không phải ôm chân mà là xoa xoa bên hông, Vương Nhân Bàng ra tay nhất định không phải nhẹ. Không có tí bản lĩnh nào, bọn người Bối Lỗ Ninh Toàn là lũ bỏ đi như vậy sao? Diệp Phàm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Cao thủ vẫn chưa xuất hiện. Mấy tên tiểu lâu la đánh tiền tiêu này thì có đáng kể gì? Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Vương Nhân Bàng cười gượng bước tới, đặt một chân lên đùi của tên mũi cao. Vừa dùng sức, tên mũi cao còn chưa kịp kêu lên chỉ nghe một tiếng răng rắc, tên mũi cao cảm thấy đùi mình đang bị gãy ra từng mảnh. Còn một bên nữa, để ta bẻ gãy nốt cho ngươi hết kêu. Vương Nhân Bàng lại nhấc chân lên hướng lên bên đùi còn lại của tên mũi cao. Y cũng cứ làm theo cách này. Bẻ gãy đùi hai tên còn lại. Vương Nhân Bàng đang muốn ép người đứng phía sau những tên này của Bối Lỗ Ninh ra mặt. Vì thế hắn rút chân ra rất nhanh, chửi rủa mấy tên kia một trận và sau đó lại đạp gãy chân chúng. Ngài là người Trung Quốc. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến sau một tảng đá lớn phía bên phải. Trong tay người kia có súng không vậy? Trong điện thoại Diệp Phàm vội vàng hỏi Lam Tồn Quân đang nấp sau một cây cổ thụ phía bên trái. Súng trường chắc chắn không có, súng ngắn có hay không thì chưa biết. Tuy nhiên, tôi đã cho hắn ta vào tầm ngắm rồi. Nếu hắn thực sự có súng tôi sẽ giết hắn trước. Lam Tồn Quân đáp, tướng mạo người đó như thế nào, có phải là Nỗ Cẩu Tông Đức Yui Golder? Diệp Phàm vội hỏi. Nhìn chưa rõ, người này đội một cái mũ rộng vành màu đen. Không có cách nào để biết được có phải là Yui Golder hay không. Lam Tồn Quân trả lời. Tất nhiên, vậy thì sao nào? Vương Nhân Bàng đáp lạnh lùng và nhìn về phía tảng đá, nhận ra người vừa bước ra toàn thân mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành làm che đi một nửa khuôn mặt, chắc chắn đó không phải là một người đàn ông cường tráng. Chờ người đó tiến lại gần Vương Nhân Bàng nhìn kỹ hơn mới phát hiện một bên mặt của người này đeo mặt nạ. Không biết có phải do bị sẹo hay là cố ý để che mắt mọi người. Thủ đoạn của ngài thật tàn độc, đánh ngã rồi lại còn muốn đánh gãy chân tay người ta. Họ có thủ oán gì với ngài không? Người đàn ông bước đến nhìn bốn tên đang nằm dưới đất nói. Người đùa sao, nếu ta không ra tay lẽ nào chờ chúng giết ta trước? Vương Nhân Bàng đáp lạnh lùng, đưa mắt nhìn người đàn ông kia, nói. Ngươi là đồng bọn của những tên này, chắc là do quán ba Bối Lỗ Dinh thuê đến phải không? Thuê ta, bọn chúng thuê nổi ta ư? Chuyện nực cười. Người đàn ông kia cười to và không nói gì nữa. Nhanh nhẹn cúi xuống nhặt một thanh gỗ, nhảy vọt lên nhằm về phía Vương Nhân Bàng bổ xuống. Nhìn tư thế và tốc độ tấn công của người này thì không phải là bản lĩnh tầm thường, cũng không dưới lục đẳng. Hơn nữa, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, không nói nhiều lời mà ra đòn ngay. Dạng người này cũng thuộc hàng cao thủ. Thật nguy hiểm. Diệp Phàm nói nhỏ. Chương 1895, người đeo mặt nạ lộ diện. Loại người này đều là những kẻ máu lạnh. Chỉ cần có thể hạ gục đối phương, việc gì cũng sẽ làm. Thiết Chiêm Hùng nói. Nhân Bàng có thể đối phó với hắn.
Diệp Phàm nói. Bang! Một tiếng gãy phát ra, thanh gỗ đã bị Vương Nhân Bàng tung một cước đá gãy vụn ra. Khi gãy ra giống như là một đám vụn gỗ bị nén phía trong một quả bóng đầy khí nay vỡ ra rơi khắp trời như mưa mặt gỗ. Tên đeo mặt nạ cũng bị nội kình đẩy lui trở lại. Đúng lúc này, mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện tên đeo mặt nạ đột nhiên rút ở thắt lưng ra một thanh nhuyễn đao hướng về phía Vương Nhân Bàng mà chém tới. Diệp Phàm nhẹ nhàng cử động, cầm trong tay thanh Liễu Diệp Phi đao sẵn sàng chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cũng không chậm chạp, bất ngờ lộn một vòng lớn về phía sau và hướng vào không trung xoay người như chim diều hâu, kỳ lạ là không ngờ đã ở phía sau tên đeo mặt nạ, tung một cước đạp tới. Bụp! Tên đeo mặt nạ không đứng vững được nữa, bổ nhào xuống đất. Thanh nhuyễn đao trong tay cũng bay ra cách đó 7, 8 mét. Vương Nhân Bàng đứng lên bước một bước dài đến trước mặt người này. Tên khốn, còn dám chém ông, đi chết đi. Vương Nhân Bàng không lưu tình một chút nào, chân đang mang đôi giày da dày dùng lực dẫm lên đầu tên đeo mặt nạ. Đầu của y bị Vương Nhân Bàng dùng lực nhấn xuống vũng bùn. Tên đeo mặt nạ giãy giụa nhưng Vương Nhân Bàng không để y thoát ra, nhanh chóng thu chân về đạp túi bụi vào hông và đùi y. Mồm miệng của y bị ấn vào trong bùn cho nên không thể kêu la thêm được tiếng nào. Hông và đùi của tên đeo mặt nạ có lẽ đều đã bị Vương Nhân Bàng đạp gãy. Hơn nữa da đầu còn bị bong chóc ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa. Nói, ai phái mày đến? Vương Nhân Bàng nắm tóc, kéo đầu tên đeo mặt nạ lên và giáng cho hắn một cú đấm. Bên một tiếng, mặt tên đeo mặt nạ như một quả dưa hấu bị vỡ. Máu mũi chảy ra đầy mặt. Không nói ông sẽ cắt lưỡi mày. Vương Nhân Bàng tức giận, ngón tay chỉ trực móc lưỡi hắn ra. Dừng tay, mang hắn lại đây. Diệp Phàm bất ngờ lên tiếng. Hừ. Vương Nhân Bàng dùng chiêu chim ưng bắt gà con nhấc tên đeo mặt nạ lên, khi đi ngang qua bốn tên đang nằm trên đất lại bồi thêm cho chúng mấy đạp. Bốn tên kia liền bất tỉnh, Lam Tồn Quân lập tức nhảy ra, lại bồi tiếp cho chúng vài cước nữa. Răng rắc vài tiếng kêu của xương gãy phát ra, bốn tên dưới đất đều đã bị tàn phế. Có lẽ sau này chỉ có thể ngồi xe lăn đến hết đời. Những hình ảnh này, đối với Thiết Chiêm Hùng và Diệp Phàm đều coi như không thấy. Họ đã từng nhìn thấy nhiều rồi, đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Mấy người bọn họ lục soát nhanh khắp người tên đeo mặt nạ, chủ yếu là sợ tên này sẽ cắn độc tự sát. Vạch mặt nạ của hắn ra thì phát hiện mặt tên này không bị thương hay sẹo gì cả. Có lẽ tên này đeo mặt nạ là để che đậy nhân dạng của mình. Mày có từng nhìn thấy một người Trung Quốc tuổi trung niên trốn ở chỗ của bọn mày? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, Lam Tồn Quân lấy ra một bức ảnh chụp Trần Đông Kinh, tổng giám đốc công ty Huệ Cảnh đưa đến trước mặt tên đeo mặt nạ. Tuy nhiên tên này không hé răng nửa lời. Không nói phải không? Lam Tồn Quân lại đạp cho tên này vài cái. Tuy nhiên y vẫn không chịu hé răng. Lùi qua một bên, để cho tôi. Diệp Phàm nói rồi sử dụng phân cân thác cốt thủ, tay như một con rắn thi triển trên người tên đeo mặt nạ. Bề ngoài thì giống như Diệp Phàm đang mát xa cho y, nhưng các đồng chí của hắn hiểu rằng sự đau khổ mà tên này đang phải chịu thì người thường không thể nào chịu đựng nổi. Quả nhiên, các khớp xương đều bị Diệp Phàm bẻ lìa ra từng mảnh. Chịu đựng được khoảng chừng 2 phút, tên đeo mặt nạ cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Nói bằng tiếng Anh. Tôi nói. Mày tên là gì? Diệp Phàm dừng lại hỏi. Ai Phi? Tên đeo mặt nạ trả lời. Ai Phi, mày có quan hệ gì với Ivana? Lam Tồn Quân hỏi xen vào. Con bé là em gái tao, chúng mày đã bắt nạt nó, đương nhiên tao phải trả thù. Chúng mày hãy đi hỏi xem, ở phố số 9 có ai là không biết bỏ cạp Ai Phi? Ai Phi nói. Mày xuất hiện là để xử lý việc này hộ cho cô ta. Diệp Phàm lanh lùng hỏi. Ai Phi gật đầu không ngừng. Xem ra, mày vẫn không chịu trung thực. Diệp Phàm nói, đột nhiên hét lên như tiếng nổ hỏi. Mày đảm nhiệm công việc gì ở Đông Cầu? Đây là âm thanh được Diệp Phàm đã dùng kình khí hóa âm mê thuật của cao thủ cửu đẳng để phát ra. Ai Phi không đề phòng nên đã sửng sốt và thốt ra lời. Giám đốc cơ sở Bối Lỗ Ninh. Trong nháy mắt Ai Phi phản ứng trở lại, lập tức thay đổi cách nói. Tôi không biết ông đang nói gì, cái gì mà Đông Cầu Tây Cầu, nhà tôi không nuôi chó, tôi ghét nhất là chó. Tuy nhiên, rõ ràng là lời nói của hắn ta không có sức nặng nữa,
mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Điều tôi nói là sự thật, tôi thật sự không thích chó. Ai Phi vội vàng nhấn mạnh một chút. Hãy nói hết ra đi, mày ắt hẳn chỉ là người phụ trách bù nhìn của Bối Lỗ Đinh, còn trên thực tế người phụ trách thực sự là Yui Golder có phải không, hắn hiện giờ ở đâu? Chúng mày bảo vệ một người Trung Quốc tên là Trần Đông Kinh hiện đang trốn ở đâu? Nếu mày muốn tiếp tục chịu đựng sự đau đớn thì không cần phải trả lời, nếu không, ta vẫn có cả nghìn cách để có thể bắt mày muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Diệp Phàm lạnh lùng đe dọa. Đại ca, thực ra không cần phải đợi đến lúc bắt được Ivana về đây làm gì. Người đàn bà này rất ghê gớm, tôi sờ mông cô ta mà đã không chịu nổi, chắc tối nay sẽ nghe tiếng cô ả rên rỉ trên giường cho coi. Nhân bàng thể hiện một điệu cười thô tục. Mày dám? Ai Phi thốt lên. Có cái gì mà ta không dám? Vương Nhân Bàng thản nhiên cười đáp. Yui Golder sẽ giết mày. Ai Phi hét lên. Ivana là nhân tình của Yui Golder có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, lời nói của mày chúng ta sẽ tin sao? Mẹ kiếp, giải quyết tình nhân của Yui Golder có lẽ cũng rất tốt. Vương Nhân Bàng càng tỏ ra vẻ bị ổi, chỉ trực chảy nước dãi ra. Tên này diễn kịch đúng là một thiên tài. Lam Tồn Quân khinh miệt Nhân Bàng mà thầm nghĩ trong đầu. Con bé không phải là tình nhân của y, nhưng Yui Golder lại thích nó. Vì thế luôn theo đuổi em gái tôi. Ai Phi nói. Kỳ lạ, Yui Golder còn phải theo đuổi cô ta sao? Hắn là ai chứ? Mày muốn lừa cũng không lừa nổi bọn ta đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Đó là sự thật, Yui Golder thích em gái của tôi. Tuy nói ông ta lợi hại, nhưng không ép buộc. Ông ta theo đuổi phụ nữ đều muốn họ tự nguyện lên giường với ông. Yui Golder đã nói, như vậy mới thú vị. Ai Phi nói, bớt những lời vớ vẩn đi, nói, Trần Đông Kinh đang ở đâu? Diệp Phàm chuyển qua hỏi, tôi thực sự không biết người Trung Quốc nào cả, tôi theo em gái tôi từ khi mở ra quán bar này. Quán đó là từ người đồng hương Ấn Độ của tôi chuyển qua. Sau đó Yui Golder thích em gái tôi. Thỉnh thoảng cũng ghé qua. Ai Phi vội vàng nói, nhìn dáng vẻ hắn thì dường như không phải là nói dối. Yui Golder ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Tôi không rõ, từ trước đến giờ hắn không nói cho tôi biết nơi ở của hắn. Ai Phi lắc đầu. Bắt Ivana về tra hỏi, có lẽ cô ta sẽ biết gì đó. Diệp Phàm vừa nói với Vương Nhân Bàng liền xoay người đi bắt người ngay. Các ông hãy bỏ qua cho em gái của tôi, thực sự tôi không biết nơi ở của Yui Golder. Tuy nhiên, có một lần vô tình tôi phát hiện, có một người thanh niên tóc rất ngắn uống rượu cùng với Yui Golder, sau đó tôi chú ý theo dõi phát hiện người này tên là A Kim, làm việc tại trang viên Kadiuki. Hình như đó là một người pha chế rượu, rồi sau đó cũng có vài lần khác uống rượu cùng với Yui Golder. Và cũng đã từng mời Yui Golder đến trang viên uống rượu. Ai Phi nói, bụp một tiếng, Diệp Phàm đấm một quyền làm cho Ai Phi ngất đi. Chúng ta đánh giá quá cao người này rồi, thân thủ Ai Phi cao lắm cũng chỉ là tứ đẳng, Ivana chắc cũng như vậy, có lẽ cô ta cũng là tứ đẳng. Hai anh em họ đến từ Ấn Độ, nói không chừng chỉ là nơi được đông cầu thuê, trên thực tế cơ sở cấp trên cũng không phải là quán ba Bối Lỗ Đinh mà đáng nghi hơn phải là Kadiuki. Diệp Phàm nói, chúng ta đi theo dõi xem sao. Thiết Chiêm Hùng nói, những tên này thì làm thế nào? Lý Cường nhìn Ai Phi và bốn tên đang nằm dưới đất. Tạm thời đưa chúng đến giấu ở nhà trọ, đừng giết chúng, chờ bắt được Trần Đông Kinh rồi hãy nói. Diệp Phàm nhìn mọi người và nói tiếp. Việc cần nhất bây giờ, chúng ta phải lập tức đến Kadiuki. Nếu Ai Phi mất tích quá lâu, sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của Ivana rồi sẽ là cả Yui Golder. Ở đây trang viên Kadiuki không được để ý nhiều, danh tiếng cũng không phải lớn lắm. Hơn nữa còn cách London rất xa. Nếu đó là cơ sở của Đông Cẩu, vậy tên nào sẽ là thủ lĩnh đây? Bỏ chiếc ống nhòm trong tay xuống, Diệp Phàm nói. Quan trọng là chúng ta chưa biết rõ tình hình bên trong trang viên, nhìn bên ngoài chỉ là một nơi yên tĩnh với vài tên bảo vệ. Mà kiến trúc đều là mới được xây dựng, nhìn bên ngoài thì có thể phát hiện được gì? Phải vào bên trong đó, đầu tiên chúng ta phải phá hỏng được camera hồng ngoại của bọn chúng. Thiết bị này được lắp đặt ở quanh bốn bức tường, chỉ có thể cắt dây hoặc làm hỏng thiết bị từ bên trong. Tôi nghĩ, bên trong nhất định có một phòng điều khiển, lúc nào cũng có người giám sát, tương đối khó khăn đấy.
Thiết Chiêm Hùng vừa nhìn ống nhòm vừa nói. Đào một đường hầm xuyên qua tường để vào thì thế nào? Lúc này Lam Tổn Quân nói. Như thế quá ồn ào, hơn nữa, tốc độ quá chậm. Nếu mấy người chúng ta cùng làm và đất có dễ đào đi nữa thì cũng cần phải có thời gian. Khi đào tiếng động phát ra rất lớn, nếu bị bọn chúng phát hiện thì không ổn. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Trừ khi vào được bên trong. Vương Nhân Bàng nhíu mày nói. Nhưng chúng lại không có người nào đi ra, nếu có người đi ra thì bắt tra hỏi là tốt hơn. Diệp Phàm lẩm bẩm nói và nhìn về phía trang viên Kadiuki. Cách này không được, cách kia cũng không được. Dựa vào thân thủ của chúng ta, nhanh chóng trèo qua tường tấn công. Khi chúng phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh một chút, là có thể khống chế bọn chúng rồi. Vương Nhân Bàng tỏ ra không kiên nhẫn được nữa. Chương 1896, đột nhập hang ổ của Đông Cẩu. Cũng có thể xem đó là một cách, bốn người chúng ta chia nhau ra đột nhập vào từ bốn hướng, khi chúng phát hiện ra thì cũng không biết được nên phòng ngự ở hướng nào trước. Sau khi vào được bên trong sẽ gặp nhau ở căn phòng toàn bằng đá phía đông. Tôi nghĩ, chỉ cần không đụng phải Yui Golder, thì chúng ta sẽ kịp tập trung ở đó. Diệp Phàm nói tiếp. Để an toàn, tốt nhất nên hai người một tổ. Thiết Chiêm Hùng và tôi, Nhân Bàng võ công cao, có thể hành động một mình. Cậu Lam thì đi cùng với Lý Cường. Thế nào? Được. Cả năm người cùng gật đầu rồi chia nhau ra tìm nơi mà mình định đột nhập vào. Hành động. Diệp Phàm ra lệnh, nhanh như những con mèo, trong nháy mắt chỉ thấy bóng người vụt qua ba hướng của trang viên. Lo lắng một lúc, nhưng cũng không hề có động tĩnh nào. Có lẽ do bọn họ hành động quá nhanh hoặc do bảo vệ của trang viên lơ là cảnh giác. Năm người đã tập trung ở căn phòng đá phía sau trang viên mà không hề có động tĩnh nào. Sự yên tĩnh vào sáng sớm ở đây cũng thật bất thường. Sự cảnh giác của các cao thủ ở Đông Cẩu kém vậy sao, thật là lạ. Vương Nhân Bàng nhún vai thể hiện vẻ tiếc nuối. Có lẽ đây không phải là nơi bí mật của Đông Cẩu, nếu không thì đâu có dễ dàng để cho chúng ta đột nhập vào như thế này. Lam Tồn Quân cũng nói vẻ hết sức là nghi ngờ. Đừng nói nữa, bắt đầu tìm kiếm đi. Diệp Phàm khoát tay ra hiệu cho mỗi tổ bắt đầu tìm kiếm. Phát hiện có hai bảo vệ đi tuần đến, Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng nhanh chóng tiến lên mỗi người giải quyết một tên. Nhoáng cái đã giải quyết xong hai tên đi tuần của trang viên. Có lẽ chúng chỉ là những tên giúp việc của Đông Cẩu, thân thủ của chúng đều chẳng ra làm sao. Tên lợi hại nhất trong đó mới chỉ ở nhị đẳng, không thể so gì được với đám người Diệp Phàm. Vì vậy không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Tuy nhiên, mọi người cũng không lơi là cảnh giác. Khi đến tòa nhà trung tâm cao 5 tầng, Diệp Phàm vận khí và như một con báo bám người vào đường ống nước thải. Không lâu sau, nghe thấy âm thanh truyền ra từ tầng 5, Diệp Phàm nhẹ nhàng trèo đến cửa sổ sử dụng một thiết bị đặc biệt để nhìn vào bên trong. Phát hiện bên trong có hai người đàn ông, một người giống người châu Á, một người giống người Anh và một phụ nữ tóc vàng, da trắng, mắt xanh giống như là người Mỹ. Chỉ là một người Trung Quốc Trung Quốc, hà tất phải sai A Đức đi bảo vệ hắn ta. Lãng phí thời gian quá. Người đàn ông trung niên vẻ ngoài giống người Anh nói. Bất chấp là người nào. Chỉ cần trả tiền, chúng ta đều phải bảo vệ. Hơn nữa thời gian cũng không lâu, chỉ có 2 tháng thôi. Đầu óc của người Trung Quốc, có lúc cũng không thể hiểu hết được. Thực ra, người như vậy, ở Trung Quốc trốn ở đâu cũng sẽ chẳng ai có thể tìm ra. Tuy nhiên, con thỏ to béo như vậy chúng ta cũng muốn chấm mút thêm một chút. Người châu Á cười châm chọc nói. Nói chung thì người Trung Quốc không phải là ngu ngốc đâu. Nếu không phải là một nhân vật quan trọng thì chúng quyết không bỏ ra số tiền lớn như vậy để thuê chúng ta bảo vệ đâu. Nên cẩn thận một chút, dù sao cũng đã qua hơn chục ngày rồi, kiên trì thêm hơn mấy chục ngày nữa thì chúng ta có thể lấy nốt nửa số tiền còn lại rồi. Người phụ nữ tóc vàng nói. Nói đùa sao, ở chỗ chúng ta, còn có ai có thể cướp hắn đi được, càng không thể tìm ra manh mối hoạt động của chúng ta. Cơ sở của chúng ta đã xây dựng được hơn chục năm nay. Đã có ai dám đến gây phiền phức hay chưa? Đây là doanh trại của đại đội binh lính được chính phủ Anh Quốc phái đến, nếu chúng dám cả gan thì Yui Goldersen tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Người đàn ông người Anh nhún vai, nét mặt toát lên một vẻ tự mãn và tàn nhẫn. Lại một tên cẩu Yui Golder, xem ra người đàn ông này chính là tên phụ trách của tổ chức Đông Cẩu ở đây rồi. Diệp Phàm bắt đầu suy luận.
Tên A Đức được tên Uwe Goldersen nhắc đến rất có thể là sát thủ nổi tiếng Uwe Golder. Không ngờ rằng bên trong này vẫn còn một tên mang chữ Cẩu nữa. Hai tên mang họ Cẩu này phải chăng là lợi hại như nhau? Chỉ không biết thực lực của tên này như thế nào. Tuy nhiên, dựa vào quy củ của tổ chức Đông Cẩu, Diệp Phàm có thể đoán được thân thủ của tên này ít nhất cũng phải là hàng lục đẳng. Lục đẳng thì Diệp Phàm không sợ, chỉ sợ là gặp phải một tên biến thái giống như tên đồng bọn Uwe Golder của hắn. Hô hô! Người phụ nữ tóc vàng nhìn Uwe Goldersen cười nói. Anh và anh A Đức không phải được gọi là Đông Cẩu nhị hùng của chúng ta hay sao? Hai người đều xếp trong top 10 của thế giới, có mấy tổ chức mà có được hai cao thủ đồng thời được lọt vào top 10 như vậy? Người phụ nữ tóc vàng vừa cười vừa dựa người vào vai đồng thời cọ sát bộ ngực căng đầy vào người của Uwe Goldersen. Ha ha ha! Uwe Goldersen đưa tay xoa rồi véo nhẹ lên ngực của người phụ nữ tóc vàng cười nói. Em không nên nói như thế, nếu không thì đại sư Park Siêng Trung đến từ Hàn Quốc của chúng ta đây sẽ giận đấy. Về danh nghĩa thì anh ta không bằng chúng ta, tuy nhiên nói về thực lực thì anh ta không thua kém đâu. Lần này là lệnh từ tổng bộ đến. Tam hùng chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này sẽ có một khoản tiền lớn. Diệp Phàm nghe xong cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ tên họ Park này lại là người đồng cấp với Uwe Goldersen và Uwe Golder. Xem ra buổi tối nay sẽ gặp phải khó khăn thực sự. Cứ nghĩ là chỉ có một tên Uwe Golder thì có thể giải quyết được, không ngờ lại có đến ba tên. Thế này mà muốn cướp người thì cướp thế nào? Khoản tiền lớn, các anh lại kiếm bội rồi. Mà đối phương đưa ra giá bao nhiêu? Người phụ nữ tóc vàng cười nói và vẫn không thôi cọ cọ ngực vào cánh tay của Uwe Goldersen. 1 tỷ. Park Siêng Trung cười thản nhiên. Không phải là tiền won của Hàn Quốc đấy chứ? Người phụ nữ tóc vàng cười nói. Lớn hơn rất nhiều so với tiền Hàn Quốc và nhỏ hơn một chút so với đồng bảng Anh. Uwe Goldersen cười một cách bí hiểm, đương nhiên sẽ không nói ra tên của đồng tiền đó. Bởi lẽ, tên của đồng tiền đó cũng đại diện cho ông chủ ở quốc gia đó ra giá. Khi mà việc chưa thành, thì những người của Đông Cẩu không liên quan đến nhiệm vụ lần này đều không được biết về nhiệm vụ. Đây là nguyên tắc. Diệp Phàm nhẹ nhàng trượt xuống, không lâu sau mấy người bọn họ lại tập trung lại. Phía trên kia có ba tên, một là Uwe Goldersen, một là Park Siêng Trung và một phụ nữ tóc vàng. Uwe Goldersen và Uwe Golder được gọi là Đông Cẩu Song Hùng. Có lẽ hai tên này võ nghệ ngang nhau. Trước kia chúng ta điều tra trong tài liệu mật thì không thấy nhắc đến tên Uwe Goldersen này, xem ra, hắn là một cao thủ ẩn mình. Có thể tên gọi quốc tế của hắn không phải là Uwe Goldersen, vì thế chúng ta không điều tra được. Và còn tên Park Siêng Trung người Hàn Quốc, hắn có thể ngồi ngang hàng với Uwe Goldersen, thực lực của hắn cũng không kém đâu. Về người phụ nữ kia chúng ta không cần phải quan tâm nhiều. Diệp Phàm nói. Uwe Golder đâu? Thiết Chiêm Hùng hết sức nghi ngờ hỏi, chỉ cần hai tên Uwe Goldersen và Park là đủ rồi. Nếu như lại có thêm cả Uwe Golder thì tối nay năm người chúng ta có lẽ sẽ không địch được chúng. Bởi vì theo tài liệu có thể thấy, chỉ Diệp Phàm mới có thể đối phó được với Uwe Golder. Hắn cũng ở trong trang viên, có thể đang đảm nhiệm bảo vệ cho Trần Đông Kinh. Theo hợp đồng người của Đông Cẩu phải bảo vệ Trần Đông Kinh 2 tháng. Có lẽ khoản tiền Tô gia phải bỏ ra không phải là ít. Diệp Phàm nói và nhìn Vương Nhân Bằng hỏi. Có phát hiện gì về Uwe Golder không? Tôi không nhìn thấy Uwe Golder, tuy nhiên tôi phát hiện có một người Trung Quốc đi đi lại lại trong đại sảnh của tòa nhà bằng ngói xanh. Vương Nhân Bằng nói. Có phải là Trần Đông Kinh không? Diệp Phàm bỗng nhiên phấn chấn. Không phải, tôi đã nhìn thấy Trần Đông Kinh qua ảnh rồi, nếu có hóa trang cũng không thể thay đổi lớn như vậy được. Vương Nhân Bàng lắc đầu nói. Quái lạ, chẳng có lẽ là thủ hạ của Trần Đông Kinh cũng đến đây. Lúc này Lam Tồn Quân nói. Trực giác của tôi mách bảo rất có thể Trần Đông Kinh và cả Uwe Golder cũng đang ở trong tòa nhà đó. Sao chúng ta không nhanh chóng hành động, cùng đánh bại Uwe Golder? Mục tiêu của chúng ta là bắt Trần Đông Kinh chứ không phải là tiêu diệt cao thủ của tổ chức Đông Cẩu. Chúng không liên quan gì đến chúng ta. Nếu trong thời gian ngắn không thể cướp được Trần Đông Kinh mà đụng phải cả Uwe Goldersen và Park Siêng Trung thì đêm nay rất có thể chúng ta cũng phải ở lại đây. Nét mặt Diệp Phàm trầm xuống. Bởi lẽ, với sự bảo vệ của ba cao thủ với võ công tương đương nhau, chúng ta muốn cướp mồi từ miệng hổ là một việc rất khó.
Lý Cường và tôi bảo vệ bên ngoài, chúng ta dùng súng để sẵn sàng đối phó Park Siêng Trung và Yui Goldersen ở đây. Nếu phát hiện bọn chúng đi ra thì lập tức bắn bỏ. Đương nhiên, nếu bọn cao thủ này mà cảnh giác, thì dù có sự uy hiếp của khẩu súng trường có độ chính xác cao này cũng khó mà làm gì nổi chúng. Nhưng, bất kể thế nào cũng phải kéo dài thời gian chi viện cho Yui Golder của bọn chúng. Chỉ cần bắt được Trần Đông Kinh là chúng ta lập tức rút lui. Tôi nghĩ, theo tài liệu thì Yui Golder cũng chưa đạt đến cửu đẳng, còn Park Siêng Trung và Yui Goldersen cũng chưa thể đạt đến mức độ đó. Chỉ cần chưa đạt đến cửu đẳng, Diệp Lão Đệ sẽ có cách đối phó. Là cấp cao nhất của bát đẳng so với cửu đẳng cũng có sự khác nhau một trời một vực. Thiết Chiêm Hùng nói. Quyết định như vậy, tôi cùng với Nhân Bàng và Tồn Quân đi đến tòa nhà ngói xanh. Chúng ta có một lợi thế đó là không cần phải suy tính đến sự an toàn sống chết của Trần Đông Kinh, bởi vì Trần Đông Kinh là người mà chúng mới phải bảo vệ. Bất chợt Diệp Phàm giật mình nhìn thấy trong đại sảnh của ngôi nhà ngói xanh có bóng người đàn ông trung niên đang bước đi, lập tức hỏi Lam Tồn Quân. Tồn Quân, anh có phát hiện ra người đàn ông trung niên kia giống ai không? Anh cũng cảm thấy quen phải không, chẳng có lẽ đó là người của Tô gia? Người này diện mạo có điểm giống với mấy anh em Tô Lâm Nhi. Nếu Trần Đông Kinh ở trên đó, thì người đó nhất định là một người trong họ tộc nhà Tô gia rồi. Lam Tồn Quân nói, chúng ta vào trong đó thôi, một khi phát hiện ra Yui Golder thì lập tức ra tay phải dứt khoát, nếu có thể một đòn giết ngay thì càng tốt. Đừng dùng súng vội, tiếng súng sẽ gây tiếng động rất lớn. Tốt nhất là không phải dùng đến súng, Yui Goldersen cách đây cũng đến vài tòa nhà, nếu tiếng động không quá lớn thì chúng sẽ không phát hiện được. Diệp Phàm giải thích, chương 1897, Yui Golder là nữ giới. Diệp Phàm nhẹ nhàng như con báo trèo tường lên trên lầu. Đưa chiếc kính nhìn ban đêm có thể uốn cong vào sát cửa sổ. Thiết bị nhìn ban đêm này do tổ đặc nhiệm A thiết kế được gọi là gậy nhìn đêm, nó giống như một chiếc gậy tròn tròn, nhỏ như ngón tay út, có thể uốn cong thành bất kỳ hình dạng nào. Chỉ cần đầu ống kính hướng đúng mục tiêu thì đầu kia có thể hiện rõ tình hình bên trong thế nào. Âm thanh và hình ảnh đều được truyền qua, hết sức tiện dụng. Hơn nữa, vật như thế này có đặt ngoài cửa sổ nhà người ta thì họ cũng không thể phát hiện ra được. Nghe nói một đoạn dài hơn 2 mét của gậy nhìn đêm này giá tiền cũng phải 7-8 triệu. Thật sự là quý giá. Lần này lão Lý của tổ đặc nhiệm A đã đưa cho tham tán tại London 3 cái, cũng mất một khoản tiền lớn rồi. Bởi vì gậy nhìn đêm được làm từ một số vật liệu đặc biệt không dễ kiếm cho nên số lượng mà tổ đặc nhiệm A sản xuất ra cũng không nhiều. Căn bản là không thể sản xuất ra nhiều. Cả đội báo săn cũng chỉ được trang bị có 3 cái như thế. Bình thường đó là bảo bối phải cất giữ cẩn thận, gặp tình huống khẩn cấp mới được mang ra dùng. Trước đó Tiếu Thập Lục muội cũng thận trọng nhắc nhở đừng có làm hỏng gậy nhìn đêm. Đương nhiên Diệp Phàm cười nói, hỏng thì sẽ đền tiền. Tất nhiên Diệp Phàm chỉ là nói đùa, mấy triệu thì chẳng đáng là gì. Có điều Tiếu Thập Lục muội có nói cái này có tiền cũng không mua được. Diệp Phàm cũng rất coi trọng món đồ chơi này. Hình ảnh hiện lên một người đàn ông và một phụ nữ. Vừa nhìn thấy người đàn ông, Diệp Phàm trong lòng mừng điên lên. Bởi vì người này chính là bảo vệ của Trần Đông Kinh. Người phụ nữ kia khoảng chừng 30 tuổi trở lại, mặc một bộ váy ngủ thêu hoa màu hồng, mái tóc màu đen xõa xuống che mất một nửa khuôn mặt. Điều kỳ lạ là nếu muốn đi ngủ, người phụ nữ phải đi dép lê mới phải, đằng này thời tiết thì rất nóng lại mang một đôi giày hiệu Nike vừa dày vừa nặng. Người phụ nữ này không khỏi làm cho người ta suy nghĩ. Diệp Phàm cảm thấy dáng người rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra được đã gặp qua ở đâu. Lẽ nào người đàn bà của Trần Đông Kinh cũng ở đây, người này thật biết hưởng thụ, chạy trốn đến chết rồi mà vẫn muốn mang theo tình nhân. Người của Tô gia đúng là không phải tầm thường, rất coi trọng việc hưởng thụ. Diệp Phàm suy nghĩ. Có điều, Diệp Phàm phát hiện một điều kỳ lạ, dường như Trần Đông Kinh có chút sợ người phụ nữ này. Tuy là hắn nhìn người phụ nữ kia với một ánh mắt không mang nhiều sự sợ hãi nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy trong đó có đôi chút cảnh giác. Mà người phụ nữ không nói gì, chỉ chậm rãi cầm con dao trong tay gọt hoa quả. Và dùng mũi dao đưa miếng hoa quả lên miệng mà nhai. Nhìn dáng vẻ như đang xua đi những ngày tháng nhàm chán. Diệp Phàm truyền âm báo cho Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bàng, họ đều nói không phát hiện ra bóng dáng Yui Golder. Hơn nữa,
cũng đã tìm kiếm hết tầng 2 của tòa nhà ngói xanh nhưng vẫn không tìm thấy Huey Golder. Thời gian không chờ người ta, Diệp Phàm chuẩn bị ra lệnh tấn công bất ngờ. Trần Đông Kinh đang ở đây rồi thì trước tiên phải tóm được hắn đã. Huey Golder không có ở đây càng tốt, hơn nữa hiện tại trong phòng chỉ có Trần Đông Kinh với một phụ nữ thì giải quyết sẽ dễ dàng. Không lâu sau, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đều đã đến. Diệp Phàm ra hiệu cho Vương Nhân Bàng đứng ngoài cửa canh chừng Huey Golder, còn mình và Lam Tồn Quân xông vào cướp người. Tuy nói bản lĩnh của Huey Golder cao hơn Vương Nhân Bàng, nhưng vẫn có thể cầm chân hắn được mấy phút. Đây là đề phòng Huey Golder đột ngột vào từ bên ngoài, lúc đó mình khống chế được Trần Đông Kinh rồi thì ra cũng không muộn. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cho rằng Diệp Phàm phòng thủ bên ngoài thì tốt hơn. Bởi lẽ không nhìn thấy Huey Golder ở trong phòng. Diệp Phàm ở bên ngoài thì hiệu quả ngăn chặn Huey Golder có thể sẽ cao hơn. Còn mình và Lam Tồn Quân khống chế Trần Đông Kinh dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nghe ý kiến của Vương Nhân Bàng cũng cảm thấy có lý, liền đồng ý với phương án đó. Ba người chuẩn bị đâu vào đó, Diệp Phàm đứng ngoài canh phòng. Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đạp cửa bất ngờ đột nhập vào trong phòng, tốc độ của họ nhanh như chớp, còn Diệp Phàm thì như con hổ ngồi rình mồi ở trước cửa tòa nhà. Hai người tương đối ăn ý, Lam Tồn Quân đánh về hướng Trần Đông Kinh, còn Vương Nhân Bàng hướng nắm đấm bổ về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa gọt hoa quả. Cú đấm mạnh đến mức làm cho không khí xung quanh cuộn lên những tiếng vù, vù. Nắm đấm của Vương Nhân Bàng đã đập trúng sống mũi của người phụ nữ. Bỗng nhiên một âm thanh phát ra. Bốp! Một âm thanh gãy vụn rất rõ đã phát ra, Diệp Phàm nhìn vào trong, thấy Vương Nhân Bàng đã bị người phụ nữ kia đạp một cước ngã lăn dưới gầm giường. Hơn nữa, mặt hình như còn đang bị dính vào đôi dép lê thối của Trần Đông Kinh ban nãy đã đi, máu tươi từ lỗ mũi chảy ra. Người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ dài màu đỏ đứng lên, cơ thể vừa chuyển động xoay chân đá một cước ra phía sau. Lại một tiếng bốp phát ra, Lam Tồn Quân đang lao đến Trần Đông Kinh lại chịu một cước như vậy và bay ra lên trên bàn uống trà cách đó vài mét, mấy chén trà bị cơ thể Lam Tồn Quân đập lên phát ra những tiếng leng keng văng ra khỏi bàn. Cao thủ Diệp Phàm trong đầu vụt lên một ý nghĩ, hành động không chậm trễ, phi người lao vào trong phòng. Bởi vì người phụ nữ kia đang nhấc chân chuẩn bị đạp lên đầu Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cũng là một cao thủ bát đẳng, chẳng qua vừa nãy do sơ suất mới bị dính cước như vậy. Thoáng một cái lăn người sang phía bên kia gầm giường né được một cước lợi hại của người phụ nữ áo đỏ. Lam Tồn Quân sau phút bàng hoàng đã tỉnh táo trở lại. Thuận tay nắm lấy cái chụp của chiếc đèn trên bàn uống trà lăn trên đất hô một tiếng đập vào người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ áo đỏ lại lạnh lùng hừ một tiếng, quả táo vừa gọt vẫn còn nằm trên mũi dao gọt hoa quả bay về phía Lam Tồn Quân như một viên đạn. Bụp một tiếng, quả táo và chiếc chụp đèn va chạm với nhau, chiếc chụp đèn đã bị một miếng táo bay xuyên qua. Lam Tồn Quân hết sức kinh ngạc, việc này cần phải có công lực rất cao mới có thể làm được. Tuy nhiên, lúc này, nắm đấm của Diệp Phàm đang vù vù lao đến làm cho chiếc gối lông ngỗng trên đầu giường cũng phải rung lên nhẹ nhẹ phát ra âm thanh yếu ớt. Người phụ nữ nhìn thấy cũng không dám khinh thường, đá một cước về phía nắm đấm của Diệp Phàm, quyền cước lao vào nhau rất mạnh. Binh bốp rầm. Lần này người phụ nữ áo đỏ chưa kịp suy nghĩ đã bị Diệp Phàm tung trúng một cước rất mạnh rơi xuống cạnh giường. Phần hông cũng bị đập vào khung giường làm bằng đồng, chiếc giường này được làm từ đồng nguyên chất, có lẽ là cô ta rất đau. Công phu của ông rất giỏi. Người phụ nữ áo đỏ ngạc nhiên nói, một tay xoa hông một tay cầm thanh nhuyễn đao màu bạc trắng. Cô ta đạp mạnh một cái lên chiếc giường nhảy lên cao 2 mét. May là căn phòng cao khoảng chừng 4 mét nếu không thì đầu của cô ta đã đập vào trần của căn phòng. Bổ một đao về phía Diệp Phàm, thanh nhuyễn đao xé vào không khí phát ra âm thanh chói tai như tiếng lá cây đang rào rào trong gió. Dưới ánh đèn lưỡi đao ánh lên một màu sáng bạc loang loáng, soi vào sắc mặt tái nhợt của Trần Đông Kinh lúc này đang nấp vào trong một góc làm cho hắn chóng mặt suýt chút nữa thì lăn ra sàn nhà. Tuy nhiên, Lam Tồn Quân đã để ý đến hắn. Bước một bước dài đến tóm lấy Trần Đông Kinh. Tên này muốn kêu lên nhưng bị Lam Tồn Quân đấm một phát vào huyệt thái dương làm hắn ngất đi. Lam Tồn Quân lấy tấm ga giường xé ra rồi trói chặt Trần Đông Kinh lại kéo ra phía ngoài ban công rộng chừng 3 mét để thoát đi. Hừ! Diệp Phàm không muốn rằng co mãi với người phụ nữ áo đỏ, bởi vì hắn lo lắng Huey Golder xuất hiện, kết hợp với Park Siêng Trung và Huey Golder Sen sẽ chạy đến chi viện,
như vậy đêm nay khó mà thoát ra được. Vì thế vừa vung tay lên thì ba cây phi đao bay ra với thế bao vây lấy người phụ nữ áo đỏ. Vương Nhân Bàng cũng đã rút trong người ra một cây nhuyễn côn. Hét lên quét côn vào hai chân của người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ áo đỏ vì phải tránh ba phi đao của Diệp Phàm nên đang chuẩn bị nhảy lên không trung. Tuy nhiên do không đề phòng nhuyễn côn của Vương Nhân Bàng, đôi giày Nike của cô ta bị Vương Nhân Bàng đánh trúng một côn, toạc một tiếng bị xé đi một mảng. Bàn chân của cô ta bị lằn đỏ lên. Ông đây tưởng ngươi là sắt thép, nhưng cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Vương Nhân Bàng cười nói. À, người phụ nữ áo đỏ phát điên lên, xoay người, chân phải dính máu xoắn tít một cách kỳ dị. Diệp Phàm vội vàng hét lên. Tránh đi. Tuy nhiên chiêu thức bí hiểm của người phụ nữ làm cho Vương Nhân Bàng không kịp tránh, bị cước của cô ta đạp trúng mặt. Bốp một tiếng, Vương Nhân Bàng cảm giác như sống mũi không còn là của mình nữa, nó tê dại giống như không còn cảm giác. Các ngươi từ Trung Quốc đến. Người phụ nữ áo đỏ nói một tiếng lạnh lùng, giọng khàn khàn đó làm cho Diệp Phàm hơi chút bất ngờ, hướng đôi mắt chim ưng về phía cô ta, lập tức kinh hãi. Bởi vì dưới con mắt chim ưng có thể nhìn thấy rõ trên chiếc tai to của người phụ nữ này có một nốt ruồi đen. Hắn chính là Yui Golder. Diệp Phàm khẽ kêu một tiếng, cơ thể chuyển hướng về phía trước, năm chiếc phi đao bay ra cùng vây lấy Yui Golder. Yui Golder là nữ. Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đều kinh hãi. Ngơ ngẩn nhìn Yui Golder áo đỏ một cái rồi nhanh chóng phản ứng trở lại, cầm vũ khí trong tay hợp sức lao về phía Yui Golder. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi phi đao cũng bay ra. Nhìn thấy Yui Golder vừa tránh phi đao, Diệp Phàm đã một chân đạp trúng bụng của Yui Golder, sức mạnh của cú đá này có thể làm gãy một phiến đá dày đến nửa mét. Hừ, dù sao cũng không thể so sánh gỗ đá với cơ thể con người, máu từ miệng Yui Golder phun ra khắp phòng. Diệp Phàm vừa muốn bồi thêm một đá nữa nhưng một ánh đỏ lóe lên. Yui Golder không cần phải nể mặt nữa, lăn tròn như quả bóng đỏ ở dưới đất nhanh chóng từ cửa sổ lăn xuống dưới lầu. Chờ Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bàng kịp phản ứng thì người ta đã xuống đến lầu rồi, thực sự cách thoát ra này của Yui Golder cũng đáng gọi là tuyệt chiêu. Đuổi theo! Diệp Phàm hét lớn, nhảy theo ra từ hướng cửa sổ, chạy thẳng đến phía quả bóng đỏ. Bên kia, có lẽ phát hiện ra tín hiệu gì đó đặc biệt. Phía bên tòa nhà đá phát ra âm thanh của súng bắn tỉa bắn ra. Không được rồi, lão thiết bọn họ đang gặp nguy hiểm. Diệp Phàm lo lắng, nhảy một cái lên không trung với chiêu hổ ưng của phí ra, như một con chim bay về phía tòa nhà đá. Còn Lam Tồn Quân đang bắt giữ Trần Đông Kinh chạy ở dưới đất, Vương Nhân Bàng đang nhảy qua trên mấy tòa nhà, ba người lao như điện trong vài giây đã đến trước tòa nhà đá. Vừa lúc Park Siêng Trung và Yui Golder Sen đang kiểm tra vết thương của Yui Golder nên cũng không kịp ra tay với bọn họ, nên người cầm súng vẫn bình yên vô sự ngồi ở đó. Diệp Phàm vung tay, bảy cây phi đao từ nhiều hướng lao về phía Yui Golder đang bị thương. Chương 1898, giết sạch. Park Siêng Trung và Yui Golder Sen vội nhặt mấy viên gạch ở dưới đất lên chặn mấy cây phi đao. Thiết Chiêm Hùng và Lý Cường cầm súng quan sát bốn phía xung quanh. Bất kể tên nào của Đông Cầu lộ diện hai người họ sẽ lập tức tặng cho một viên đạn. Khẩu súng bắn tỉa trong tay cao thủ ngũ, lục đẳng thì uy lực càng lớn hơn. Trong cự ly mấy trăm mét căn bản là bách phát bách trúng. Tuy nhiên, đối với cao thủ cửu đẳng như Diệp Phàm mà nói, thì súng bắn tỉa chẳng có gì đáng sợ. Bởi vì, cảm giác của họ cực kỳ nhanh nhạy, họ sẽ luôn tìm ra được phương hướng để trong nháy mắt thoát khỏi đường ngắm của viên đạn. Trừ khi bạn lợi dụng lúc họ không đề phòng mà bắn, nếu không thông thường mà nói sẽ không giết nổi họ. Một khi phát thứ nhất bạn không thể giết được họ, khi bạn đang muốn bắn phát thứ hai thì họ đã lần theo tiếng súng bắn ra mà tìm đến giết bạn trước rồi. Đối với cao thủ như thế này, cự ly mấy trăm mét cũng chỉ trong nháy mắt là họ đã đến bên cạnh bạn làm cho bạn không kịp phản ứng. Hơn nữa, loại cao thủ này có thể dùng bất cứ thứ gì để giết bạn. Trong cự ly mấy chục mét thì ngay cả dùng mấy viên gạch kia thì uy lực cũng khiến bạn không còn đường sống rồi. Tuy nhiên, bọn bảo vệ đi tuần tra bên trong trang viên Kadiuki đều đã bị mấy người Diệp Phàm đánh ngất rồi. Mà lúc này có mấy tên nghe ngóng được tình hình vội vàng chạy đến nhưng thực sự người của chúng cũng không đông lắm. Chỉ nhìn thấy ngoài mấy tên đã bị lão thiết giết thì còn lại chẳng còn ai. Có lẽ thực tế trong trang viên này nhân thủ cũng không đông đảo gì.
Điều này nhìn từ tình hình thực tế, người quá đông cũng dễ gây sự chú ý của sở mật thám Anh quốc. Tuy Park Seung-chung và Yui Go-do-sen đã dùng gạch chặn được phi đao của Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm cũng đã tấn công tiếp ngay, rút ra cây gậy sắt được chế tạo đặc biệt hung hăng đập vào Yui Go-do đang bị thương. Còn phía sau Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cũng cầm gậy hợp kim cùng đập lại. Tiên hạ thủ vi cường, một tên còn được chứ để cho ba người bọn chúng hợp lại thì đêm nay Diệp Phàm thật sự gặp vận đen. Bốp, bốp. Sau hai tiếng giòn vang, Yui Go-do-sen và Park Seung-chung chia ra mỗi người một bên bẻ cong chiếc gậy sắt của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân thừa lúc hai tên này không chú ý phòng thủ đã hung hăng bổ về phía Yui Go-do. Keng! Gậy sắt của Lam Tồn Quân bị Park Seung-chung chặn lại, nhưng chiếc còn lại của Vương Nhân Bàng thì đang hung hãn đập lên đùi của Yui Go-do. Một tiếng răng rắc phát ra, có lẽ đùi trái của Yui Go-do đã bị gãy. A Tông! Yui Go-do-sen hét lớn, cơ thể xoay tròn một cái, nhuyễn đao trong tay vù vù. Vương Nhân Bàng bất chợt cảm thấy sợ toát mồ hôi lạnh, bởi vì mặc dù đã mặc áo chống đạn nhưng áo chống đạn cũng đã bị thanh nhuyễn đao chém thành hai mảnh, làm lộ ra phần da bụng thô ráp của y. Nếu sâu thêm vào một chút, thì bụng đã bị rạch ra rồi, làm sao có thể không sợ hãi được. Vừa lúc gậy hợp kim của Diệp Phàm kịp thời đánh tới, làm cho thanh nhuyễn đao của Yui Go-do-sen chém lệch đi một chút. Nếu không, Vương Nhân Bàng có lẽ đã bị chém rách bụng. Vốn dĩ thanh nhuyễn đao không thể một đường mà chém rách được áo chống đạn của tổ đặc nhiệm A mà Vương Nhân Bàng đang mặc. Mà là nội lực của Yui Go-do-sen thực sự rất mạnh. Sự sắc bén của thanh nhuyễn đao kết hợp với nội lực cao thì áo chống đạn của tổ đặc nhiệm A cũng không thể ngăn cản được. Diệp Phàm thừa thế đâm mũi gậy về phía Park Seung-chung, bởi vì hắn phát hiện ra công phu của Park Seung-chung hình như kém hơn Yui Go-do-sen một chút. Có lẽ cao hơn Vương Nhân Bàng một cấp nhỏ, đó là ở vào khoảng cấp 3 của bát đằng. Thế nhưng Park Seung-chung nhanh như sóc đã tránh được khiến gậy của Diệp Phàm chỉ sượt qua mang tai y. Tuy nhiên cũng làm tai y đứt mất một nửa, máu tươi phụt ra. Park Seung-chung kêu thảm một tiếng, mắt hắn bỗng đỏ lên, điên cuồng lao về phía Diệp Phàm. Park Seung-chung, người đối phó với hai tên này, tên đó để cho ta. Yui Go-do-sen nói. Tên này ánh mắt rất lạnh lùng, thanh nhuyễn đao trong tay loang loáng xoay tròn, rung lên chém về phía Diệp Phàm. Dường như trong ba tên thì công phu của Yui Go-do-sen vẫn là cao nhất. Đến hay lắm. Chiếc gậy của Diệp Phàm cũng không khách khí đánh ra, keng keng vài tiếng chói tai phát ra, tay của hai bên chạm vào nhau. Diệp Phàm cảm thấy một sức mạnh được truyền ra từ tay của Yui Go-do-sen. Đột nhiên cứng giống như một thanh sắt. Tuy nhiên Diệp Phàm lại cảm thấy một chút yên tâm. Bởi vì hắn phát hiện ra Yui Go-do-sen trên trán toàn là mồ hôi. Có lẽ, tên này mới chỉ là cấp cao nhất của bát đẳng chứ chưa đạt đến tầm cửu đẳng. Diệp Phàm duỗi chân ra, đá bay chiếc gậy của Lam Tồn Quân trong tay của Park Seung-chung. Kế đó Vương Nhân Bàng đập gậy tới đúng vào chân của Park Seung-chung, làm cho tên này đau đến mức nhảy dựng lên như con chuột túi. Không kịp để ý đến hành động của Park Seung-chung, Diệp Phàm lại hướng vào bộ hạ của Yui Go-do-sen đạp một cước. Nếu đạp chúng, chắc chắn Yui Go-do-sen cũng phải nhảy dựng lên. Đúng lúc này, phiền toái cũng đã đến. Tên Yui Go-do vốn bị thương nằm dưới đất bất ngờ nổi khùng lên, mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể bổ về phía trước, ôm chặt lấy hai đùi của Diệp Phàm. Tên này tương đối khỏe, Diệp Phàm cảm thấy hai đùi mình dường như bị hai gọng kìm sắt khóa chặt lấy, không thể nào nhúc nhích được. Giết hắn đi! Yui Go-do khàn giọng hét lên với hai tên đồng bọn. Chúng vừa nghe thấy lập tức hết sức dùng đao, gậy thật lực lao về phía Diệp Phàm. Vì phải đối phó với hai tên này mà dưới hai đùi lại không thể động đậy, Diệp Phàm nhất thời rơi vào thế khó, may là phần hông vẫn có thể xoay sở được, nếu không thì sớm đã bị người ta chém thành đôi nửa. Lão đại, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân vừa gọi to vừa lao vào tấn công Park Seung-chung. Còn Thiết Chiêm Hùng và Lý Cường nhìn thấy thế cũng cuống lên, ngắm súng rất lâu nhưng không thể nào bắn được. Bởi vì, lúc này mấy người đang đứng rất gần nhau, không có cách nào để nổ súng. Hai bên rằng qua một lúc, Diệp Phàm cảm thấy sức lực gần như đã cạn kiệt, cơ thể như mềm nhũn ra. Biết rằng sức lực đã tiêu tốn quá mức, nếu không thể rút được hai đùi ra thì có lẽ sẽ hỏng mất. Nhìn thấy nhuyễn đao của Yui Go-do-sen đã sắp chém đến sống mũi, và Park Seung-chung cũng không để ý đến sự tấn công của Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân.
Thiết Côn đập trái phải một phát làm cho gậy của Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bàng bắn văng ra, và Thiết Côn lại vù vù lao về phía bụng của Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng vừa nhìn thấy liền hét lên một tiếng. Đại ca! Cơ thể lao về phía trước để chịu hộ Diệp Phàm một gậy. Lam Tồn Quân cũng không kém, hắn lao lên. Phía xa Thiết Chiêm Hùng và Lý Cường cũng sợ hãi vứt súng và chạy như bay đến. Các anh em! Nhìn thấy Vương Nhân Bàng muốn đỡ hộ mình một đao, Diệp Phàm rất đau lòng. Nếu chém chúng có lẽ Vương Nhân Bàng chắc chắn sẽ phải xuống uống rượu với hai vị đầu trâu mặt ngựa dưới âm phủ. Diệp Phàm hét lên một tiếng to như tiếng sấm vang trời. Đột nhiên cơ thể run lên, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cổ bàn tay trái, dồn toàn bộ sức lực biến chiếc vòng ở cổ tay bung ra thành một thanh bảo kiếm. Chiếc vòng loang loáng ánh bạc bay vào khoảng không. Dưới sự tác động của nội công toàn thân mạnh mẽ của Diệp Phàm, trong nháy mắt chiếc vòng đã bay đến trước mặt Park Siêng Trung. Không ngờ chiếc vòng sắc bén lạ thường, cổ tay của hắn bị rạch một đường, máu tươi lập tức phun ra. Bàn tay của Park Siêng Trung bị chém nứt lìa, máu tươi phun ra tới 3 mét. Tuy nhiên thanh bảo kiếm vẫn không dừng lại, tiếp tục quay sang tấn công Yui Goldersen. Tên này nhìn thấy bàn tay của Park Siêng Trung bị chém nứt bởi một vật không rõ là gì, cũng tỏ ra sợ hãi, không thể tiếp tục đánh Diệp Phàm được nữa, vội lùi lại phía sau. Tuy nhiên, lúc này chiếc vòng chính là phi kiếm trong truyền thuyết đã nói tới, có thể dễ dàng chém đôi hắn ra. Vù một tiếng, Yui Goldersen cúi đầu xuống nhìn, chút nữa thì ruột gan đã bị chém nứt. Bởi hắn dùng bàn tay chắn lại, tuy nhiên năm ngón tay phải của hắn đã bị chém nứt lìa. Diệp Phàm lần này ra tay không chút chần chừ, một quyền rất mạnh đánh trúng xương sống mũi của Yui Goulder. Yui Goulder lăn lộn la hét thảm thiết như sắp chết, khuôn mặt của hắn bị biến dạng bởi vừa bị Diệp Phàm giáng cho một quyền với 10 thành công lực. Mắt, mũi, mồm đều bị thương rất nặng, nhìn khuôn mặt của Yui Goulder dường như bị lõm xuống giống như một bát thịt bầy nhầy. Đây đâu còn là một khuôn mặt người nữa mà giống như một viên thịt băm rồi. Hai tròng mắt dữ tợn của hắn đã bị đỏ lên vì máu tươi, cuối cùng hắn lẩm bẩm điều gì đó. Là một trong song hùng của tổ chức Đông Cẩu nên hắn không cam tâm, không tình nguyện đi gặp Thượng Đế như thế. Mẹ nó, đập chết con mẹ mày. Lúc này, giọng nói thô lỗ của Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân truyền đến, hai người liền đấm đá Park Siêng Trung giống như đấm đá vào bao cát để tập luyện. Tay phải của Park Siêng Trung đã bị chém nứt, máu tươi đang tuôn ra tung tóe. Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân không hề nhân nhượng, một trận mưa bão quyền, cước xuất ra, toàn thân những tiếng kêu thống khổ, có lẽ xương cốt Park đều đã bị Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đánh gãy hết rồi. Nhưng trong nháy mắt Yui Goldersen đã sống chết lao đi mất dạng, có điều trước khi hắn trốn đi, bảo kiếm phi đao của Diệp Phàm cũng đã chém cho hắn một nhát làm cho máu tươi phun ra, có lẽ cũng phải sâu vào đến tận xương. Mẹ nó, phi kiếm của ông đây chưa thể cạo sạch lông thằng này, thật là xui xẻo. Diệp Phàm thở phì phò ngồi xuống đất, cười gượng. Một lúc sau, Thiết Chiêm Hùng và Lý Cường dọn dẹp sạch sẽ trang viên. Yui Goldersen đã lên xe chạy mất rồi, những tên bảo vệ trong trang viên đều bị chúng ta đánh cho ngất xỉu hoặc tàn phế hết cả. Sau này nhất định không thể gây ra chuyện gì nữa. Tuy nhiên, tôi vừa mới phát hiện đúng quần của tiểu lỗ toàn là máu, trên tay cũng không ít. Có lẽ không chết thì cũng thành kẻ tàn phế mất. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết, đã xóa hết dấu vết chưa? Diệp Phàm hỏi với giọng yếu ớt. Chương 1899, có thể ra tay với Tô Gia rồi. Không thành vấn đề, về mặt này tôi là người lành nghề. Chính hồ tổ Lam Sơn của nước Anh cũng muốn điều tra chút dấu vết. Hơn nữa, chúng ta đều đã bôi thuốc nước, mặt đã thay đổi ít nhiều, tuyệt đối bí mật. Thiết Chiêm Hùng nói. Vậy chúng ta lập tức đi thôi. Nơi này không thể ở lại lâu được, tốt nhất là lập tức đi London. Diệp Phàm nói. Được. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Diệp Lão Đại đứng lên, vừa đi được một bước, cảm giác trước mắt tối sầm, cả người như muốn ngã xuống đất. Không sao chứ đại ca. Lam Tồn Quân vội vàng giơ tay đỡ Diệp Phàm. Không xong rồi, cả người mềm nhũn cả ra. Lý Cường, cậu cõng tôi vậy. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, bị Lam Tồn Quân ngăn lại, anh ta chẳng nói lời nào cõng Diệp Phàm chạy ra ngoài. Bên kia Lý Cường và Vương Nhân Bàng cũng bắt tên người nhà Tô gia còn đang nửa tỉnh nửa mê đi. Mấy người nhanh chóng rời khỏi Khải Đế Kỳ trang viên, sau khi Diệp Phàm liên hệ với Tiếu Muội. Cô gái này làm việc cũng nhanh chóng,
lập tức sắp xếp xe bí mật đưa bọn Diệp Phàm đến London. Sau mấy ngày vòng vèo, bọn họ lại tới Pháp, qua Đức cuối cùng từ Nga về đến Trung Quốc. Chủ yếu là sợ người khác nghi ngờ. Lý Cường, giao cho cậu một nhiệm vụ. Diệp Phàm nói khi đang ngồi trên long ỷ của Diệp Phủ ở Sở Thiên Các. Công tử, ngài nói đi. Lý Cường rất cung kính nói. Đem 5 ngón tay ướp đá này của nô cầu Tông Đức đến tập đoàn Trương Thị ở Hong Kong, chắc họ sẽ tiến hành kiểm tra DNA. Sau khi lấy được tiền lập tức trở về, lần này mọi người đều vất vả rồi. 200 triệu đô la Hong Kong này mọi người chia đều, mỗi người 40 triệu. Diệp Phàm nói. Cậu em, khoản tiền lớn như vậy tốt nhất là mời Lý Lão sắp xếp người của cơ quan tương quan chứng thực cho thì hơn. Bằng không, cậu và tôi đều lăn lộn ở trong chính quyền nhà nước, tránh để bị ủy ban kỷ luật chú ý lại phiền toái. Thiết Chiêm Hùng nói đến đây liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Lại bị bọn họ ăn bớt 450 triệu, khác nào ăn thịt người. Diệp Phàm đau lòng co giật một chút khóe miệng. Một tờ giấy chứng minh mà 450 triệu, chẳng phải quá tham đi. Vương Nhân Bàng không kìm nổi hỏi. Không có cách nào, bọn họ nói đây là quy tắc từ lâu. Trích 20%, 200 triệu đô la Hong Kong của chúng ta chắc chắn phải mất không dưới 50 triệu. Tuy nhiên lần này coi như bọn họ giúp chúng ta, đưa cho họ mấy chục triệu cũng được. Bằng không, lần sau có nhờ vả gì họ chưa chắc đã ra tay đâu, đúng không? Diệp Phàm thở dài lắc đầu. Diệp Phàm, trừ số tiền trích cho bọn họ chúng ta còn số tiền 500 triệu, sẽ chia như vậy, cậu cầm 100, 50 triệu còn lại chia đều cho tôi, Lý Cường, Tồn Quân và Nhân Bàng. Thiết Chiêm Hùng đề nghị. Không được không được. Diệp Phàm khoát tay nói. Chúng ta đều là huynh đệ, vào sinh ra tử cùng nhau, chia đều, không nói nhiều. Theo cách nói của Thứ trưởng Thiết thì anh bỏ ra công sức nhiều nhất. Hơn nữa nếu không có anh, phỏng chừng chúng ta không thể đánh lại được toàn bộ Khải Đế Kỳ. Hơn nữa anh là thủ lĩnh của chúng tôi, công lao nhiều phải được đền đáp nhiều. Nếu cứ theo chủ nghĩa bình quân thì không có lợi cho sự phát triển của nhóm chúng ta. Vương Nhân Bàng kiên trì nói, thái độ của Lam Tồn Quân, Thiết Chiêm Hùng cũng rất kiên quyết. Diệp Phàm đành miễn cưỡng chấp nhận phương án phân chia này. Ngày hôm sau, các tờ báo lớn trên thế giới đều đăng tin nô cầu Tông Đức, một trong song hùng của tổ chức Đông Cẩu đã chết ở Khải Đế Kỳ Trang Viên, còn Phác Hướng Chung, cao thủ ẩn giật của Đông Cẩu cũng bị đánh cho tàn phế. Đồng thời, người ngoài giới còn phỏng đoán, nói là lần này tổ chức Đông Cẩu gặp phải đối thủ, bị đánh cho tan nát. Có người còn nói, từng nhìn thấy một trong song hùng còn lại của Đông Cẩu, Lỗ Cẩu Đắc Sâm cũng bị trọng thương, 5 ngón tay đều bị chặt đứt. Còn người phụ trách của tập đoàn Trương Thị ở Hong Kong, sau khi nhận được 5 ngón tay của nô cầu Tông Đức mà Lý Cường lén gửi cho thì lập tức tiến hành kiểm chứng. Sau khi kiểm chứng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương không nói lời nào vui vẻ lén gửi 200 triệu đô la Hong Kong vào tài khoản của Lý Cường. Chủ tịch Trương rất muốn gặp cao nhân tuy nhiên Lý Cường vẫn không lộ mặt. Chủ tịch Trương chỉ có thể buồn bực. Buổi tối, Diệp Phàm tới thăm Bí thư Thành ủy Thủy Châu, Đoàn Hải Thiên. Đã lâu không gặp, nghe nói gần đây cuộc sống không dễ dàng gì lắm. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt thân thiết vừa tiếp đón Diệp Phàm vừa hỏi. Tuy Đoàn Hải Thiên không hơn mình mấy tuổi, nhưng Diệp Phàm cứ luôn có cảm giác Đoàn Hải Thiên như người anh của mình. Đúng, đã xảy ra vài việc nhỏ. Diệp Phàm nói. Còn nhỏ gì nữa, sự việc giữa nhà máy đường Dương Xuân và tập đoàn Vinh Quang ầm ĩ huyên náo như vậy. Diệp Phàm cậu nhất định phải xử lý tốt hai chuyện này. Người làm quan nên vì dân chúng mưu hạnh phúc, nhưng nếu cậu mưu không xong, hai sự kiện này rất có thể trở thành sát thủ chí mạng đối với tiền đồ làm quan của cậu. Ảnh hưởng của Vinh Quang quá rộng, chính tôi ở Thủy Châu cũng nghe nói. Nếu vì hai sự kiện này mà tạo nên thế cục rành rang ở Đông Cống, lòng người không thuận, lãnh đạo tỉnh ủy Tây Lâm có rộng lượng đến đâu, phỏng chừng cũng phải suy xét việc đổi soái. Không làm được kinh tế người ta còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng tuyệt đối không thể để yên chuyện dân chúng làm ầm ĩ lên. Vì sao dân chúng làm ầm lên, khẳng định là một việc xử lý không tốt thì mới thế. Cho nên, việc cấp bách của cậu lúc này chính là xử lý cho tốt hai việc này. Hơn nữa, xử lý tốt cũng có thể khiến các lãnh đạo tỉnh Tây Lâm thấy được năng lực của cậu. Tuy nói hiện tại nhân tố đề bạt có nhiều phương diện, trong đó quan hệ chiếm phần rất lớn. Nhưng, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra việc không hay. Xảy ra việc không hay thì dù có quan hệ với Thiết Chiêm Hùng,
người ta cũng không dám dùng cậu. Lời nói của bí thư Đoàn Hải Thiên vô cùng thấm thía. Biết Đoàn Hải Thiên lúc nào cũng chú ý tới mình, trong lòng Diệp Phàm có chút xúc động, liếc nhìn Đoàn Hải Thiên, nói. Cảm ơn Đoàn ca quan tâm, tôi biết anh rất quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, tôi tự tin có khả năng xử lý tốt việc của nhà máy đường Dương Xuân và tập đoàn Vinh Quang. Nhưng thật ra gần đây khu Hồng Liên nghe nói lại có chút thất thường. Tôi hy vọng Đoàn ca có thể đối mặt với áp lực, làm tốt việc của khu Hồng Liên. Ha ha, chuyện vòng vo thì ở đâu chẳng có. Khu Hồng Liên sau khi có cậu tạo nền tảng bền vững, đi vào thời kỳ phát triển toàn diện. Tôi tin tưởng, chỉ cần khu Hồng Liên phát triển bình thường, không xảy ra việc gì, trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt này, khoảng cách kinh tế giữa Thủy Châu và thành phố Thượng Hải cũng sẽ rút ngắn lại không ít. Cậu xem, cậu đã có thể khiến cho khu Hồng Liên phát triển ra bên ngoài, vì sao không thể khiến Đông Cống phát triển? Tuy nói điều kiện của Đông Cống không thể sánh với ở Hồng Liên nhưng thành phố Đông Cống cũng có đặc điểm của thành phố cơ bản. Ví như, gần biên giới, có thể kiếm tiền của các nước Đông Nam Á. Cậu phải chú ý tới nhu cầu của nước ngoài, đem nhu cầu đó biến thành mục đích hành động của thành phố Đông Cống. Bọn họ cần cái gì, cậu sản xuất cái đó. Cuối cùng, cái được nhiều nhất không phải là kiếm được tiền. Mà hơn thế, các cậu còn gần bọn họ. Xét về mặt vận chuyển hay tiêu thụ đều có ưu thế địa lý. Đoàn Hải Thiên ánh mắt nham hiểm. Tôi cũng chú ý tới điểm này. Chẳng qua hiện nay như lời anh nói đó, đầu tiên phải xử lý tốt chuyện của nhà máy đường Dương Xuân và tập đoàn Vinh Quang đã, chưa bàn tới chuyện gì khác. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Đoàn Hải Thiên, nói tiếp. Gần đây đã lâu Trần Quân không liên lạc, sức khỏe sư phụ của cậu ta tốt chứ? Sư phụ của cậu ta? Sau khi Đoàn Hải Thiên hơi sừng sốt thì nói. Phỏng chừng cũng không khỏe. Bằng không, cậu ta đã quay lại từ lâu. Sư phụ cậu ta ở một nơi thâm sơn hẻo lánh ở núi Ngũ Đài. Cho nên không có tín hiệu, di động chỉ là trang trí. Diệp Phàm hơi cảm nhận được, chợt hỏi. Có phải Trần Quân xảy ra chuyện gì không? Hoặc là gặp phải chuyện gì khó khăn? Tôi với cậu ta như huynh đệ, có chuyện gì khó xử phải nói ra? Không có. Nếu gặp chuyện khó xử tôi không giúp được thì sẽ nói với cậu một tiếng. Quan hệ của hai người tôi còn khách sáo gì nữa? Đoàn Hải Thiên bình tĩnh lắc đầu. Tuy nhiên, trong mắt chợt lóe lên tia u buồn nhưng rồi biến mất ngay, vẫn bị Diệp Phàm phát hiện. Chẳng lẽ bọn họ có việc gì giấu mình, Diệp Lão Đại trong lòng tự hỏi. Diệp Phàm, việc thành phố Thủy Châu giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố các cậu xây dựng trụ sở lớn của chính quyền thành phố đã được quyết định. Tôi cử vệ Sơ Tịnh là người phụ trách, có chuyện gì cậu cứ thương lượng với cô ấy là được. Đương nhiên, cậu cũng không thể há miệng rộng muốn chọn túi tiền của Đoàn ca tôi đúng không nào. Đoàn Hải Thiên vừa nói vừa ha ha cười. Ngày mai tôi trở về Đông Cống, tuy nhiên, nếu Đoàn ca đã dẫn đến tận cửa, tôi cũng không thể quá nương tay được, phải không nào? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Tiểu tử cậu, Đoàn Hải Thiên này chợt trừng mắt. Ngày 15 tháng 9. Mấy người đang ngồi trong tòa nhà của ủy viên thường vụ. Lần lượt là Thiết Chiêm Hùng, Vương Nhân Bàng, Lý Long của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Phạm Cương, Vương Triều, Lam Tổn Quân. Diệp ca, đã điều tra rõ sự việc, người ở cùng Trần Đông Kinh kia dáng vẻ hơi giống người của Tô Gia, người trung niên nọ trong trang viên Khải Đế Kỳ đúng là người của Tô Gia. Người này tên là Tô Chiêu Ninh, chính là em họ xa của Tô Chiêu Viễn, người cầm lái tập đoàn tài chính Tô Gia. Còn Trần Đông Kinh tuy nói không phải họ Tô nhưng đến nay cũng là một trong những đại tướng của Tô Chiêu Viễn. Hơn nữa, Trần Đông Kinh vẫn là chồng của em họ Tô Chiêu Viễn. Em họ của Tô Chiêu Viễn, Kiều Trân là bà xã của Trần Đông Kinh. Cho nên, người của Tô gia mới bỏ ra hơn 50 triệu mời người của Đông Cẩu ra tay tương trợ. Tuy nhiên, người của Tô gia cũng rất giàu hoạt, chính bọn họ cũng không ra mặt, mà là ủy thác cho một người tên là Tống Kim ra mặt xử lý chuyện này. Tống Kim vốn là người kinh doanh theo kiểu tay không bắt giặc. Cả hai phe hắc bạch ở thủ đô đều chơi tuốt. Vương Triều nói, Tống Kim thực ra là người đảm nhiệm vai trò trung gian. Hễ người ta có chuyện khó xử, hoặc là việc bạch đạo cấu kết với hắc đạo, anh ta đều có thể ra tay. Người này bên dưới nuôi một đám tiểu đệ, mở cái công ty Hồng Kiều chuyên làm hoạt động liên hệ. Còn phải nói, sau khi có danh tiếng, khách hàng đến tìm anh ta nhờ việc cũng khá nhiều. Hơn nữa người này làm việc cũng có một loạt mánh khóe. Lại quảng giao,
Hắc Bạch hai phái đều phải nể mặt anh ta một chút. Ở thủ đô có tiếng Mỹ danh Tiểu Mạnh Thường. Phạm Cương thản nhiên cười. Tiểu Mạnh Thường, tôi phải khiến nó biến thành Hắc Vô Thường. Diệp lão đại lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn mọi người, hỏi. Bắt Tống Kim chưa? Thứ trưởng Thiết nói nếu muốn bắt phải hành động nhanh chóng, phải một gậy đánh chúng. Nếu đã bắt Tống Kim, phỏng chừng tập đoàn Tô Thị sẽ lập tức bị điều tra tới. Gần đây sau khi Khải Đế Kỳ Sơn Trang bị sới tung lên, nhưng người của Tô gia cũng không hiểu Trần Đông Kinh trốn ở đâu. May là chúng ta dùng thủ đoạn, bắt Trần Đông Kinh gọi điện nói với Tô gia không để bị lộ ra điều gì. Tuy nhiên, Trần Đông Kinh đã nhận rồi, mà Tô Chiêu Ninh cũng nhận rồi. Còn chúng ta đều đã ghi âm lại đoạn họ nói chuyện với người nhà Tô gia, những cái này chính là bằng chứng rất xác đáng. Tuy nhiên chỉ dựa vào cái này cũng không được, Tống Kim là người trung gian nhất định cũng phải bắt được, hơn nữa phải nhanh chóng thu phục anh ta. Sau khi lấy được chứng cứ, chúng ta sẽ đàm phán với người nhà Tô gia. Lý Long nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1900, Diệp lão đại chuyển hòn núi lớn Tô gia. Vì sao không trực tiếp diệt Tô gia, còn định thương lượng gì nữa? Diệp lão đại có chút bất mãn hừ một câu. Diệp Phàm, có một số việc thật ra không đơn giản như cậu nghĩ. Chỉ bằng những chứng cứ như vậy, tuy nói có thể tạm thời đưa Tô gia vào vũng bùn nhưng mạng lưới quan hệ của Tô gia quá lớn. Không phải Thiết ca tôi tự khinh thường bản thân, chỉ là một thứ trưởng bộ công an như tôi ra mặt, khẳng định cũng không thu phục được Tô gia. Bọn họ có cả tay chân trong bộ chính trị. Họ cũng quen biết khá nhiều người trong số ủy viên trung ương, đây là mạng lưới quan hệ khổng lồ. Nếu thật sự muốn chống chọi, bọn họ chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng chúng ta cũng phải trả cái giá không nhỏ, và hơn nữa sau đó chúng ta sẽ rơi vào thế sống dở chết dở. Thiết Chiêm Hùng nói, được rồi, Thứ trưởng Thiết nói có lý. Dựa vào những chứng cứ đó, nhiều nhất là bắt được vài tên tay chân tép siêu của Tô gia. Kỳ thật không thể chạm tới gốc rễ của Tô gia. Còn tầng cao nhất của Tô gia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì. Sao không dùng những chứng cứ này thương lượng với Tô gia? Ít nhất cũng bắt bọn họ ký hiệp ước với nhà máy đường Dương Xuân, đòi bọn họ mấy tỷ chắc chắn không thành vấn đề. Tô gia tuy nói là tập đoàn làm ăn lớn nhưng lập tức xuất ra mấy tỷ tiền mặt cũng khiến nguyên khí đại thương. Nếu phải chống chọi, nếu không kịp thời liên hệ Tô gia với công ty bảo hiểm Huệ Cảnh, người ta căn bản sẽ quỵt nợ. Đến lúc đó, nhà máy đường Dương Xuân đòi tiền ai? Thật ra đến tận lúc đó, phỏng chừng Tô gia cũng sẽ mất tốt bảo soái. Trần Đông Kinh và Tô Chiêu Ninh đều trở thành kẻ chịu tội thay cho Tô gia. Hai kẻ bị vứt bỏ đáng thương. Cậu ngẫm lại xem, không có tiền nhà máy đường Dương Xuân làm sao mà phát triển được, còn tập đoàn Vinh Quang cũng sẽ bị chủ nợ bức ép. Tới lúc đó, đại cục thành phố Đông Cống chắc chắn sẽ chấn động, việc này đối với một chủ tịch thành phố như cậu là một điều rất xui xẻo. Ông cụ nhà tôi cũng cho rằng tạm thời không phải cứng rắn với Tô gia. Trước tiên cho bọn họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt là được. Chúng ta mang tiền về để vực dậy kinh tế của Đông Cống. Chủ tịch thành phố như cậu có mặt mũi rồi, sẽ thuận lợi cho việc đề bạt về sau. Và quan trọng hơn chính là, xét từ khía cạnh khác, cũng là một đòn đả kích đối với Yến Xuân, cho hắn một cái tát đau điếng. Chúng ta sống cũng vì thể diện mà, đúng không? Lý Long giảng giải, biểu đạt ý tứ của Lý Khiếu Phong. Tuy nhiên, Diệp lão đại sắc mặt âm trầm không mở miệng. Mọi người theo nhìn hắn cũng không ai nói gì. Đương nhiên là chờ hắn quyết định. Vương Triều, điều tra rõ chưa? Lần phục kích chúng ta ở quốc lộ ngày trước có phải do người của Tô gia làm không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Còn chưa điều tra ra. Tuy nhiên, Diệp đại ca hình như cũng không có nhiều kẻ căm thù sâu sắc. Trước mắt, nếu liên hệ những sự việc này lại, tôi phỏng đoán. Sự việc lần đó nhất định là do người nhà Tô gia làm. Khi đó để cứu Tô Lâm Nhi, người của Tô gia không có chuyện gì là không dám làm. Thời buổi này, có tiền là có thể xui khiến cả ma quỷ, đập cũng có thể đập ra được vài cao thủ. Còn sự việc lần đó có phải do người của tổ chức Đông Cẩu làm hay không thì cũng khó nói. Tuy nhiên, hiện nay tôi cũng chưa điều tra được chứng cứ xác thực nào chứng minh là Tô gia thuê người làm. Chẳng qua bằng trực giác, tôi cảm thấy chắc đến 8 phần là do bọn họ làm. Vương Triều nói. Anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Diệp Phàm tôi mà còn bỏ qua thì không còn là Diệp Phàm nữa. Chuyện này không cần bàn tiếp.
tôi lập tức liên hệ người bắt Tống Kim, Vương Triều, dùng thủ pháp đặc biệt của cậu bắt anh ta liên lạc với người của Tô Gia. Lúc này đây, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Gia. Thái độ Diệp Phàm rất cứng rắn, Thiết Chiêm Hùng và Lý Long thoáng nhìn nhau, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu cậu đã quyết định, vậy tìm cho đầy đủ chứng cứ, đánh cho bọn họ thật đau mới được. Tuy nhiên, việc sau này thành phố Đông Cống phải làm như thế nào, thì cậu vẫn nên suy nghĩ dần đi. Không phải suy nghĩ, chính là dù có dùng toàn bộ tiền của tôi đập vào đó thì tôi cũng quyết đấu với Tô Gia đến cùng. Diệp Phàm khoát tay. Tôi ủng hộ Diệp Phàm ca, sơn không chuyển, thủy không chuyển, sẽ tìm ra con đường đi thôi. Tô Gia là một ngọn núi lớn, chúng ta cũng không phải là một cái cây nhỏ. Con thỏ tức giận còn cắn người, chúng ta cũng không phải loại đớn hèn. Vương Triều hừ nói, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Tôi nguyện đem tất cả tài sản ra ủng hộ Diệp Phàm ca đấu với Tô Gia. Tôi cũng tình nguyện. Phạm Cương không chút do dự nói, Lam Tồn Quân và Thiết Chiêm Hùng đều tỏ ra tình nguyện. Không nhất thiết, các anh cứ giữ lại tiền của mình. Tôi cũng không tin Tô Gia thực sự là một ngọn núi không thể di chuyển. Diệp Phàm khoát tay nói. Thời gian 2 ngày, công ty Hồng Kiều của Tống Kim bị Lang Phá Thiên bí mật sai người bắt tận xào huyệt. Thiết Chiêm Hùng đích thân mặc giáp trụ ra trận tiến hành đột thẩm anh ta. Với sự phối hợp lẫn nhau giữa phương pháp đặc thù phân cân thác cốt thủ và Lý Long Na đối cao quan, Tống Kim cuối cùng cũng bị khai. Theo lời khai của anh ta thì còn qua tay 2 người trung gian, rốt cuộc tra ra Tô Gia. Ngày 20 tháng 9 năm 2003, sau khi sắp xếp chuẩn bị xong đâu vào đấy. Đầu tiên lấy danh nghĩa Cục Công an thành phố Đông Cống. Vương Triều yêu cầu với Sở Công an tỉnh Tây Lâm bắt giữ những người của Tô Gia có liên can đến vụ án. Sau khi Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an tỉnh Tây Lâm nhận được yêu cầu của Cục Công an thành phố Đông Cống, với những chứng cứ xác đáng thì cũng không dám chậm trễ, lập tức báo cáo lên Giám đốc Sở Công an tỉnh Tây Lâm, Khương Chân Dương. Khương Chân Dương phỏng chừng đã nghe nói qua uy danh của tứ cửu thành Nam Môn Tô Gia. Lúc đó cũng hơi sửng sốt. Sau đó lập tức nghiên cứu những tài liệu và chứng cứ mà Vương Triều cung cấp, cũng cho rằng việc này mình căn bản không giải quyết được, liền báo cáo lên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an, đồng chí Trần Chí Hạo. Tạm thời để tôi lại đây, để nghiên cứu rồi sẽ tính tiếp. Sau khi Trần Chí Hạo xem qua tài liệu cau mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lôi Trạch nghe xong cho rằng phỏng chừng lão già này cũng không làm chủ được. Căn bản là không dám động vào cái đỉnh ở Tây Cửu Thành Nam Môn kia. Sau khi để tài liệu lại cũng không nói gì rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, tin tức tới tai Tô Gia ở thủ đô. Người cầm lái của Tô Thị biệt danh, Tô Lão Hổ Tô Chiêu Viễn lập tức triệu tập những người trong gia tộc có ảnh hưởng lớn đến ngồi cả trong đại sảnh. Mọi người nghe Tô Chiêu Viễn nói xong, cả đại sảnh im ắng không ai nói gì. Đồ danh con ngươi, con xem con làm được chuyện tốt gì kia. Tô Chiêu Viễn chỉ vào đứa con Tô Trang Thành mắng mỏ. Thì đã sao, Diệp Phàm bắt nạt Tô Gia chúng ta quá đáng, đến Lâm Nhi cũng bị bắt, sân gôn Tô Thị ở Đông Hải cũng bị hắn đích thân mang người đi san phẳng rồi. Hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hải thu hồi mảnh đất sân gôn Tô Thị đó, chỉ nguyên về lĩnh vực giải trí mỗi năm chúng ta cũng tổn thất 7-80 triệu. Một loạt những chuyện như thế, khẳng định là âm mưu của Diệp Phàm. Huống chi? Tô Gia chúng ta cũng không phải loại đớn hèn, sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Tô Trang Thành vẻ mặt bình tĩnh phản bác lại lời chỉ trích của ba. Đúng vậy, hợp đồng thuê đất chúng ta ký với Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hải lúc trước được giấu ở trong giường bảo hiểm của tiểu thư Lâm Nhi, nơi bí mật như vậy mà không ngờ đối phương có thể tìm được. Rõ ràng là bọn họ đã có kế hoạch từ trước, rồi sau đó phát hỏa đốt nốt bản hợp đồng mà Ủy ban Nhân dân thành phố giữ. Một loạt những sự việc này đều là mưu tính nhằm vào Tô Gia chúng ta. Bọn họ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào nương tay. Đại công tử không bỏ qua cũng là vì giữ gìn lợi ích cho Tô Gia. Thương trường như chiến trường, chúng ta phải kịp thời áp chế sự kiêu ngạo của Diệp Phàm. Nếu không, sau này chỉ cần một cá nhân cũng có thể ức hiếp Tô Gia chúng ta, thì chúng ta sao có thể tiếp tục sống yên ổn ở Nam Môn này nữa. Em họ Tô Trang Thành là Tô Phong cũng phẫn nộ nói. Lần trước Tô Chí Cương của nhà ta cũng bị Yến Trường Thủy bắt đúng điểm yếu, thiếu chút nữa thì bị mất hết quân hàm quân chức. Chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới giữ lại được anh ấy. Theo con đó ẩn thì khi đó sư trưởng sư thứ 7,
Yến Trường Thủy, căn bản là diễn trò cùng với cục trưởng cục công an thành phố Đông Hải, An Kỳ, nếu không, sao có thể khéo léo như vậy? Yến Trường Thủy vừa tới quân đội của Chí Cương, sau lưng An Kỳ đã hiệp trợ bắt người. Tô Trang Thành thản nhiên hừ nói. Khiến cho chúng ta phải nợ Mai Trường Phong của Mai ra một món nợ ân tình, đến bây giờ còn chưa trả, cũng không biết sau này Mai Trường Phong sẽ yêu cầu chúng ta làm gì. Lúc đó tôi cũng đã thiệt vài phần cổ phần trong việc phối hợp khai thác phát triển thị trường bất động sản. Chính là để có thể khiến Mai Trường Phong ra tay bãi binh chuyện của Chí Cương. Việc này tôi hiểu được. Tô Triều Viễn khoát tay, vẻ mặt u ám nói. Nếu gia chủ đều đã hiểu, tôi thấy, việc này nếu đã là do vương triều của Cục Công an thành phố Đông Cống gây chuyện. Liệu có phải là nên ra mặt nói một tiếng với lãnh đạo chủ quản tỉnh Tây Lâm không, trước tiên áp chế việc này rồi tính tiếp. Chờ một thời gian sự việc tạm lắng xuống chúng ta lại tính toán tiếp. Đã có người nhất định muốn đấu với chúng ta một phen, lẽ nào chúng ta lại tỏ ra yếu thế phải không nào? Nghe nói Diệp Phàm chỉ là chủ tịch một thành phố cấp 3. Đồng thời, còn là bị chuyển từ tỉnh Nam Phúc tới cái xó Đông Cống này. Người này nếu có hậu trường vững chắc, không thể bị đuổi từ chỗ tốt như Hải Đông tới Đông Cống. Tô Khánh Trung vẻ mặt ngưng trọng nói. Tô Khánh Trung là em trai ruột của Tô Chiêu Viễn. Khánh Trung, anh thấy chút thực sự có chút hồ đồ. Diệp Phàm lại đơn giản như vậy sao? Chú xem, chuyện Trang Thành làm, người ta tra được rành mạch, nghe nói chứng cứ vô cùng xác thực. Không có chút năng lực thì sao có thể làm được chuyện như vậy? Trang Thành làm gì anh cũng luôn rất yên tâm, lần này không ngờ lại lật thuyền trong mương. Điều này giải thích cái gì, người thanh niên Diệp Phàm này, không đơn giản. Đồng thời, một tiểu cục trưởng cấp cục trưởng như Vương Triều sao dám đối đầu với Tô Thị ở Nam Môn như chúng ta, sau lưng chắc chắn có ai đỡ, chú có nghĩ tới chưa? Tô Triều Viễn vẻ mặt nghiêm túc phê bình em trai Tô Khánh Trung. Anh muốn nói người đứng phía sau chính là Diệp Phàm. Tô Khánh Trung hỏi, nếu chỉ là một Diệp Phàm thì còn dễ giải quyết, chẳng phải là cán bộ cấp giám đốc sở sao? Anh có chút lo lắng, hắn có phải chỉ là một quân cờ nhỏ? Trước mặt anh dũng đấu tranh, còn người ẩn núp phía sau kia mới là kẻ thù đích thực của Tô gia chúng ta. Tô Triều Viễn không ngờ nghĩ đến phương diện khác, đúng là biết nhìn xa trông rộng. Người đứng phía sau, Tô Khánh Trung líu díu một câu, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Sự nghiệp của Tô gia chúng ta lớn như vậy, kẻ thù từ mấy trăm năm nay cũng nhiều. Cả về mặt thế gia, kẻ thù của chúng ta cũng rất nhiều. Huống chi, trong xã hội hiện nay, với xu thế thương mại cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thương trường như chiến trường, những việc làm mờ ám là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta tự tin tự mình có thế lực, nhưng những gia tộc lớn như chúng ta ở ngoài kia cũng không phải là ít. Nội trong tứ cửu thành này thật ra không chỉ có Nam Môn Tô gia mà còn có Tây Môn Từ gia, Đông Môn Hứa gia, Lệ gia dưới chân thành cổ, còn có những gia tộc xung quanh Hương Sơn. Chương 1901, Tô Lâm Nhi tìm tới cửa. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chào hỏi mấy lãnh đạo có liên quan của tỉnh Tây Lâm, người ta báo việc này lên trên thì sẽ phiền toái. Đến lúc đó, việc này liên lụy đến Trang Thành thì sẽ rắc rối. Tô Khánh Trung ra vẻ rất quan tâm đến thằng cháu. Trên thực tế trong lòng Tô Chiêu Viễn rất rõ, nếu có thể nhốt con trai mình vào 18 tầng địa ngục, tin là em trai mình sẽ tuyệt đối không nương tay. Tô Khánh Trung nói như thế. Chẳng phải là cố tình nhắc với mọi người sự phiền hà này là do Trang Thành gây ra hay sao? Bây giờ gây phiền toái cho cả Tô gia. Đại nghiệp của Tô gia tuy lớn, nhưng bên trong tranh đấu cũng rất khốc liệt. Mấy trăm năm nay, đại phòng của các thế hệ Tô gia tuy nói khống chế một cách chặt chẽ sản nghiệp to lớn này của Tô gia, nhưng cũng có mấy lần tranh đấu với mùi máu tươi. Tô Triều Viễn thậm chí có chút hoài nghi, chuyện lần này có phải do chính em trai ruột Tô Khánh Trung của ông ta âm thầm phá không? Bằng không, chỉ với chủ tịch một thành phố cấp 3 như Diệp Phàm, có cái gì chống đỡ để dám cả gan đấu với Nam Môn Tô gia lớn mạnh. Hơn nữa, con cái Tô gia khá đông, chỉ một thế hệ của Tô Chiêu Viễn đã có 5 anh em. Thế hệ của đứa con trai thì còn đông hơn, không dưới 15 người. Trong số những người này, có 5-6 người có năng lực. Đám hậu bối này đều là một thế hệ có năng lực, tất cả đều dò xét hy vọng chiếm được vị trí cầm lái của Tô gia. Con người chết vì tiền tài, chim muông chết vì miếng ăn, người cầm lái phải khống chế được gần 60% số tài sản kếch xù của Tô gia. Còn 40% còn lại thì phải chia đều cho mấy chục người,
số tài sản đương nhiên thu hẹp không ít. Trên thế gian này, ai mà không muốn đứng đầu, ai ngại nhiều tiền. Quang cảnh oai phong của Tô gia đương nhiên Tô Chiêu Viễn là biết rõ nhất. Còn người ngoài biết được, thì xem chừng cũng chỉ có một Tô Trang Thành. Trạng vạng ngày hôm sau trên tỉnh còn chưa có động tĩnh gì. Vương Triều đến báo cáo nói là việc này trên tỉnh vẫn đang nghiên cứu. Nghiên cứu, hừ, phỏng chừng ở tỉnh các ông muốn che giấu chuyện này. Diệp Phàm hừ nói, Tô gia ở thủ đô, vài lãnh đạo lớn ở tỉnh hẳn là cũng nghe nói qua. Cho nên, việc này, liên lụy đến Tô gia, chính là bí thư đảng ủy công an tỉnh, Trần Chí Hạo cũng muốn suy tính một chút phân lượng của mình. Tôi nghĩ chắc đã có người báo cho Tô gia việc này. Lam Tồn Quân ngẫm nghĩ một lát. Chắc là thế, ở tỉnh đang kéo dài thời gian, còn Tô gia đang nghiên cứu đối sách, phỏng chừng việc này sẽ chẳng nên cơ sự gì rồi. Diệp Phàm hừ nói, nghĩ một chút rồi nói. Cho tỉnh thêm thời gian một ngày, nếu vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta trực tiếp liên hệ với Bộ Công an. Cái danh hiệu Phó Phòng Đốc Tra có vẻ còn có chút tác dụng. Ừ, Tô gia này thật đáng căm giận. Lam Tồn Quân gật gật đầu. Tồn Quân, một khi đối đầu với Tô gia, anh và Tô Lâm Nhi chắc sẽ gặp chút phiền phức. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Lam Tồn Quân nói. Mặc kệ, Tô Lâm Nhi có thể nghĩ thông được thì tốt, không nghĩ được thì chúng tôi giải tán. Lam Tồn Quân lạnh giọng hừ nói. Tuy nhiên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn phát hiện, ở khóe miệng anh ta vô ý co giật vài cái, trong lòng có vẻ không nỡ. Tình cảm là thứ lý trí con người vốn không điều khiển được. Vì sao có người tự vì tình, điều này giải thích việc dứt tình thật khó có thể chịu nổi. Thật là anh nỡ lòng sao? Diệp Phàm liếc nhìn Lam Tồn Quân, cố ý hỏi. Ha ha, đàn bà như quần áo, cũng có thể đổi. Anh em như chân tay, đứt tay sẽ đau. Trên mặt Lam Tồn Quân hiện lên một tia quyết đoán, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Hơn nữa, việc này, tôi coi Lâm Nhi là Lâm Nhi, Tô gia là Tô gia. Tin tưởng cô ấy sẽ có thể phân biệt được. Chuyện lần này rất khác, chúng ta trực tiếp đối đầu là Tô Trang Thành. Anh ta là anh ruột của Tô Lâm Nhi. Huyết mạch liên kết, tôi thấy việc này tốt nhất anh không cần tham gia. Anh cứ giả ngu, giả vờ chẳng biết gì. Do tôi và Vương Triều đấu với bọn họ đến cùng. Hơn nữa, để liên lụy tới Lam gia thì cũng không tốt. Hiện nay cũng là thời kỳ rất tốt của ba anh. Nói thật, tôi không muốn vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng tới gia tộc anh. Anh em là anh em, gia đình lại là chuyện khác. Diệp Phàm khuyên nhủ. Đùa à, Diệp ca, Tồn Quân tôi vốn không phải người khôn vặt kiểu đó. Đã quen biết Diệp đại ca, Lam Tồn Quân tôi tuyệt đối là anh em của anh. Chuyện bất nhân với anh em, Lam Tồn Quân tôi tuyệt đối sẽ không làm. Chuyện bất nghĩa với anh em, tôi nhổ vào. Lam Tồn Quân thái độ kiên quyết. Anh em tốt, chúng ta làm một ly. Diệp Phàm đứng lên, cười lớn bảo Vương Triều mang một chai rượu vào, ba anh em cứ thế cạn hết cả một chai. Đương nhiên chỉ là loại chai nhị lưỡng. Lam Tồn Quân trở về chỗ của Diệp Phàm, vừa mới dừng xe ở cửa tiểu khu Vũ Nguyệt. Tiểu khu Vũ Nguyệt là tiểu khu mới xây dựng của tập đoàn Vinh Quang, đẳng cấp khá cao, đạt chuẩn về tiểu khu của một thành phố phát triển bậc trung. Tuy nhiên, vì kinh tế Đông Cống không thể khởi sắc, dân Đông Cống căn bản không mua nổi loại nhà khá đắt tiền với họ như thế. Cho nên, chỉ mỗi cái tiểu khu này đã khiến Cam Vũ Thần rơi vào vũng bùn. Lập tức rơi vào hoàn cảnh nợ nần mấy trăm triệu. Mà Cam Vũ Thuần lại không có tiền trả nợ cho nhà máy đường Dương Xuân. Còn những chủ nợ khác cũng đòi giáo giết. Gần đây theo đề nghị của Diệp Phàm, toàn bộ tiểu khu Vũ Nguyệt bán lại cho nhà máy đường Dương Xuân. Đương nhiên giá rất rẻ. Tiểu khu Vũ Nguyệt có tổng số vốn đầu tư 500 triệu cuối cùng còn bán với giá thấp hơn giá vốn, bán cho nhà máy đường Dương Xuân với giá 400 triệu. Như vậy, tập đoàn Vinh Quang chỉ riêng trong vụ làm ăn này đã lỗ mất 100 triệu, hơn nữa còn là vốn. Tính cả số tiền lãi dự tính. Phỏng chừng thua lỗ không dưới 300 triệu. Về điểm mấu chốt này, có thể bán tiểu khu Vũ Nguyệt để có được 400 triệu tiền mặt, Cam Vũ Thần cảm kích Diệp Phàm thiếu chút nữa rơi lệ. Nếu Cam Vũ Thuần biết được đây là kế của Diệp Phàm và Lam Tồn Quân, không biết có hộc máu mồm không? Bởi vì, sau khi Diệp Phàm có được chứng cứ xác thực, biết được có thể lấy được từ Tô gia số tiền này. Cho nên, mới dám mạnh tay lấy 200 triệu dùng để phát triển nhà máy đập vào tập đoàn Vinh Quang. Mà nhà máy đường Dương Xuân hiện nay chỉ có 200 triệu tiền mặt. Diệp Phàm lấy tiểu khu Vũ Nguyệt thế chấp,
vay ngân hàng 200 triệu để trả hết nợ cho Cam Vũ Thuần. Khi đó Cam Vũ Thuần có nói là nếu không có tiền mặt, 200 triệu còn lại có thể trừ vào khoản vay nhà máy đường Dương Xuân lúc đầu cũng được. Tuy nhiên, Lam Tồn Quân đương nhiên không đồng ý, bởi vì 100 triệu đó sẽ sinh ra thêm tiền, sao có thể đổi cho Cam Vũ Thuần. Còn Cam Vũ Thuần cũng rất khó hiểu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Diệp Phàm không ngờ đồng ý vay 200 triệu từ ngân hàng mà không cần ngân phiếu khống 430 triệu để trao đổi. Lại khiến Cam Vũ Thuần trong lòng cảm kích Diệp Phàm hơn nữa. Cho rằng chủ tịch thành phố này chính là người tri kỷ của mình. Là thật tâm muốn giúp tập đoàn Vinh Quang giải quyết khó khăn. Bởi vì hiện nay là thời điểm tập đoàn Vinh Quang thiếu tiền nhất. Có tiền mặt là rất may. Tổng giám đốc Cam và Diệp Phàm càng trở nên gần gũi. Trong mắt chủ tịch hội đồng quản trị Cam, hình tượng Diệp lão đại ngày càng vĩ đại, quả thật có thể sánh với Bao Thanh Thiên. Tâm địa thật của Diệp lão đại, cũng không cần nói thêm nữa. Quân ca. Lam Tồn Quân cúi đầu đang chuẩn bị đi lên tầng, đột nhiên nghe được một giọng nữ quen thuộc. Anh ta lập tức chấn động, quay đầu nhìn. Ngây dại. Bởi vì, tiếng quân ca này đã bao năm không nghe thấy. Bao nhiêu lần trong mơ, Lam Tồn Quân mơ thấy giọng nói này vang lên bên tai. Nhưng mỗi năm cứ trôi qua, sau khi Tồn Quân tỉnh lại, biết rằng đó chỉ là mơ. Đêm trăng, dưới ánh trăng mờ ảo, dưới bóng cây ngô đồng có một cô gái bộ dạng tiều tụy đang đứng đó. Cô gái này có khuôn mặt trái xoan với lông mày lá liễu, đẹp tựa như tiên tử Hàn cung giáng trần. Chẳng phải Tô Lâm Nhi thì còn ai vào đây? Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lam Tồn Quân dấy lên một tình cảm không thể nói thành lời. Chua ngọt đắng cay mặn ngũ vị đều có cả. Anh ta dụi mắt thật mạnh, bởi vì sợ đây chỉ là giấc mơ. Quái, có phải gần đây mơ tưởng nhiều quá nên sinh ra ảo giác, giống như cô bé bán diêm mơ thấy bà nội? Lam Tồn Quân nghĩ thầm trong lòng. Ngơ ngác nhìn bóng hình xinh đẹp dưới tán cây ngô đồng kia. Đột nhiên anh ta lùi lại một bước, không dám tiến lên nhìn xem, bởi vì sợ đây là một giấc mộng. Quân ca, em biết mấy năm nay em khiến anh rất đau khổ. Anh thấy em, sợ tới mức muốn bỏ chạy. Chẳng lẽ Tô Lâm Nhi em không đáng để anh yêu đến thế, anh quên em thật rồi. Em thì không thể quên anh được, mỗi ngày mỗi đêm em đều ngắm ảnh hai đứa mình, mỗi lá thư anh viết cho em đều cất giữ. Tuy nhiên, thật đáng ghét, lần trước có một tên trộm lấy mất. Vì thế Lâm Nhi khóc mãi. Giọng nói của Tô Lâm Nhi nhẹ nhàng vang lên phía cây ngô đồng. Mẹ nói, ai nhớ tôi đây, không phải là em đây chứ. Vương Nhân Bàng ở thủ đô đột nhiên hắt xì, sau đó quay người đi ngủ. Lâm Nhi, thật sự là em à. Giọng Lam Tồn Quân hơi run rẩy, lại dụi mắt, mới tiến đến phía trước nhìn. Nhìn gì? Trông anh cứ như tên ngốc, trên mặt em đâu có mọc hoa. Lâm Nhi mắng yêu một câu. Lâm Nhi, thật sự là em, đúng là Lâm Nhi của anh. Lam Tồn Quân rút cục không kìm nổi, ôm Tô Lâm Nhi vào lòng. Thân mình lùi vào dưới cây, động tác còn nhanh hơn Miêu Ly. Tô Lâm Nhi cũng không chút sợ hãi, bởi vì cô biết Lam Tồn Quân có bản lĩnh đó, không khỏi phá lên cười khanh khách. Tiếng cười như châu lạc ngọc bàn, bay thẳng lên trời đêm. Chốc cái, Lam Tồn Quân bị tiếng cười làm cho bừng tỉnh. Nhìn Tô Lâm Nhi trong lòng, lập tức lại lùi vào dưới cây. Đặt Tô Lâm Nhi vào chiếc ghế bên cạnh. Anh sao thế, cả kinh nhất động định hù chết người ta à? Tô Lâm Nhi có chút oán trách định giơ tay sờ vào trán Lam lão đại. Lam Tồn Quân như phản xạ có điều kiện, lùi lại phía sau rất nhanh. Giống như giờ phút này Tô Lâm Nhi đột nhiên biến thành đáng sợ như mãnh thú hồng hoang. Anh lại sao thế? Thật sự chán ghét em đến thế à? Đôi mắt Tô Lâm Nhi đỏ lên, nước mắt từ từ rơi từ khóe mắt. Chương 1902, thủ hạ kim bài nhúng bùn. Lâm Nhi, vô sự bất đăng bảo điện, nhiều năm trôi qua như vậy, anh viết mấy chục phong thư cũng như muối bỏ biển. Em chưa từng hồi âm một lá thư nào, giải thích trong lòng em không còn vương vấn, sao đột nhiên lại đến, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Lam Tồn Quân có chút kích động hỏi. Em biết chuyện trước đây là do có người cố ý hại chúng ta, cho nên, em tha thứ cho anh. Bằng không, em sẽ không đến. Tô Lâm Nhi trở lại bình thường. Không đúng, sự việc đó chỉ có anh biết. Trước đây em không nghe anh giải thích, sao tự dưng lại nghĩ thông. Đây có phải là có nguyên nhân khác? Lam Tồn Quân thân mình run lên, nghĩ tới lời Diệp lão đại, có lẽ Tô Lâm Nhi đến là vì anh cô ấy.
Em tha thứ cho anh còn muốn hỏi đến cùng làm gì, rút cuộc anh sao thế? Chẳng lẽ anh có bạn gái rồi? Thân mình Tô Lâm Nhi run lên, rốt cục không nhịn được, nước mắt chảy dài xuống đất. Hừ, em còn diễn trò, có phải đến vì chuyện của Tô Trang Thành? Lam Tồn Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Không, không phải. Ánh mắt Tô Lâm Nhi có chút né tránh. Nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Lam Tồn Quân bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Lâm Nhi. Được rồi, cứ cho là thế đi. Nhưng thật sự là em tha thứ cho anh, bằng không, cho dù là anh trai em cũng không để ý. Tô Lâm Nhi bướng bỉnh nói. Em tìm anh cũng vô ích, việc này anh có chút không rõ ràng. Mãi tới sáng nay anh mới biết chuyện, là khi ăn cơm, cục trưởng Vương của cục công an thành phố nói cho anh. Lam Tồn Quân cố ý giả ngu. Em biết anh không rõ lắm. Tuy nhiên anh và Diệp Phàm có quan hệ tốt, việc này, anh có thể làm trung gian cho bọn em. Chúng em biết, nhà máy đường Xuân Dương bị tổn thất. Cho nên lần này, Tô gia có thành ý, tình nguyện bỏ ra một ít tiền bồi thường. Tô Lâm Nhi vội nói. Bao nhiêu? Lam Tồn Quân lạnh lùng hỏi. Công ty bảo hiểm Huệ Cảnh vay nhà máy đường 430 triệu, nếu chia theo lãi 8 phần, thời gian thật ra cũng chưa dài, bọn em có thể đưa nhiều hơn một chút. Tổng cộng đưa 600 triệu thì sao? Anh phải biết rằng, cũng chưa qua một tháng, bọn em tổn thất hơn 100 triệu, Tô gia rất có thành ý giải quyết chuyện này. Đương nhiên, ba em cũng biết, anh là quản đốc nhà máy đường Dương Xuân, khoản tiền này coi như chúng em quyên tặng nhà máy đường. Vì thế, em còn nói tốt bao nhiêu ba em mới đồng ý. Có khoản tiền này, sự nghiệp của anh sẽ tiến thêm một bậc. Tô Lâm Nhi nghiêm trang nói. Thật là một khoản tiền lớn. Lúc trước công ty bảo hiểm Huệ Cảnh của các em lừa tập đoàn Vinh Quang người ta 1 tỷ 400 triệu. Các em chỉ tính đến nợ của nhà máy đường, vậy không quan tâm đến tập đoàn Vinh Quang sao? Lam Tồn Quân nổi giận, Tô Lâm Nhi nói rất dõng dạc, kỳ thật, đều chỉ tính đến nhà máy đường. Quân ca, tập đoàn Vinh Quang thì anh quan tâm làm gì? Anh cứ phụ trách tốt nhà máy đường Dương Xuân là được. Đã lùi 10.000 bước để nói, anh không giúp em. Sao em có thể giúp một công ty chẳng liên quan gì? Tô Lâm Nhi em trong mắt anh còn không bằng một cam vũ thuần của tập đoàn Vinh Quang sao? Tô Lâm Nhi có chút tức giận, kêu lên. Nói tuẹt ra thì nói tuẹt ra. Em đừng nói sang chuyện của chủ tịch hội đồng quản trị cam làm gì, đây là hai chuyện khác nhau. Bởi vì, tập đoàn Vinh Quang nợ bọn anh tiền đã 5 năm nay, làm sao bọn anh đòi được tiền tập đoàn Vinh Quang? Nhà máy đường không phát triển lên được. Còn không phải do Tô gia các em gây nên sao? Nếu Tô gia mặc kệ, bọn anh đương nhiên cũng không khách khí. Lam Tồn Quân mất thăng bằng hừ nói. Anh xem anh kìa, căn bản không xem em là người một nhà. Trong lòng anh vốn dĩ không có em chỉ nhờ anh làm người trung gian, cũng không bảo anh giúp em, anh không ngờ lại chỉ trích em. Tô Lâm Nhi tự dưng nghẹn ngào, đương nhiên là dùng khổ nhục kế. Thôi vậy, anh giúp em liên hệ một chút. Tuy nhiên thành hay không anh không biết. Hơn nữa việc này anh cũng không nhúng tay vào bất luận cái gì. Em cũng đừng hy vọng anh ra mặt van xin hộ. Nếu các em đã gây ra, nên trả giá. Các em nghĩ lại đi, các em đối với chủ tịch Diệp ra sao? Thật quá đáng. Lam Tồn Quân bị khiến cho đau đầu, đành phải nhận lời. Được rồi, anh lập tức gọi điện cho chủ tịch thành phố. Chú em, Tô Khánh Trung đang ở thành phố Đông Cống. Tô Lâm Nhi nói. Đã có chuẩn bị từ trước cơ đấy. Lam Tồn Quân nói thầm một câu rồi cầm điện thoại gọi Diệp Phàm. Một hồi sau đó nói chủ tịch Diệp đồng ý gặp mặt, địa điểm là tòa nhà Thông Thiên ở Đông Cống. Sau khi buông điện thoại, Lam Tồn Quân lập tức đưa Tô Lâm Nhi tới tòa nhà Thông Thiên. Diệp Phàm đã tới sớm một bước, một người trang phục công an đứng phía sau. Đồng chí Vương Triều thật giống một vệ sĩ oai hùng. Tô Khánh Trung cao hơn Tô Lâm Nhi một cái đầu. Dẫn theo vài người cùng Tô Lâm Nhi cũng đã tới tầng cao nhất của tòa nhà Thông Thiên. Vẫn là cái bàn trước kia Cam Vũ Thuần từng dùng, Diệp Phàm ngồi đó. Thấy Tô Khánh Trung bước vào, Diệp Phàm chỉ gật đầu, cũng không đứng dậy. Tô Khánh Trung đưa tay ra có chút xấu hổ lại rụt lại. Chủ tịch Diệp, ông ấy là Tô Khánh Trung ba tôi, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tài chính Tô gia. Ở thủ đô, có nhiều vụ trưởng cấp giám đốc sở khóc lóc muốn bắt tay với ba tôi. Tuy nhiên, ba tôi khó mà cho bọn họ có cơ hội này. Mấy vị cán bộ cấp thứ trưởng còn may ra.
không thể tưởng tượng được một chủ tịch thành phố quèn của Đông Cống mà cao giá như vậy. Chủ tịch Diệp, dù anh tạm thời nắm đằng chui nhưng lễ tiết đơn giản nhất cũng phải làm được. Lòng dạ của chủ tịch thành phố mà cứ hẹp hòi như vậy, tôi tin anh sẽ chẳng ngồi được lâu. Đứa con trai Tô Phong của Tô Khánh Trung vừa nhìn đã thấy trong lòng không thoải mái, mất thăng bằng hừ nói. Đối với đối thủ muốn cho Diệp Phàm tôi vào chỗ chết, Diệp Phàm còn khách sáo thế thì không còn là Diệp Phàm. Hôm nay có thể đồng ý gặp các người, là tôi đã nể mặt các người rồi. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, mặt không chút biến sắc. Anh không phải tinh tướng. Tô Phong giận dữ, từ nhỏ chưa từng phải chịu đựng sự ngạo mạn này, chỉ vào Diệp Phàm nổi giận. Tuy nhiên Tô Khánh Trung khoát tay nói. Được rồi, Tô Phong. Nói xong, Tô Khánh Trung ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Phàm, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng thản nhiên nhìn Tô Khánh Trung. Hai bên bắt đầu đọ khí thế. Ước chừng 5 phút qua đi, đại sảnh rất im lặng, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở. Chủ tịch Diệp, tôi biết trong tay các anh có chứng cứ. Bất luận các anh dùng thủ đoạn gì lấy được những chứng cứ này, nhưng cũng không thể không nể mặt người ta như vậy. Lùi một bước trời cao biển rộng, lần này, tôi thay mặt Tô gia đến nói chuyện. Tô gia chúng tôi có thành ý giải quyết chuyện này. Hơn nữa thái độ rất thành khẩn. Nói về việc nhượng bộ, chúng tôi chuẩn bị lùi một bước dài. Tô Khánh Trung sắc mặt không chút thay đổi nói. Một bước dài chừng nào, tôi đang kính cẩn lắng nghe đây. Diệp Phàm nói lời này như là tiếng hừ từ trong mũi phát ra. Lâm Nhi, cháu nói đi. Tô Khánh Trung ra hiệu cho Tô Lâm Nhi. Lấy hình thức quyên tặng nhà máy đường Dương Xuân, Tô gia chúng tôi tình nguyện bỏ ra số tiền 600 triệu để giải quyết vấn đề. Tô Lâm Nhi nói. 600 triệu, thật là một số tiền lớn, nó đè không chết Diệp Phàm tôi. Vừa hay quản đốc Lam cũng có mặt, trước tiên anh làm cho tôi một phép tính, 430 triệu 5 năm trước chúng ta cho tập đoàn Vinh Quang vay, lãi lúc đó là 4 phân. Mà thời gian trước còn chuyển qua cho công ty bảo hiểm Huệ Cảnh vay. Anh tính xem, công ty bảo hiểm Huệ Cảnh phải trả bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi Lam Tồn Quân. Tôi đã tính từ lâu, số tiền 43 triệu 5 năm trước cho tập đoàn Vinh Quang vay, cộng thêm cả tiền vốn, năm thứ hai đã thành 600 triệu. Năm thứ ba thành 840 triệu, lãi để lãi như vậy, trừ đi vài con số lẻ, thì cũng lên tới 2 tỷ. Trước tiên tập đoàn Vinh Quang phải trả chúng ta 2 tỷ. Mà tập đoàn Vinh Quang lại chuyển số tiền này cho công ty bảo hiểm Huệ Cảnh vay, lãi 8 phân. Như vậy tính toán lại, dù thời gian không dìa, nhưng ít nhất cũng có 300 triệu tiền lãi, cộng thêm cả tiền vốn, sẽ là 2 tỷ 300 triệu. Hơn nữa, trong đó, công ty bảo hiểm Huệ Cảnh cuối cùng còn bỏ trốn, đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo. Bởi vì nhà máy đường tạm thời chưa thu hồi được tiền, nhà máy không có biện pháp phát triển, còn bỏ lỡ nhân lực, thời gian, còn có một loạt các khoản chi phí khác tương đương số tiền không dưới 500 triệu. Cho nên, công ty bảo hiểm Huệ Cảnh ít nhất phải trả cho chúng ta 2 tỷ 800 triệu mới có thể lấp đầy lỗ thủng. Là tập đoàn mẹ của công ty bảo hiểm Huệ Cảnh, tập đoàn Tô Thị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lam Tồn Quân ra vẻ một người công bằng chính trực, khách quan tính toán. Người của Tô gia vừa nghe, tự nhiên nét mặt xám ngắt lại. Sao các anh không đi mà cướp? Tô Phong không kìm nổi, hừ nói. Cướp, chúng tôi không phải bọn cướp, sao phải đi cướp? Cũng không như các cậu, đi lừa gạt người ta thành quen đi. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, thiếu chút nữa khiến Tô Phong nghẹn chết. Tên này trừng mắt cá vàng, chỉ vào Diệp Phàm quát. Anh tính cái khỉ, dám tính với bọn tôi, tin hay không tôi khiến anh bỏ cũng không bỏ nổi về Đông Cống. Theo tiếng hô của Tô Phong, trong số người mà Tô gia mang theo có hai tên dáng điệu hung ác lạnh lùng tiến lên, hướng về phía Diệp Phàm. Đương nhiên là chiêu đánh đập uy hiếp của Tô gia. Đây là hành động mà những siêu cường quốc trên thế giới thường làm. Một khi gặp chuyện không hay, người ta liền bày ra trò phá hàng mâu hoặc tàu ngầm hạt nhân, chẳng qua là khoe vũ lực hù dân chúng thôi. Mấy tiếng giòn vang vang lên. Người của Tô gia còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì thoảng qua. Đợi đến lúc bọn họ định đến xem, sao mấy người vệ sĩ nhà mình mời đến, có Trương Võ và Lý Thăng thuộc tứ đẳng, vậy mà đã sớm bị người mặc trang phục cảnh sát đứng sau Diệp Phàm, tên Vương Triều dẫm nát trên đất. Bản mặt suýt nữa bị Vương Triều dẫm bẹp. Người của Tô gia nhất thời có chút kinh hãi. Phải biết rằng Trương Võ và Lý Lăng nghe nói đều là cao thủ tứ đẳng.
Nghe đồn những thân thủ tứ đẳng trong quốc thuật đã được gọi là cao nhân rồi. Bởi vì, đệ tử của Đại sư Thái Cực nổi tiếng, Trần Vô Ba cũng ít nhất đạt được tứ đẳng. Khi đó để đưa được bọn họ từ phái Hoa Sơn và La Phù đến Tô Gia phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Lần lượt xây dựng cho phái Hoa Sơn và phái La Phù một tòa nhà rộng mấy chục mẫu. Mỗi tòa tốn đến gần 100 triệu. Mà hai người đến Tô Gia cũng không chịu thua kém, ra một cước chặt đứt cả một tảng đá. Hơn nữa, hỗ trợ điều đình một số việc khó giải quyết với phe Hắc Đạo. Hai người ở thủ đô cũng có chút danh tiếng, được xưng là nhị tướng của Tô Gia. Mỹ nữ yêu anh hùng, nam nhân yêu hào kiệt. Đương nhiên, các đệ tử trẻ tuổi của Tô Gia đều rất sùng bái cao nhân như vậy. Không thể tưởng tượng cao nhân như vậy trong mắt Tô Gia lại bị tên cảnh sát đứng phía sau Diệp Phàm dẫm nát như quả bóng cao su, không nhúc nhích trên đất. Âm mưu tấn công chủ tịch thành phố, người đâu, tiến lên. Vương Triều đột nhiên hô lớn về phía cửa, giọng nói như tiếng sét đánh. Chương 1903, thái độ cứng rắn chưa từng có. Là cục trưởng. Ngoài cửa có người trả lời, không lâu sau, mấy người cảnh sát oai hùng, cầm thủ tiêu sáng loáng đẩy cửa bước vào, đi về phía hai cao nhân Trương Võ và Lý Thăng. Chủ tịch Diệp, hà tất phải như vậy? Sắc mặt Tô Khánh Trung có chút khó coi, nói một câu. Chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi yên chịu đánh? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Rốt cục anh muốn làm gì, chủ tịch Diệp? Tô Khánh Trung rốt cục không kìm nổi, lời nói nặng thêm nhiều. Tiện tay vỗ mạnh xuống bàn rồi đứng hẳn lên. Còn Tô Lâm Nhi thì vẫn hướng mắt về phía Lam Tồn Quân cầu cứu. Đương nhiên là hy vọng quản đốc Lam có thể ra mặt nói giúp vài lời. Tuy nhiên trong thời khắc then chốt này, Lam Tồn Quân không ngờ buồn tiểu, giả vờ không nhìn thấy cái chớp mắt cầu cứu của Tô Lâm Nhi, xoay người đi về buồng vệ sinh, chẳng qua chỉ là diễn trò đi tiểu. Đúng là đồ khốn nạn, chơi trò đi tiểu với mình. Anh sẽ chết chìm. Tô Lâm Nhi trong lòng nguyền rủa Lam lão đại, đá dọa trên đất một cước. Chẳng phải các anh có thành ý giải quyết vấn đề sao? Rất đơn giản, vừa rồi quản đốc Lam tính toán nợ không giả dối tẹo nào, số tiền 100 triệu kia các anh nên hoàn trả. Tuy nhiên, các anh dù sao cũng phải bồi thường một chút phí tổn thất tinh thần. Bản thân tôi thì không cần các anh bồi thường một đồng lẻ nào. Như vậy đi, nể mặt tiểu thư Tô Lâm Nhi. Các anh lấy danh nghĩa tập đoàn Tô Thị Quyên tặng nhà máy đường Dương Phong 100 triệu coi như là bồi thường đối với những áp lực và tổn thất tinh thần mà Tô Trang Thành gây ra cho chúng tôi lần này. Hơn nữa, tất cả đều phải trả tiền mặt một lần, thiếu một đồng cũng không được. Diệp Phàm rung chân, vẻ mặt vẫn thản nhiên ngồi. Hơn nữa, nhìn cái vẻ ngơ ngơ đó, ai cũng phải tức giận. Huống chi, hắn còn thong thả nhả khói thuốc. Làn khói bay thẳng vào mặt Tô Khánh Trung đang ngồi đối diện cách đó gần 3 mét rồi mới từ từ tản ra. Đây đương nhiên là do Diệp Phàm dùng nội lực đẩy khói bay qua. Nghĩ Tô gia chúng ta là ngân hàng sao? Cả 100 triệu, các anh làm thế nào mà cướp được? Đừng nói tạm thời chúng tôi không có, mà nếu có thì cũng không đưa. Anh đang giở trò dọa nạt, đang phạm tội. Tô Khánh Trung rút cục vỗ mạnh một cái xuống bàn, phát ra một tiếng thình thịch giòn vang. Anh đập bàn cái gì thế? Mẹ nó, Nam Môn Tô gia thì sao nào? Anh nói Diệp Phàm tôi dọa nạt các anh. Hôm nay chắc chắn tôi phải dọa rồi. Tôi là vì nhân dân Đông Cống lấy lại thứ mà họ nên lấy từ các anh, thiếu một đồng cũng không được. Hơn nữa, chỉ có thời gian một ngày, nếu trước tối mai mà các anh còn không mang tiền trả nợ cho nhà máy đường Dương Xuân. Ha ha, chúng tôi sẽ yêu cầu bắt giữ Tô Trang Thành và những người của Tô gia có liên quan đến vụ án. Diệp Phàm cũng đứng lên, đập ba tiếng, tiếng đập vang dội hơn Tô Khánh Trung nhiều lần. Hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Khánh Trung, khí thế tăng cao. Không cần suy nghĩ, 4 tỷ 300 triệu, số tiền đó tuyệt đối không thể đưa. Tuy nhiên, tôi lại muốn xem, Chủ tịch Diệp có thể bắt Trang Thành nhà chúng tôi quy án hay không. Thiên hạ không phải thiên hạ của Diệp Phàm anh. Ở Tứ Cửu Thành, Tô gia chúng tôi nói chuyện, còn có tác dụng hơn lời một chủ tịch thành phố tép diêu như anh nhiều. Không tin cứ thử xem. Tuy nhiên, Tô Khánh chúng tôi phải cảnh cáo anh một chút, đừng quá tự cho mình là đúng. Một chủ tịch thành phố nhỏ nhoi, đối với Tứ Cửu Thành cũng không bằng con chó. Kết cục của thói tự cao tự đại chính là chịu sự diệt vong. Tô Khánh Trung phẫn nộ hừ nói. Chú, ngồi xuống bàn bạc một chút đã. Lúc này Tô Lâm Nhi có chút nóng nảy, nói như van nài. Chẳng có gì để bàn cả.
Không ngờ Diệp Phàm và Tô Khánh Trung đồng thời nói ra câu này. Diệp Phàm nhìn Tô Khánh Trung hừ nói. Nếu các người đã không có thành ý, thế nào cũng được. Có phải tứ cửu thành Nam Môn Tô ra phải không? Hôm nay Diệp Phàm tôi sẽ đi tác động. Một chủ tịch thành phố Đông Cống nhỏ nhoi sẽ làm như nào? Nam Môn Tô ra dù sao cũng không phải hoàng cung. Diệp Phàm nói xong liền dùng điện thoại dây trên bàn gọi cho Thứ trưởng Bộ Công an Thiết Chiêm Hùng. Diệp Phàm nói. Thứ trưởng Thiết, tôi là Diệp Phàm của phòng đốc tra cảnh vụ trong bộ, có chút chuyện rắc rối muốn phản ánh với anh một chút. Diệp Phàm nhanh chóng kể hết toàn bộ sự việc Tô Trang Thành dở trò xấu xa sau lưng. Đương nhiên là đang đóng kịch. Anh nói đồng chí Vương Triều của Cục Công an thành phố Đông Cống đã mang tài liệu liên quan chuyển tới Sở Công an tỉnh Tây Lâm. Thiết Chiêm Hùng cố ý trầm ngâm trong chốc lát rồi mới hỏi. Đúng vậy, hiện nay tài liệu đang ở Sở Công an tỉnh Tây Lâm. Diệp Phàm đáp. Được, tôi lập tức cho người đi hỏi một chút. Nếu sự việc là thật, cho dù liên quan đến ai, đều xử theo pháp luật. Lời nói của Thiết Chiêm Hùng có tác dụng mạnh mẽ. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm không hề liếc nhìn người nhà Tô ra, thản nhiên ngồi xuống uống trà. Chủ tịch Diệp, việc này chúng ta có thể thương lượng, anh đừng nóng. Tô Lâm Nhi khóc cuống lên, vừa nghĩ tới anh trai Tô Trang Thành sắp bị vào tù, Tô Lâm Nhi không cuống không được. Lâm Nhi, chúng ta đi, tôi không tin hắn sẽ làm được trò gì. Tô Khánh Trung nói xong xoay người bước đi. Cháu không đi, chúng ta thương lượng một chút với chủ tịch Diệp, chẳng phải là mấy tỷ sao. Tô Lâm Nhi liếc nhìn chú Tô Khánh Trung, hai mắt đẫm lệ nói. Nói dễ vậy, đó là 4 tỷ 300 triệu, không phải 4 triệu 300 nghìn. Đi, Tô Khánh Trung nói, hai tay thủ hạ muốn đi theo nhưng còn đang bị Vương Triều giữ chân. Không được nhúc nhích, ai nhúc nhích sẽ bị bắt. Vương Triều như con sư tử lên cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng với hai tên thủ hạ Tô ra nói. Bọn họ âm mưu tấn công chủ tịch thành phố Đông Cống, chủ tịch Diệp, tôi lấy danh nghĩa của Cục Công an thành phố Đông Cống tuyên bố, bọn họ bị giữ lại. Chờ xem. Tô Phong hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm không nói gì, đi theo cha ra ngoài. Thật chẳng ra sao, đi. Diệp Phàm cũng hừ một tiếng rồi xoay người bước đi. Vương Triều dẫn theo Trương Võ và Lý Lăng đi theo phía sau. Lâm Nhi, chuyện này, anh cũng không giúp được gì. Đồng chí Lam Tồn Quân từ buồng vệ sinh ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Anh Quân, cầu xin anh, nói với Diệp Phàm một tiếng, đừng vội bắt người. Tô Lâm Nhi khóc, gục mặt vào ngực Lam Tồn Quân. Ôi, chuyện này, em xem, thái độ của chú em rất không được. Chủ tịch Diệp là người tính cương, em càng áp chế anh ấy càng phản kháng mạnh mẽ. Em đừng nói anh không nhắc nhở bọn em, khả năng của chủ tịch Diệp không phải các em có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Cú điện thoại vừa rồi chính là anh ấy gọi cho Thứ trưởng Thiết của Bộ Công an. Bây giờ anh ta đã ra tay, một khi tài liệu thật sự được chuyển đến Bộ Công an, phỏng chừng việc này sẽ rất phức tạp. Em nghĩ lại đi, Bộ Công an lại dễ dàng xin xỏ thế sao? Theo như anh biết, quan hệ của Diệp Phàm và Thứ trưởng Thiết rất gần gũi. Thứ trưởng Thiết cắn các em không tha, anh trai em, 8 phần chắc phải vào tù. Lam Tồn Quân thở dài. Bản lĩnh diễn trò trời sinh của anh ta thật giỏi. Hơn nữa, chuyện này anh ta đùa dai mãi, đâm ra càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ hả anh Quân? Tô Lâm Nhi thực tình có chút lo lắng, thân mình mềm nhũn ra, đến đứng cũng không vững. Lam Tồn Quân đương nhiên trở thành dũng sĩ, tự nhiên ôm Tô Lâm Nhi vào phòng ngủ lớn bên cạnh. Anh ta, thật ra rất hiểu đạo lý nếu không biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không có nữa. Tùy gậy che liền thượng, tuy nhiên thái độ của Diệp Phàm cứng rắn mạnh mẽ đến vậy. Việc này dường như không thể hóa giải. Đại gia viện của Nam Môn Tô gia ở thủ đô, gia chủ Tô Chiêu Viễn có chút buồn bực đứng lên, trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân. Để con gọi mấy người xử lý hắn. Tô Trang Thành tức điên, hung tợn kêu lên. Vừa mới nhận được điện thoại của em gái, đã biết kết quả của cuộc đàm phán. Xử lý, con đúng là chẳng có đầu óc gì cả. Thiết Chiêm Hùng đã nhúng tay vào, người này có quan hệ rất thân thiết với Diệp Phàm. Huống chi, Diệp Phàm còn kiêm chức một phó giám sát trưởng. Lúc này, con không được làm bất gì cả. Giết một phó giám sát trưởng, đầu óc con vẫn bình thường đấy chứ. Tô Triều Viễn tức giận mắng con trai. Hắn đã muốn đưa con vào tù, chẳng lẽ còn không cho con tranh đấu một chút.
xử lý hắn rồi thì chẳng còn chuyện gì nữa. Tô Trang Thành mạnh miệng nói. Trang Thành, con đúng là vẫn chưa lớn được. Tô Chiêu Viễn thở dài, liếc nhìn đứa con, nói. Gia tộc nhà ta làm ăn kinh doanh, không phải là gia tộc hạ đẳng lăn lộn trong hắc phái. Chuyện giết chóc tốt nhất đừng dính đến. Chí giả thiên lự, chúng hữu nhất thất. Chuyện đánh giết cho dù có kín bưng không chút kẽ hở nhưng rồi một ngày chắc chắn sẽ bại lộ. Một khi đã bại lộ, con sẽ bị đẩy đến chỗ không thể quay đầu lại được. Đối thủ của chúng ta đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, bọn họ e sợ tìm không ra. Chính con lại đem cơ hội nhường cho bọn họ, chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao. Huống chi, chuyện lần trước con sắp đặt chu đáo cặn kẽ như vậy, rốt cục thế nào? Kết quả không ngờ người ta mang Đông Kinh từ trong tay Đông Cẩu về. Tổ chức Đông Cẩu này như thế nào chẳng lẽ con còn chưa rõ? Bên trong tuyệt đối có những sát thủ máu lạnh hạng nhất. Cha nghĩ việc này, có phải do Diệp Phàm sai người làm hay không? Người thanh niên này, thật không đơn giản. Còn nữa, theo như em gái con nói, Trương Võ và Lý Thăng bọn họ bị cục trưởng Vương của thành phố Đông Cống đá cho mấy cước đã nằm gục xuống đất. Bình thường, con thấy Trương Võ và Lý Thăng uy phong như vậy, chân có thể chặt đá, tay có thể chặt cây. Điều này giải thích cái gì, Vương Triều người này thật không đơn giản. Cha vừa mới điều tra qua, Vương Triều không ngờ cũng là cao thủ của phòng bí mật thuộc Bộ Công an. Con nghĩ lại xem, con thất bại trong tay người như thế, không oan. Hơn nữa, cha nghi ngờ, một loạt sự việc nhằm vào con lần này, vốn có sự tham gia của Thiết Chiêm Hùng. Bằng không, Diệp Phàm là một quan chức của nhà nước, sao có khả năng đem người từ tổ chức Đông Cẩu về. Chỉ có Thiết Chiêm Hùng nhúng tay vào, cao thủ từ phòng bí mật thuộc Bộ Công an mới có thể làm được chuyện này. Tô Chiêu Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy tìm người bắt Thiết Chiêm Hùng tránh ra. Chỉ cần anh ta không nhúng tay vào, Diệp Phàm có thể làm gì nữa. Qua một thời gian, chúng ta lại ra tay thu phục tiểu tử này cũng chưa muộn. Tô Trang hung tợn mắng. Tô Chiêu Viễn nhíu nhíu mày, không có cách gì, đành phải cầm điện thoại lên. Sau khi một hồi thì buông điện thoại xuống, hai cha con đợi một lúc, điện thoại của Chiêu Viễn vang lên. Nhận điện thoại rồi lại một hồi, sau khi buông điện thoại, Tô Chiêu Viễn chân mày càng nhíu lại. Sao rồi? Bọn họ không chịu giúp à? Tô Trang Thành trong lòng cũng có chút lo lắng. Không phải là bọn họ không chịu giúp, là do Thiết Chiêm Hùng chưa từng có thái độ cứng rắn như vậy bao giờ. Thứ trưởng thường trực Mâu Vân cũng đã đồng ý nói đỡ vài câu. Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng không gật đầu. Mâu Vân cuối cùng cũng không có cách nào. Anh ta không thể vì Tô gia chúng ta mà cứng rắn hơn nữa với Thiết Chiêm Hùng. Bên trong Bộ Công an, phe phái đông như kiến cỏ, cũng là rất phức tạp. Hơn nữa, Thiết Chiêm Hùng không quản đêm tối sai người của Sở Công an tỉnh Tây kế mang tài liệu đến bộ. Phỏng chừng, lúc này những tài liệu liên quan đến con đã đang trên máy bay từ tỉnh Tây Lâm về thủ đô rồi. Tô Chiêu Viễn nói. Chương 1904, Đại Công Tử nhà họ Tô vào Đại Lao. Việc này Tô Trang Thành thật sự có hơi sốt ruột, bởi vì Mâu Vân là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, lãnh đạo cấp bộ trưởng. Là nhật vật số 2 trong Bộ Công an. Không thể ngờ được Thiết Chiêm Hùng lại không nể mặt anh ta. Rõ ràng đây là Thiết Chiêm Hùng muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Tô Trang Thành lập tức ngồi im trên ghế, mắt mở đi. Tô Trang Thành ra vẻ ta đây không sợ bị bắt đều chỉ là giả bộ. Hơn nữa, một khi chuyện này thực sự xảy ra, đại công tử nhà họ Tô mà cũng phải vào tù. Một khi truyền ra ngoài còn đáng sợ hơn, sau này Tô Trang Thành làm sao có thể làm người. Sao có thể tạo được uy tín của người nối nghiệp nhà họ Tô? Hơn nữa, một khi nhận hình phạt, có lẽ vị trí người nối nghiệp nhà họ Tô cũng chuyển sang tay người khác. Đến lúc đó, chú hai Tô Khánh Trung chắc chắn sẽ không nương tay với y. Còn em họ Tô Phong cũng đã thèm muốn vị trí tổng giám đốc của y từ lâu. Vừa nghĩ đến những hậu quả này, đại công tử luôn kiêu ngạo như Tô Trang Thành cũng có chút hoảng loạn. Quá muộn rồi, bọn họ đều đã ngủ. Đêm khuya chúng ta không tiện đi quấy rầy người khác, tuy nhiên, cậu cùng đừng lo lắng quá, cứ đi ngủ trước đi, ngày mai sẽ nghĩ cách, tôi không tin ủy viên Bộ Chính trị chẳng lẽ không trị được một tên thứ trưởng như Thiết Chiêm Hùng. Tô Chiêu Viễn cũng bị bức đến nóng mặt, lạnh lùng đáp. Phải cùng lúc dứt khoát hai gọng kìm, chúng ta tìm Phó Quốc Vân tỉnh Tây Lâm để lấy cái mũ ô sa của Diệp Phàm vậy. Một khi đã bị mất chức, thử hỏi Diệp Phàm còn có thể làm gì. Tô Trang Thành khẽ chắc mẩm. Ừ,
cũng có lý. Đều là con người cả thôi, sẽ luôn có mục tiêu để công kích. Nếu mất đi lý do để công kích thì còn công kích cái gì nữa? Người này vẫn cố cắn cậu đến chết thì chúng ta cũng không thể không ra tay với hắn. Tô Triều Viễn gật gật đầu. Đêm đó trôi qua rất nhanh. Có lẽ tối qua quá mệt mỏi nên Lam Tồn Quân ngủ đến tận 12 giờ trưa. Anh ta nhìn khăn trải giường có nhiều vết hồng loang lổ hơi vẻ đắc ý. Lại có chút thương tiếc nhìn Tô Lâm Nhi đang cuộn tròn như con mèo. Không cầm lòng được giơ tay vuốt ve lưng cô. Anh Quân, cuối cùng em cũng đã trao tấm thân mình cho anh. Tô Lâm Nhi đỏ mặt. Chỉ là muộn vài năm thôi. Cuối cùng em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Thật sự là Lâm Nhi của một mình anh, ha ha ha. Lam Tồn Quân vừa nói vừa cười vang. Thật chướng tai, không phải một mình anh chẳng lẽ còn định đẩy em cho ai khác. Đáng chết. Tô Lâm Nhi tức giận mắng một câu. Định ngồi xuống nhưng lại kêu ôi một tiếng nhíu mày. Còn đau không? Lam Tồn Quân cười gượng một tiếng nói. Nếu không để anh kiểm tra một chút, bôi chút thuốc. Anh đáng chết. Tô Lâm Nhi đạp chân một cái, không đạp đến Lam Tồn Quân mà mình lại bị đau điếng. Xem em kìa, bảo em nghỉ ngơi lại còn muốn đánh người, đây là cái giá phải trả. Đàn bà con gái, không được phép thì chớ có đùa. Lam Tồn Quân đắc ý cười. Đúng lúc này điện thoại của Tô Lâm Nhi vang lên, vừa nghe thì đã thấy tiếng thút thít nghẹn ngào của mẹ cô. Lâm Nhi, anh trai con bị bắt rồi. Phượng Thanh cuối cùng không kìm nổi khóc nấc lên. Cái gì, bắt đi, ai dám đến bắt anh con? Tô Lâm Nhi lớn tiếng hỏi, lập tức ngồi bật dậy, nhưng đau không chịu được, cũng có chút luống cuống. Là bộ công an trực tiếp cho người đến bắt, ba con cũng vội vàng từ công ty trở về. Làm sao bây giờ, con không làm việc xong với Diệp Phàm sao? Làm sao bây giờ, nghe nói phải chịu hình phạt gì đó. Phượng Thanh nói lặp đi lặp lại, xem ra thật sự là luống cuống. Anh Quân xin anh nói một chút với Diệp Phàm là anh trai em đã bị bắt đi rồi. Để hắn nói với Thiết Chiêm Hùng một câu. Sau khi buông điện thoại, Tô Lâm Nhi dường như ôm lấy Lam Tồn Quân hét lớn. Ôi, Lâm Nhi, không phải Lam Tồn Quân anh vô tình, nhà họ Tô em có tiền, sao không tốn chút tiền coi như trừ họa. Hơn nữa, việc này thật sự là mọi người làm sai trước. Không phải mấy trăm triệu các em cũng có thể chi ra sao. Lam Tồn Quân vẻ mặt khó xử, tuy nhiên vẫn gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Hai người bắt đầu đóng kịch, Lam Tồn Quân một mặt làm như xin xỏ giúp Tô Lâm Nhi, Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Hơn nữa, Diệp Phàm còn cảnh cáo nếu Lam Tồn Quân làm thế nhà máy sẽ đổ. Cúp điện thoại xong thì Tô Lâm Nhi cũng không nói gì, vội vàng mặc quần áo chạy về nhà. Vừa về đến nhà phát hiện trong phòng khách có rất đông người đang ngồi. Mọi người đều vẻ mặt nghiêm trọng, mà ông cụ nhà họ Tô, Tô Vũ Thành rất ít khi xuất hiện không ngờ cũng đã ngồi đó. Mẹ cô đã khóc đỏ hết cả mắt. Hành động của Thiết Chiêm Hùng thật sự là rất mau lẹ, nhận được tài liệu mới mấy giờ đã ra tay. Đây là làm cho nhà họ Tô chúng ta không chịu nổi. Đây là không nể mặt nhà họ Tô sừng sững mấy trăm năm ở cửa Nam. Đây là tuyên chiến với gia tộc chúng ta. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tô Khánh Xuất không thể kiềm chế được nói. Chú hai, hiện tại nói những cái đó có tác dụng gì? Quan trọng hơn là nghĩ cách để cứu đại ca ra ngoài. Lúc này anh hai của Tô Lâm Nhi liếc nhìn Tô Khánh Trung một cái tức giận nói. Tô Định Sung đang công tác trong quân đội, tính tình vẫn như thế. Ngay cả đối với bề trên của nhà họ Tô cũng thế. Hơn nữa, biết việc này chú hai Tô Khánh Trung không có ý tốt gì. Tô Định Sung cũng không nể mặt. Những điều ba tôi nói không phải là nghĩ cách sao. Định Sung, đây là coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Huống chi, việc này cũng tại Trang Thành. Nếu Trang Thành không làm ầm ĩ việc này lên, sao nhà họ Tô chúng ta lại phải bị người ngoài chê cười như hôm nay? Con trai lớn của Tô Khánh Trung Tô Phong cũng đáp lại Tô Định Sung. Việc này nói lên hai điều. Tô Phong, cậu nói cái gì, chúng ta có cần phải thử nhau mấy chiêu không? Tô Định Sung tức giận, sắn tay áo định ăn thua đủ. Hừ, ồn ào đủ chưa? Lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì người lên tiếng chính là ông cụ có quyền uy nhất nhà họ Tô. Ông ta nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Đều là người một nhà, việc cần gấp trước mắt là cứu Trang Thành ra. Cứ nhao nhao ồn ào ở trong này còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ, còn lo chưa đủ mất mặt sao?
vừa rồi gọi điện thoại người ta bảo người ta không buông tay, không cho bảo lãnh. Mọi người nghĩ xem còn có cách gì, muốn nói mất mặt thì cả nhà họ Tô mất mặt, chúng ta là người một nhà, vinh quang thì cùng vinh quang, tổn thất thì cùng tổn thất. Trong lúc quan trọng này các con gây nội chiến thế thì còn ra thể thống gì nữa. Tô Vũ Thành mắt quả là không mù, không ngờ cũng biết nhấn mạnh sự đoàn kết cần kíp. Ba, dù gì thì cũng đã ồn ào như vậy, người ta cứ kiên quyết không buông tay thì nhất định sẽ không xong với chúng ta. Chưa nói chuyện chúng ta có yếu thế hay không, bằng không, sau này ai cũng cho là nhà họ Tô chúng ta đớn hèn, kẻ qua đường đều muốn dẫm lên coi thử thì sao chúng ta có thể sống yên ở cửa Nam được nữa. Uy nghiêm của nhà họ Tô không thể xâm phạm, không thể để có tiền lệ xấu như thế này. Lúc này lão Tam nhà họ Tô, Tô Phong Cường nói. Vậy con nói một chút xem phải làm sao bây giờ. Ông cụ nhà họ Tô nhìn đứa con thứ ba liếc mắt một cái hỏi. Tìm quan hệ, nếu có thể thì tìm người lời nói có trọng lượng ra mặt nói chuyện. Tô Phong Cường lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói tiếp. Hơn nữa chúng ta không thể buông tha Thiết Chiêm Hùng và Diệp Phàm. Không thể để cho hai người đó chiếm ưu thế, cũng phải dạy cho họ một bài học. Còn Diệp Phàm, tôi thấy, cứ bắt hắn luôn thì thế nào? Một người không biết trời cao đất dày gì, dám phân cao thấp với nhà họ Tô chúng ta. Thật sự hắn không biết mình có bao nhiêu phân lượng, để nhà họ Tô chúng ta làm cho hắn tỉnh táo bằng vài cái bạt tai. Bắt, 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 dễ bắt như vậy sao? Người ta ở thành phố Đông Cống, còn là cán bộ giao lưu. Từ tỉnh Nam Phúc tuyên chuyển giao lưu đến, không được Phí Mãn Thiên của tỉnh Nam Phúc đồng ý, sao có thể bắt người. Nhà họ Phí không phải là con không biết, nhà chúng ta không quyết định được thái độ của nhà họ Phí. Ông cụ Tô tức giận nói, có thể cho người cảnh cáo một chút Thiết Chiêm Hùng, thứ trưởng Bộ Công an thì thế nào chứ? Cấp trên còn có Đảng ủy Công an, còn có Bộ Chính trị. Tô Khánh Trung cũng lạnh lùng hừ nói, nghĩ lại một chút rồi tiếp. Thiết Chiêm Hùng còn có anh trai là Thiết Thác, đương nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Việt Đông. Triệu Sương Sơn của Việt Đông thì dễ nói chuyện sao, người ta cũng là con nhà danh giá, nhà họ Triệu ở Bắc Kinh còn mạnh hơn cả chúng ta. Người ta không nể tình cũng không có cách nào, ngay cả tìm các đồng chí khác ở Bộ Chính trị xin giúp, Triệu Sương Sơn chưa chắc đã đồng ý nể mặt. Nhà họ Triệu cũng là một trong những con sư tử lớn. Trước kia khi ông cụ Triệu Bảo Cương cầm quyền, quyền lực nhà họ Triệu từng đạt đến đỉnh cao. Gần đây tuy có chút giảm sút, nhưng từ khi Triệu Sương Sơn vào được Bộ Chính trị, gia thế nhà họ Triệu lại sống lại như xưa. Lúc này Tô Chiêu Viễn nói. Tôi thấy cũng không chắc, Triệu Quát không phải vẫn là phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh sao, chức vụ chính cũng không có được. Khi Triệu Bảo Cương ở đỉnh cao quyền lực cũng không làm được, huống chi hiện giờ. Tô Khánh Trung lạnh lùng đáp lại lời của Tô Chiêu Viễn. Đó là chính sách điều chỉnh của Trung ương. Hai anh em nhà họ Kiều, trước kia hai người đều làm lớn, một trong quân đội một trong chính quyền. Cuối cùng vẫn là Kiều Hoành Sơn lùi một bước, vứt bỏ danh hiệu ủy viên quân ủy. Mà nhà họ Triệu cũng thế, Trung ương không thể để một nhà có hai người nắm quyền trong quân đội và chính phủ. Như vậy, một khi định làm loạn, đất nước không phải là đáng lo sao? Đây là vì ổn định của đất nước, cũng là đã xem xét đến nhiều mặt. Cho nên, Triệu Quát đời này có lẽ không có hy vọng ngồi lên ghế chính. Tuy nhiên, mặc dù y chỉ là phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh nhưng trong giới quân đội cũng là lãnh đạo. Cũng khác với người bình thường. Ông cụ Tô thản nhiên nói. Ông cụ Tô tuy vài năm nay đều sống trong căn nhà nhỏ nhưng ông cụ cũng không nhàn rỗi gì. Lúc nào cũng chú ý đến chính trị của đất nước. Việc này có lẽ là thói quen đã hình thành từ trước. Bởi vì chính trị đất nước cũng liên quan đến hưng thịnh của nhà họ Tô, không thể bỏ qua. Thôi, đừng nói những lời vô dụng nữa, phải nghĩ cách cứu người ra ngoài đã. Cuối cùng ông cụ nhà họ Tô khoát tay áo nói. Nhất thời cả căn phòng đều im ắng. Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Em họ, sao em lại đến đây? Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Kiều Chân một cái, Tô Chiêu Viễn vội hỏi. Làm sao bây giờ hả anh? Nghe nói Đông Kinh đã được áp giải từ Tây Lâm về Bắc Kinh. Hiện tại Trang Thành đã bị bắt, làm sao bây giờ? Mắt Kiều Trân cũng đỏ lên, vẻ mặt tiều tụy. Chương 1905, ủy viên Kiều nói cũng không có tác dụng. Cô họ, có thể nhờ Kiều ra đại viện ra mặt nói hộ một chút. Lúc này,
Tô Lâm Nhi như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nói chen vào. Đúng rồi, sao lại quên mất Kiều gia đại viện nhỉ, Tô Định Sung vỗ đầu, nghe ông ta nói, mọi người chăm chú nhìn về phía Kiều Trân. Bởi vì cha Kiều Trân, Kiều Quân Đức, là anh em họ của Kiều gia thị viện, Kiều Viễn Sơn. Không phải họ gần mà là kiểu họ hàng cách thế hệ. Tôi, Kiều Trân ngẫm nghĩ một lúc lắc lắc đầu. Cô họ, lúc này cô còn do dự cái gì? Đến lúc dường họ thực sự bị bắt thì muộn rồi. Tô Lâm Nhi ở một bên giật dây. Lão thái gia, con nói không bằng ông nói. Ông cũng hiểu, lời nói của phụ nữ chúng con trong mắt họ vốn không có nhiều trọng lượng. Kiều Trân vẻ mặt khổ sở nói. Kiều Trân ra mặt so với Tô lão thái gia mặt sẽ không giống nhau. Tô lão thái gia ra mặt là đại diện cho Tô gia đại viện. Dựa vào thanh danh của Tô gia tin tưởng Kiều gia cũng sẽ nể mặt một chút. Việc này, chắc Quân Đức cũng từng ra mặt rồi chứ. Đông Kinh còn là con rể của ông ta. Tô lão thái gia nhíu nhíu mày nói. Tô lão thái gia băn khoăn, chuyện này, đại diện cả gia tộc nói chuyện, ý nghĩa khác xa. Quan hệ của Tô gia và Kiều gia vốn không tốt lắm, ngược lại lại có quan hệ tốt với đối thủ của Kiều gia. Tô lão thái gia không thể mặt dày đi nhờ vả. Lão thái gia, hẳn là ông không biết, Diệp Phàm chính là người đề xướng ra những chuyện này. Chắc mọi người không biết quan hệ của hắn với Kiều gia. Kiều Trân thấy ông cụ hình như không muốn ra mặt, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói. Diệp Phàm, hắn có quan hệ gì với Kiều gia đại viện? Tô Triều Viễn vẫn không hiểu, năm đó Diệp Phàm đính hôn với Kiều Viên Viên, hai anh em Kiều gia cũng không mời bao nhiêu người. Chỉ mời vài người bằng hữu có quan hệ rất thân thiết với Kiều gia. Cho nên việc này cũng không đồn đại rộng ra bên ngoài. Hơn nữa, thủ đô lớn như vậy, gia tộc lớn như Kiều gia không tới trăm cũng là vài chục, sao có thể chuyện gì mọi người đều biết được. Huống chi, con cái của những gia tộc lớn rất nhiều, hợp lại chắc phải tới 1.000 người, sao mà quan tâm được hết. Diệp Phàm là con rể Kiều ủy viên, hắn đã đính hôn với Kiều Viên Viên. Ông xem, lần này, Tô gia chúng ta khiến Diệp Phàm bị thiệt hại nặng, Trang Thành lại luôn tính toán với Diệp Phàm. May là Diệp Phàm còn không nói việc này với Kiều gia đại viện. Tuy nhiên, hắn không nói thì cũng không phải Kiều gia đại viện không biết. Chẳng qua bây giờ người ta mắt nhắm mắt mở, may là Trang Thành không làm chuyện gì thương tổn tới Diệp Phàm. Bằng không, tính cách của Kiều Viên Viên chắc mọi người không rõ, cô nàng này rất được người nhà Kiều gia yêu thương. Mọi người đều gọi cô ấy là công chúa của Kiều gia đại viện. Bằng không, đúng là đã kết oán với Kiều gia rồi. Kiều Trân vẻ mặt u buồn nói. Đây là sự thật sao? Tô Triều Viễn giật mình hỏi, vẻ mặt thực sự kinh ngạc chứ không phải vờ vịt. Chắc chắn là thật, khi đó Diệp Phàm đính hôn với Viên Viên, ba cũng đi uống rượu còn tặng lễ vật. Kiều Trân nói, trong đại sảnh im lặng nặng nề, người nhà Tô gia vẻ mặt càng khó coi. Thật lâu sau, Tô lão gia mới thở dài, nói. Thảo nào thái độ của tiểu tử này kiên quyết đến vậy, hóa ra có cả một tầng quan hệ, khó trách. Kiều gia đại viện thì sao nào? Chúng ta cũng có thể tìm được gia đình như thế. Tô Khánh Trung còn e thiên hạ chưa loạn, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng đập thịt. Ông cụ 80 tuổi không ngờ tức giận, bàn tay nhiều nếp nhăn vỗ thật mạnh trên mặt bàn cổ, nói. Mày đúng là đồ khốn kiếp, Kiều gia đại viện lại vô dụng như mày nói hả? Kiều Viễn Sơn trong tay nắm giữ ban tổ chức trung ương, liên quan đến tiền đồ của hàng nghìn hàng vạn cán bộ hoa hạ. Hễ làm quan thì đều phải nể mặt Kiều gia ít nhiều. Kiều Hoành Sơn nắm trong tay quân quyền, tuy hiện nay đã không còn là ủy viên quân ủy. Việc này cũng là do Trung ương suy xét một đại gia tộc không thể ôm đồm cả quân đội và chính trị nên mới để ông ta rút về phía sau một chút. Nhưng tầm ảnh hưởng của Kiều Hoành Sơn ở quân giới tuyệt đối sẽ không giảm đi. Đừng nhìn viễn cảnh tươi đẹp vô tận của nhà chúng ta, có vẻ cũng kết giao với không ít bằng hữu. Từ ủy viên Bộ Chính trị, đến các quan lớn của các tỉnh, nhưng thực ra gọi mấy người tới đấu với hai anh em Kiều gia, các người đếm xem, cả hoa hạ này có được bao nhiêu người ra mặt vì Tô gia chúng ta. Những quan hệ như này, nói ra cũng có chút vô dụng. Nếu là tình huống không ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân của bọn họ thì việc ra mặt giúp chúng ta cũng là điều có thể. Cái này gọi là thêm hoa trên gấm, hiểu không? Nhưng nếu bảo họ đọ sức với Kiều gia đại viện có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, người ta chắc chắn còn lưỡng lự không quyết. Chẳng lẽ thực sự phải chi ra 4 tỷ 300 triệu cho con sư tử Diệp Phàm đó sao?
thế khác nào muốn bức chết Tô gia chúng ta. Tô Khánh Trung có chút bất mãn cào nhau một câu. Đưa 100 triệu, Lâm Nhi, nghe nói quan hệ của cháu với Lam Tổn Quân không tồi, cháu liên hệ với Lam Tổn Quân, Tô gia tình nguyện bỏ ra 100 triệu xử lý dứt điểm chuyện này. Hy vọng sau này Diệp Phàm đừng làm ầm ĩ nữa. Tô gia cũng không phải hổ giấy. Nếu thật sự không nể tình, đến cả kiều ủy viên chúng ta cũng phải đi nói một chút. Tô lão gia rất khí phách, trực tiếp ra lệnh. Tô Khánh Trung chu mồm lè lưỡi, cuối cùng không dám mở miệng nữa. Biết ông cụ yêu thương Tô Trang Thành, việc này, cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu mở miệng, đầu tiên xem chừng phải nhận một gậy của đại ca Tô Chiêu Viễn. Hơn nữa còn để lại ấn tượng về việc ném đá xuống giếng, không nể tình người thân. Cảm ơn ông nội, cháu lập tức đi gọi. Tô Lâm Nhi rất kích động, lập tức gọi cho Lam Tồn Quân. Thông qua Lam Tồn Quân chuyển đến điện thoại của Diệp Phàm. Sau khi một hồi, Tô Lâm Nhi vẻ mặt phẫn nộ buông điện thoại xuống. Sao rồi, Diệp Phàm giở quẻ đúng không? Tô Chiêu Viễn hỏi. Diệp Phàm nói hôm qua thương lượng với nhị thúc có đề cập đến chuyện này, hơn nữa còn cho Tô ra thời gian một ngày. Tuy nhiên, hôm qua nhị thúc không đồng ý, hơn nữa còn xuôi tay chân tấn công hắn, giọng điệu uy hiếp mắng hắn. Nếu Tô ra không có thành ý, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện thỏa hiệp. Nên làm gì sẽ làm thế? Tô Lâm Nhi vẻ mặt khó chịu nói. Con không nói gì, tiểu tử này căn bản là đang càn quấy, gây sự với nhà chúng ta. Con thấy không cần phải dài dòng với hắn, có phải bảo Kiều gia ra mặt, chúng ta cũng phải đấu một trận. Tô Khánh Trung lại bắt đầu làm ầm lên. Tuy nhiên lần này Tô lão gia không phê bình anh ta. Để tôi nói chuyện với Kiều Viễn Sơn một chút. Tô lão thái gia quyết định, lập tức gọi điện cho Kiều Viễn Sơn. Kiều Viễn Sơn nghe xong đồng ý hỏi Diệp Phàm trước, bảo người nhà Tô ra đợi một chút. Diệp Phàm, sự việc của cậu với Tô gia là như nào vậy? Kiều Viễn Sơn không tiện hỏi, bởi vì việc Diệp Phàm bị điều đi Đông Cống ông ta không giúp gì, bây giờ đương nhiên cũng ngại. Cho nên, bảo Kiều Thế Hào, con trai Kiều Hoành Sơn gọi điện cho Diệp Phàm. Bọn họ muốn giết em còn có thể sao được nữa. Diệp Phàm kể lại mọi chuyện. Kiều Thế Hào vừa nghe, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nếu Tô gia đồng ý bỏ ra 3 tỷ 500 triệu xử lý dứt điểm chuyện này, các cậu cũng kiếm được cái đầy bồn đầy bát. Chú em, nên tìm cách khoan dung độ lượng một chút có phải hay không? Hơn nữa, Tô gia cũng không phải đớn hèn như chú thấy bên ngoài. Nếu thật sự muốn đọ sức, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến công tác của Thứ trưởng Thiết. Đến lúc đó, cậu cũng phiền toái. Mà Kiều gia và Tô gia còn có chút thân thích, cũng không tiện nhìn chú cứ làm ầm lên với Tô gia. Đến lúc thật sự ầm ĩ lên, chú bảo Kiều gia xử lý việc này thế nào? Việc này không liên can đến Kiều gia. Nên xử lý thế nào thì làm vậy. Thế Hào, anh cũng không phải nói nữa. Em biết đây là hai đại nhân bảo anh ra mặt. Nếu anh còn coi Diệp Phàm em là anh em, thì đừng dài dòng nữa. Bằng không em sẽ trở mặt. Về phần Thiết ca, em cũng phải xem bọn họ làm thế nào. Cùng lắm thì mặc kệ về nhà làm ruộng. Diệp Phàm giọng điệu nặng thêm nhiều. Ôi, việc này, ôi, anh không nói nữa, tự cậu quyết định đi. Kiều Thế Hào biết nói nữa cũng vô dụng. Ngược lại còn khiến quan hệ của mình và Diệp Phàm bị ảnh hưởng. Diệp Phàm tuy nói bị tước bỏ quân chức, nhưng Kiều Thế Hào cũng không chút khinh thị hắn. Bởi vì, Kiều Thế Hào biết, Diệp Phàm đã lọt vào mắt chủ tịch Đường đương nhiệm. Người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, Tô gia thì sao nào? Cho nên Kiều Thế Hào đành đem việc này nói khéo lại với ông chú Kiều Viễn Sơn. Tiểu tử này, bướng bỉnh như đầu trâu. Vẻ mặt Kiều Viễn Sơn cũng có chút khó coi. Cảm thấy hơi mất mặt. Tuy nhiên ông cũng không có cách gì với Diệp Phàm, chỉ có điều, ông ta vẫn cảm thấy không thể cứ để Diệp Phàm làm ầm ĩ lên với Tô gia về chuyện này. Chịu thiệt chắc chắn là Diệp Phàm, đến lúc đó bị gây sức ép, ngay cả Kiều gia cũng bị lôi vào thì không hay. Kiều Viễn Sơn suy xét kỹ càng trước tiên đương nhiên là lợi ích của Kiều gia, còn con rể là con rể. Đây là hai phạm trù khác nhau. So sánh với lợi ích chủ yếu của Kiều gia đại viện thì con rể cũng phải đứng sang một bên. Đương nhiên, Kiều Viễn Sơn cũng không thể để Diệp Phàm càn quấy tiếp như vậy. Đang lúc Kiều Viễn Sơn cân nhắc, không ngờ nhận được điện thoại của đồng chí Yến Vân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ. Đầu tiên là nói vài lời thăm hỏi xã giao, sau đó thì úp mở nhắc đến chuyện của thành phố Đông Cống.
Nói là kinh tế thành phố Đông Cống cần phát triển cái gì, vân vân. Kiều Viễn Sơn vừa nghe đã hiểu. Ý của Yến Vân đơn giản là hy vọng Diệp Phàm không tiếp tục gây chuyện nữa. Nếu Tô Gia đồng ý đưa 3 tỷ 500 triệu, khoản tiền này vừa đúng lúc có thể giúp phát triển kinh tế địa phương. Có chút tiền cho bản thân. Sau đó, lại nhận được điện thoại của người thứ hai có tầm ảnh hưởng lớn, là ủy viên Trung ương. Ý tứ cũng tương tự. Bọn họ tuy chưa nhắc tới Diệp Phàm, nhưng ý tứ Kiều Viễn Sơn đã nghe ra. Đương nhiên, trước mặt một nhân vật lớn, cầm đầu trong ban tổ chức cán bộ như Kiều Viễn Sơn, bọn họ nói năng cũng phải châm trước. Đương nhiên cũng sợ làm cho Kiều Viễn Sơn không vui. Dù sao, làm vậy cũng là áp chế Diệp Phàm cũng không khác áp chế Kiều gia. Áp chế chỉ sợ người ta bắn ngược lại. Nói giúp không ít nhỉ. Kiều Hoành Sơn lại cười ha hả vài tiếng, liếc nhìn em trai Kiều Viễn Sơn nói. Viễn Sơn, xem ra người con rể này cũng không đơn giản đâu. Mới giữ chức chủ tịch một thành phố cấp 3 mà đã khiến cho mấy nhân vật lớn phải ra mặt nói đỡ Tô gia. Nếu làm quan lớn của một tỉnh, không biết sẽ còn gây ra sức ép thế nào. Tiểu tử này, đúng là giỏi gây sự. Kiều Viễn Sơn tức giận, hừ một tiếng, tuy nhiên trong giọng nói lại tràn đầy cảm giác thích thú.